cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. chương 681, không dựa theo lẽ thường làm. Trên ghế tài xế, tiểu trợ lý đông tử nửa bước khó khăn, đang bể đầu suốt chán nghĩ biện pháp thoát khỏi, đường tinh hỏa chính là tiếp tục mở miệng tận tình khuyên nhủ, cung húc, không phải là tôi nói chuyện theo phán đoán, lần này Hoàng Thiên rõ ràng muốn làm khó cậu, nửa số người của giới giải trí đều chuyển đi, sự tình hiện tại càng ẩm ý càng lớn, cậu. Đại gia cậu, xe thể thao này tiểu ra tôi đợi đã hơn một năm, 900 mã lực, trăm cây số ra tốc 2. 8 giây, giới hạn cực nhanh 350 km h tốc độ cao nhất giờ 384 km h kính này quả thực là tác phẩm nghệ thuật, có bản lĩnh lại đập tiểu bảo bối của tôi thử xem. Đệt, còn đập, tiểu ra liều mạng với các người. Đường tinh hỏa bên cạnh mặt sụp đổ, tổ tông à, cậu có nghe lời tôi nói hay không a à? Trọng điểm chú ý của cậu rốt cuộc ở nơi nào a à? ai ai ai, đừng, cậu đừng xuống xe A, cung hút cậu điên rồi. Đường tinh hỏa căn bản không ngăn được, chờ mắt nhìn cung hút dưới tình huống như vậy, lại trực tiếp xuống xe. Cung hút vừa xuống xe, quả thật giống như rót nước lạnh vào trong chảo dầu, truyền thông nhất thời cùng điên rồi một dạng dâng lên, liên tiếp vấn đề này vấn đề kia giống như mưa đá đổ ập xuống đập xuống. Phóng viên cung hút, liên quan tới sự việc anh ở đoàn kịch đùa bớn, đổ cà phê lên đồ hiệu trên người lăng thiếu chiết, xin hỏi anh thấy thế nào? Cung húc hất cầm, nâng gương mặt tinh xảo Tuấn Mỹ ngông cường lên, không sai, tiểu gia ta chính là so với hắn lăng thiếu chiết hàng hiệu. Phóng viên, anh ỷ thế hiếp người như vậy chẳng lẽ không cảm thấy quá đáng sao? Audio điện tử võ tấn bền Cung húc nhếch mép cười lạnh, tiểu gia chính là ỉ thế hiếp người đấy. Anh cắn tôi à? Phóng viên, thái độ kia của anh là biểu thị không xin lỗi lăng thiếu chiết. Cung Húc chân mày cao lại, ha, xin lỗi. lăng thiếu chiếc thằng Ngô kia, tiểu gia thấy hắn một lần hát hắn một lần, có gan gọi hắn đi ra cùng tiểu gia một mình đấu. Nghe được lời này của Cung Húc, fan cùng người đi đường vây xem tất cả đều bùng nổ, tinh thần quần chúng xúc động mà vò tới Cung Húc ta ti em đi anh, anh tên bại hoại này, u nhọt, cút ra khỏi giới giải trí. Cung Húc chân mày cao lại, run run góc áo, ôi trao, tới a, à, ai đập, liền hướng nơi này đập quần áo tiểu gia đang mặc này cũng không phải là hàng rẻ tiền trên người lăng thiếu chiết, một tấm vải đều đáng giá một triệu, các người cứ việc đập. Đến A, à, đến đến, đường tinh hỏa, đông tử, hai người sinh không thể mến mà nhìn cung húc một mình đâm đầu vào trong đám người, sau đó bắt đầu thả mình tự bay theo tôi hiểu nghĩa là tự do làm theo ý mình. Đông tử gấp đến độ sắp khóc, tinh ca, lần này phải làm sao bây giờ A, à? anh nhanh giúp đỡ cản một chút đi, không thể để cho hút ca tiếp tục làm loạn như vậy a. À. Đường tinh hỏa nhìn người trước mặt một mình tranh cái quần hùng, oán giận trời đất nhìn cung hút cậu cho là tôi ngăn được. Mỗi lần phụ trách theo cung hút phóng viên vui vẻ nhất rồi, bởi vì mãi mãi cũng không thiếu tin cùng đề tài bùng nổ, quản đủ. Không cần suy nghĩ đều có thể đoán được tựa để bát quái ngày mai hấp dẫn nhất sẽ là cái gì rồi. Đường tinh hỏa chen vào trong đám người, dốc hết sức mới đem cung hút kéo ra ngoài tổ tông, đủ rồi đủ rồi, đừng chửi nữa. Dựa vào cái gì, trừ phi bọn họ đem xe tôi lau sạch, cung húc tâm tâm niệm niệm chỉ nhớ xe thể thao bảo bối của mình. Đường tinh hỏa cắn răng, mẹ nhà nó, tôi tìm người tới lau cho cậu được không? Mau vào đi có được hay không? Cung húc dứt khoát hẳn hoi hướng về người trước vừa đứng, không được. Ai đập thì con miệng lau cho tiểu ra, ngày hôm sau còn chưa lau sạch, ai con miệng nó cũng không cho đi tiểu ra tôi cùng các người không xong. Mọi người, các minh tinh gặp phải loại tình huống bị vây chặt này, tất cả đều là hết sức lo sợ, chỉ mong vội vàng né tránh, cung hút ngược lại rất tốt, lại ngăn không cho truyền thông bọn hắn đi. Hoàn toàn không dựa theo bình thường làm. Quả thực là một đóa hoa kỳ lạ của giới giải trí. chương 682, nhịp tim rối loạn tiết tấu. Chẳng qua chỉ là tắm một chút, điện thoại di động của Diệp Oản Oản thiếu chút nữa bị vô số tin tức làm cho đơm máy. Mở ra trong đó một cái link, lập tức phát ra một cái video. Trong video hình ảnh lung lay, tiếng người huyên náo, tình cảnh hỗn loạn. Trong đám người đông nghẹt, cung hút một thân sáng trói áo khoác màu lam đặc biệt nổi bật. Không sai, tiểu gia tôi chính là so với hắn lăng thiếu chiết hàng hiệu. Tiểu gia chính là ỷ thế hiếp người đấy. Anh cắn tôi à? Ôi chao, tới a, à? tới đập, liền hướng nơi này đập đến đến. Hôm nay ai con ngựa nó cũng không cho đi. Nghe được một câu cuối cùng, Diệp Oản Oản hơi có chút giở khóc giở cười. Gặp phải truyền thông không vội vàng tránh, ngược lại giống ác bá trận truyền thông không cho bọn họ đi, toàn bộ giới giải trí trừ cung húc, sợ là không tìm được người thứ hai. Chuông điện thoại di động giống như đòi mạng vang lên, là điện thoại của đông tử trợ lý cung húc. Diệp Oản Oản nhận điện thoại, alo đông tử giọng đã sắp khóc diệp ca thật xin lỗi mới vừa rồi ở cửa gặp phải truyền thông cùng fan tôi không coi chừng cung húc cung húc anh ấy diệp oản oản mở miệng tôi đã thấy đông tử diệp ca hiện tại phải làm sao bây giờ a à? tôi quả thực không ngăn được anh ấy tình huống này hoàn toàn như diệp oản oản đã đoán trước không có việc gì đi theo cậu ta đi đông tử nghe vậy sửng sốt một chút à đi theo cậu ta đi cái này sao có thể được diệp ca anh xác định sao vậy cậu ngăn được diệp oản oản hỏi ngược lại đông tử nhất thời nghẹn một cái ngăn không ngăn được diệp oản oản cho nên còn có vấn đề sao đông tử không có đông tử một mặt mộng bức cúp điện thoại đến cùng là mình đã gặp loại cấp trên gì a à? vì sao một người so với một người đều không làm theo bình thường diệp oản oản xem trang web Hiện tại tất cả ùn ùn kéo đến đều là bát quái cùng tin tức có liên quan đến Cung Húc. Giới giải trí có thể làm được hiện tượng tàn sát bản, người đáng sợ như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cung Húc tính cách quá đặc biệt, cho nên từ suốt đạo tới nay cậu ta liền một mực đều là đề tài chi vương, tiêu điểm trong đám người, cậu ta là trời sinh minh tinh. Như vậy tính cách khoe khoang nếu như không có thêm khống chế cùng dẫn dắt, đối với cậu ta mà nói là chí mạng, giống như bây giờ. Nhưng là chỉ cần giao tiếp thích đáng, ngày sau toàn bộ giới giải trí, không có người nào nhân khí, lưu lượng, cùng độ đề tài có thể sánh với cậu ta, cung húc sẽ là nhân khí chi vương. Vốn là chuyện thu nhận cung húc chỉ là ngoài ý muốn, bây giờ đối với khiêu chiến này, cô ngược lại cảm thấy rất hứng thú. Sáng ngày thứ hai, truyền thông quang diệu, trong phòng làm việc của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản xử lý chuyện công một hồi có chút mệt mỏi, nhưng một cái tay chống đỡ đầu, đang dựa vào trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần lúc này cửa phòng làm việc phanh một tiếng bị người đẩy ra cung hút hấp tấp vọt vào đồng tử lảo đảo theo ở phía sau hút ca anh chậm một chút chậm một chút ha à. mẹ nó tôi muốn lăng thiếu chiết ra khỏi giới sau đó giới giải trí có hắn ta không có tôi có tôi không có hắn ta diệp ca anh lập tức giúp tôi nói với cấp trên tôi muốn đuổi lăng thiếu chiết ra khỏi giới giải trí lão hổ không phát huy hắn ta con miệng nó tưởng tôi là mèo bệnh đúng không lại dám cưỡi trên đầu tôi muốn chơi đúng không tiểu ra tôi chơi chết cung húc đùng đùng cùng pháo nổ một giạc nói đến đây đột nhiên thấy được chàng trai đang dựa trên ghế salon nghỉ ngơi ánh mặt trời xuyên thấu qua song chấn rơi vào nhảy trên gương mặt an tĩnh tốt đẹp của chàng trai trong nháy mắt liền khiến anh ta yên tĩnh lại phù 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 nhịp tim lại bắt đầu rối loạn tiết tấu ti đi nhảy nhót nhảy nhót, không xong rồi đúng không? Không được, hôm nay nhất định phải cấm dứt, cậu ta muốn chứng minh mình tuyệt đối không cong, đáng yêu ghê. chương 683, cho tôi hôn anh một cái. Cung hút như tên trộm, nhích tới gần chàng trai trên ghế salon. Chỉ cần, chỉ cần mình thử một chút là được rồi. Nhưng mà, trong nháy mắt ngay lúc cậu ta đến gần, Diệp Oản Oản đột nhiên mở mắt. Cung hút lập tức, veo, một cái đứng thẳng người, Diệp Diệp ca. Diệp Oản Oản để văn kiện trong tay xuống, đưa mắt tới ghế salon bên cạnh, tới rồi, ngồi xuống nói. Cung Húc không nhúc nhích, mà đứng yên tại chỗ, sắc mặt nghiêm túc mở miệng, "Diệp ca, tôi có một yêu cầu, xin anh cần phải đáp ứng tôi." Diệp Oản Oản nhíu mày, "Yêu cầu gì?" Cung Húc nói năng có khí phách mở miệng, "Tôi có thể hay không hôn anh một cái?" Một bên đông tử, miệng nó tôi còn miệng nó vừa mới nghe được cái gì. Lỗ tai của tôi đại khái là điếc rồi. Diệp Oản Oản nghe vậy, đuôi mắt khẽ nhíu một cái, đáy mắt xẹt qua một vệt sáng nguy hiểm, tự tiếu phi tiếu nhìn cung húc ở đối diện, chậm rãi mở miệng nói cậu muốn tìm chết. Cung húc nhất thời cảm giác, biu, một tiếng, giống như có một mũi tên cupid bắn vào trong trái tim của mình, che ngực, gào thét bi thương lên tiếng, gào. Diệp ca, anh đừng như vậy, đừng có dùng loại biểu tình này nhìn tôi a. À đừng có dùng loại giọng nói này nói chuyện với tôi quả thật là quá quá phạm quy rồi Diệp Ca dung mạo anh cùng mướt hoa nhỏ thật sự là quá giống tôi nhìn thấy anh không cẩn thận một chút liền đem anh trở thành mướt hoa quả nhỏ cảm giác mình cũng sắp cong rồi Đông Tử cong cong rồi hả tôi thật giống muốn biết cái gì không thể xử tình nghệ sĩ nhà mình còn có thể càng không có liêm sỉ một chút sao cung húc chính ở chỗ này nghĩ linh tinh cũng còn khá tôi tối hôm qua hôn đường tinh hỏa một cái, làm tôi chán ghét muốn chết, chứng minh tôi còn thẳng A, nhưng là, Diệp ca, tôi vừa thấy được an chính là như nai vàng ngơ ngác. Một chút cũng không có tác dụng, chỉ cần anh để cho tôi hôn anh một cái, nếu là chán ghét, tôi đây an tâm. Diệp oản oản, đột nhiên có chút đồng cảm với đường tinh hỏa. Cung hút cố gắng trả giá, vậy cái kia Diệp ca xin anh thương xót A, cho tôi thấy mứt hoa quả nhỏ một lần mà. Thấy mứt hoa quả nhỏ, Tôi khẳng định sẽ không sinh ra loại ảo giác này rồi." Diệp Oản Oản đang muốn mở miệng, tiếng gõ cửa vang lên, "Diệp tổng thanh tra, hút ca, thời gian họp đến rồi." "Diệp Oản Oản, biết rồi, lập tức đến." Diệp Oản Oản nói xong, thờ ơi nhìn Cung hút một cái, muốn tôi đồng ý yêu cầu của cậu. Cung hút con mắt óng ánh, gật đầu liên tục. Diệp Oản Oản đứng dậy, sửa sang lại vạt áo, liếc cậu ta một cái, "Được a, à, chỉ cần hai chân cậu đủ cứng." nói bóng gió không sợ chân bị cắt đứt thì bàn tiếp trong phòng họp tất cả cao tầng của truyền thông quang diệu đều có mặt ở vị trí chính giữa trên chính là tổng giám đốc dương tiến nguyên bên tay trái vị trí một hai chính là diệp oản oản cùng cung húc dương tiến nguyên vẻ mặt nghiêm túc bộ phận pa rốt cuộc là làm việc thế nào đến bây giờ chuyện này còn chưa đè xuống được ngược lại còn càng náo càng lớn tổng thanh tra bộ phận pa một mặt ai oán Lén lén liếc cung húc bộ dạng giống đại gia gác chân ngồi ở chỗ đó, Dương tổng, chúng ta ép xuống, xóa topic khống chế sự việc, nên làm tất cả đều làm, nhưng mà, nhưng mà cung hút cậu ta một đêm hôm qua đều không ngừng ở trên Weibo cùng bạn trên mạng mắng nhau, thật sự là không đè xuống được a. À? Không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đối thủ giống như heo. Bọn họ bên này nhọc nhằn khổ sở thật vất vả đè xuống một chút, cung hút lại là người đầu tiên gửi bình luận, tăng độ nóng cho cuộc khẩu chiến bọn họ quả thật là sắp muốn điên rồi được không? chương 684, lá gan thật lớn mà. Gặp phải chuyện như vậy, người trong cuộc có ai không phải là ngoan ngoãn nói một câu không dám nói lung tung, tất cả đều nghe theo công ty sắp xếp. Nhưng cung hút lại trực tiếp mở ra các loại bài trên Weibo, hơn nữa anh ta cãi lại cay độc, không biết kéo nhiều oán hận. Mỗi lần cung Húc vừa có chuyện, toàn bộ bộ phận PA tâm tình liền so với cha mẹ chết còn trầm trọng hơn. Dương Tiến Nguyên dĩ nhiên biết nguyên nhân, nhưng ông ta cũng không có cách nào với cung húc chỉ có thể vỗ bàn mắng cấp dưới. Cái tôi muốn bây giờ không phải là mượn cớ cùng lý do, mà là phương thức giải quyết. Tổng thanh tra bộ phận PA nơm nớp lo sợ mở miệng, hiện tại, phương pháp duy nhất có thể hạ thấp ảnh hưởng, chỉ có cung húc đi ra nói xin lỗi, sau đó chờ mọi chuyện từ từ đi xuống. Cung húc nghe vậy, nhất thời đỉnh lông mày dương lên, thả chân xuống, chậm rãi đứng lên, đi tới chỗ tổng thanh tra bộ phận PA, ô hô, tổng thanh tra phương, lá gan thật lớn nha, ông mới vừa nói cái gì, để cho tiểu gia làm cái gì. Lặp lại lần nữa, hử. Tổng thanh tra phương nhất thời kêu rên, diệp diệp diệp, diệp tổng thanh tra. Cứu mạng A. À. Diệp oản oản ánh mắt liếc qua cảnh cáo nhìn cung húc. Cung húc hừ lạnh một tiếng, không cam tâm mà lui về. Tổng thanh tra phương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, không ngừng mà lau mồ hôi lạnh, này việc xấu đúng là không có cách nào làm dương tiến nguyên nhìn diệp oản oản một mực không lên tiếng nãy giờ diệp tổng thanh tra cậu là người đại diện của cung húc ý của cậu thế nào vẽ mặt của diệp oản oản nhàn nhạt thần sắc không thay đổi mở miệng ý của tôi trước đã nói qua cùng dương tổng tôi cho là chuyện này cung húc cũng không sai cung húc tâm tình vốn là vô cùng nóng nảy nghe được câu này nhất thời khí thuận không ít toàn bộ công ty quả nhiên chỉ có diệp ca hiểu biết cái khác tất cả đều là một đám ngu ngốc Thấy thái độ này của Diệp Oản Oản, Dương Tiến Nguyên nhất thời nhíu mày, hiển nhiên cũng không hài lòng. Bất quá, đối với thái độ của Diệp Oản Oản, ông ta cũng có thể lý giải. Lấy tính tình của cung húc, Diệp Bạch cũng chỉ có thể thuận theo cậu ta. Dương Tiến Nguyên không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt nghiêm túc nhìn cung húc mở miệng nói, cung húc, chuyện lần này ảnh hưởng quá tồi tệ, đã kinh động đến bộ văn hóa, gọi điện thoại đến tổng công ty, trừ tổng đã nói, công ty bên này nhất định phải nói rõ, nếu như cậu cố ý không phối hợp, công ty cũng chỉ có thể làm ra chọn lựa rồi. Đôi mắt cung húc nhất thời hơi nheo lại, uy hiếp tôi. Dương Tiến Nguyên lạnh mặt nói, cung húc, đây không phải là uy hiếp, mà là sự thật. Ba ngày sau, công ty sẽ tổ chức buổi họp báo với phóng viên, nếu như đến lúc đó cậu không dự họp nói xin lỗi, như thế thật xin lỗi, công ty chỉ có thể tạm ngừng tất cả hoạt động của cậu. Cung húc nghe vậy, ánh mắt lóe lên, thái độ Dương Tiến Nguyên không đúng ai cho ông ta dũng khí để ông ta đột nhiên dám cứng rắn như thế tức giận nói chuyện với mình thậm chí mơ hồ uy hiếp muốn mình ra khỏi giới giải trí trừ phi hậu đài người đứng sau của mình xảy ra vấn đề cung húc đang nghĩ như thế lúc này tiếng chuông điện thoại di động của cậu ta vang lên là điện thoại nhà vừa nhìn thấy tên người gọi đến cung húc nhất thời có dự cảm không tốt alo làm gì thằng nhóc con lập tức trở về một chuyến cho ta. Đầu kia điện thoại di động truyền tới âm thanh cha ẩn chứa tức giận, nói xong liền, ba, một tiếng cúp điện thoại. Cung hút khẽ nguyền rủa một tiếng, mẹ kiếp, ông già quả nhiên nhúng tay vào. Một tiếng âm thanh chói tai vang lên, cung húc chợt đẩy ghế sau lưng ra, đứng lên, thích mở họp báo hay không tùy ông. chương 685, chín con rồng đều kéo không trở lại. Cung hút không nể mặt dương tiến nguyên chút nào, trực tiếp đạp cửa rời đi. Bên trong phòng họp một hồi lúng túng ngưng tụ. Trong toàn bộ công ty Trừ Diệp Bạch, cùng hút thật đúng là không cho bất luận kẻ nào mặt mũi, ngay cả Trừ Hồng Quang cũng không ngoại lệ, nghĩ như vậy, Dương Tiến Nguyên mới cân bằng một chút. Tan họp đi, bộ phận PA đừng buông lỏng, tiếp tục nhìn chăm chú cho tôi, đừng để cho sự tình lại tăng thêm. Dương Tiến Nguyên dặn dò. Đêm khuya, trong một phòng bao VIP của quán ba nào đó, một đám nghệ sĩ của giải trí hoàng thiên đang tụ họp cuồng loạt mọi người vây ở một chỗ nhìn có chút hả hê bàn luật ha 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 lần này tiểu tử cung húc kia còn không chết một người một ngụm nước miếng đều có thể phun chết hắn hậu đài cung húc còn bày ở nơi đó sợ là không dễ như vậy chơi ngã được hắn chứ có người đưa ra nghi ngờ có người biết chuyện lập tức thần thần bí bí mà mở miệng nói cậu đây cũng không biết cung ra có ba con trai đấy cung húc xếp hạng lão nhị là người không được sủng ái nhất đó, chuyện lần này huyên náo lớn như vậy, cổ phiếu cung gia đều chịu ảnh hưởng, tôi mới vừa nhận được tin tức mới nhất, hiện tại cung húc đã bị trong nhà cấm túc, tất cả nguồn kinh tế đều cắt đứt, còn có thể bị đẩy đến một công ty chi nhánh nhỏ ở nước ngoài, anh ta a, à, ngày tốt chấm dứt. Haha ha, tôi đã nói rồi, cái tên này sớm muộn cũng sẽ tự hại chết mình. Vạn san san ngồi ở bên cạnh của lăng thiếu chiết, rót rượu cho anh ta, mặt đầy diễu cợt mở miệng nói, Quang Diệu bên kia đã phát ra tuyên bố, nói ba ngày sau tổ chức buổi họp báo với phóng viên, sách, thời điểm lúc trước ở đoàn kịch nhiều phách lối A, hiện tại không còn chỗ dựa trong nhà, còn không phải là phải ngoan ngoãn xin lỗi anh sao. Đúng thế, lại còn muốn cùng thiếu chiết của chúng ta so sánh với nhau, cùng thiếu chiết so đo vị trí, thật là không cần mặt mũi. Nếu không phải là trong nhà có chút tiền dơ bẩn kia, anh ta nhằm nhò gì? Nghe mọi người nói chuyện, Lăng thiếu chết vẻ mặt thiết ý ngồi dựa ở trên ghế salon, vừa nghĩ tới cung húc này thường luôn vượt qua mình nay lại phải cúi đầu xin lỗi, tâm tình liền tương đối sung sướng. Chuyện lần này không chỉ hung hăng dẫm đạp cung húc một cái, đồng thời bởi vì fan phẫn nộ, người đi đường đồng cảm, nhân khí của anh ta có thể nói là tăng vọt. Nhắc tới, ly cà phê này thật sự là bị hát quá đáng giá. Cung húc từ sau khi trở về liền mất tin tức, sau đó là đường tinh hỏa ra mặt đi tìm Diệp Oản Oản, lạc thần những ngày qua cũng một mực vì chuyện này mà cuống cuồng, lúc vạn san san mới vừa gây ồn ào, lạc thần lập tức phát Weibo giải thích ngọn nguồn, bất đắc dĩ căn bản không có người tin tưởng lời mình nói. Đường tinh hỏa than thở, Diệp ca, anh thực sự hoàn toàn mặc kệ cậu ta sao? Diệp Oản Oản lặng lặng nhìn đường tinh hỏa một cái, không trả lời, mà là mở miệng hỏi một câu, cậu hiểu được bên trong cung hút là người thế nào? Đường Tinh Hỏa ho nhẹ một tiếng, sau đó, thành Thật trả lời, "A, hiểu cậu ấy một chút, cậu ấy là có thể như trời, hoàn toàn thả bay bản thân, chín con rồng đều kéo không trở lại, đánh chết cũng sẽ không nhận, lão tử chính là muốn hung hăng đến cùng, thẳng lên chín vạn dặm, chỗ này hơi rối." Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng, như lời cậu nói. "Cô đến nay không ra tay, một mặt là bởi vì cần phải đợi thời cơ, mặt khác cũng là bởi vì, cung hút cùng Lạc Thần không giống." tính cách của cậu ta căn bản không thể nhịn. Muốn dùng phương pháp thông thường đi ràng buộc cung húc là chuyện không thể nào. Diệp Oản Oản mở miệng. Đường tinh hỏa nhức đầu không thôi nói, đạo lý này tôi cũng hiểu được, vậy cái kia Diệp ca anh nói nên làm như thế nào a? À? Tình huống bây giờ rất không xong, cung húc hoàn toàn cùng trong nhà cãi nhau, trước tính tình của cậu ta ngang ngược càn quấy, không cần nghĩ cũng biết hiện tại nhất định là tường đổ mọi người đầy, nếu như tiếp tục mặc kệ cậu ta như vậy, ngày mai buổi họp báo với phóng viên khẳng định đến quậy phá. chương 686, đại ca, anh bỏ qua cho tôi đi. Đường tinh hỏa đang muốn hỏi Diệp Oản Oản hiện tại nên làm gì thì lạc thần ở một bên đột nhiên vẻ mặt đầy lo lắng nhìn chầm chầm điện thoại di động mở miệng nói, Diệp ca, không xong rồi, cung hút lại phát quây bua rồi. Vừa nghe đến chuyện cung hút phát quây bua, đường tinh hỏa cắn chặt răng, đệt. Cái người kia cậu ta lại phát gì nữa vậy? Đường tinh hỏa vội vàng mở ra trang chính của cung húc, sau đó liền thấy, cung húc gửi cho đám phóng viên có mặt trong buổi họp báo tại Quang Diệu nói là cậu ta sẽ cho mọi người một câu trả lời trên Weibo, sau đó đáp lại một câu nói xin lỗi đại gia người A. Sơ ngón giữa lên, ha ha, Quang Diệu lại dám ép buộc cung húc, đơn phương mượn cứ tuyên bố muốn tổ chức buổi họp báo có mặt phóng viên, nói đến lúc đó cậu ấy sẽ xin lỗi, nếu có chuyện đó xảy ra thì cung húc thực sự dám đem toàn bộ mặt mũi của Quang Diệu làm cho mất hết sắc mặt của đường tinh hỏa quả thật là đen như đáy nồi mẹ kiếp cái tên này im lặng một chút sẽ chết sao trước khi tới đây tôi con miệng nó còn cảnh cáo cậu ấy mà diệp oản oản ngồi dựa ở trên ghế salon đưa mắt nhìn đoạn uy bua mà cung húc mới đăng lên khóe miệng không dễ dàng phát giác cong lên sau đó cô nhẹ nhàng đánh vài chữ ấn xuống gởi trên đó viết mấy chữ tôi ủng hộ cậu đường tinh hỏa trơ mắt nhìn diệp bạch không chỉ không đưa ra lời khuyên giải lại còn đăng thêm bình luận của mình lên Weibo, như thêm dầu vào lửa tỏ ý ủng hộ cung húc, còn người cũng chừng sắp rớt ra ngoài luôn rồi. Nghĩa nó, Diệp Bạch có phải là bị cung húc lây bệnh rồi hay không a? À? Ta đi, Diệp ca, anh đang làm gì vậy? Được được được, anh nói không thể dùng phương pháp thông thường ràng buộc cung húc tôi hiểu, chẳng lẽ phương pháp thông thường mà anh nói chính là cùng cậu ấy cùng tiến cùng lùi hả? Đường tinh hỏa đang tan vỡ, kết quả, một giây kế tiếp, anh ta lại thấy hiện ra một Weibo mới nhất. Đứng ở bên cạnh mình lạc thần, theo sau Diệp Oản Oản gửi lời bình luận, đồng dạng viết bốn chữ tôi ủng hộ anh. Lạc thần cầm điện thoại di động, nhìn về phía Diệp Oản Oản, ánh mắt không có chút nào dao động. Mặc dù cậu không biết kế hoạch của Diệp Oản Oản là cái gì, nhưng bất luận cô muốn làm cái gì, cậu cũng đi theo, không hỏi nguyên do. Đường tinh hỏa, anh ta cái gì đều không muốn nói nữa rồi. Đào mắt đã đến buổi họp báo phóng viên ngày hôm đó. Trải qua mấy ngày, nhiệt độ của chuyện này đã nóng đến cực điểm. Phóng viên ở hiện trường buổi họp báo chen lấn nhau, tất cả truyền thông lớn nhỏ không có một nơi nào vắng mặt. Tất cả mọi người đều không ngờ tới, cung húc đúng hẹn xuất hiện, hơn nữa còn khó được dịp không đến trễ. Nếu như đổi thành người khác, vào lúc này đoán chừng đã bị hành hạ đến tiểu tụy không chịu nổi, còn coi như không tiểu tụy, cũng nhất định cả người mặc quần áo đen, làm ra bộ dáng tiểu tụy. Nhưng mà, mấy ngày không thấy, cung húc vẫn trước sau như một hào quang lóa mắt, mặc áo jacket sáng sủa, không có mang kính mát khẩu trang, trên mặt không có bất kỳ che chắn nào, cứ như vậy xuất hiện trước mặt tất cả truyền thông. Trên sân khấu, cung húc ngồi ở chính giữa, bên cạnh là bộ phận PA cùng Tổng Giám Đốc Dương Tiến Nguyên, bên tay trái là Diệp Bạch, bên kia Diệp Bạch là Lạc Thần. Vào lúc này Dương Tiến Nguyên đã hối hận đến tím cả ruột, bất đắc dĩ lời đã nói ra ngoài bất luận phát sinh cái gì đều chỉ có thể cắn răng cứng rắn chống đỡ hạ xuống mà thôi bất quá dương tiến nguyên vẫn cố gắng níu kéo cơ hội cuối cùng tiến tới bên tai diệp Oản oản mở miệng nói diệp tổng thanh tra anh xem chúng ta có thể thương lượng một chút hay không anh đi khuyên ngăn cung húc để cho cậu ta làm bộ như thân thể không thoải mái nên buổi họp báo của chúng ta kéo dài thêm một chút cung húc nâng cầm lên cười híp mắt nhìn dương tiến nguyên mở miệng nói a đừng a à, Dương Tổng không phải là đã cảnh cáo tôi ngày hôm nay nhất định phải có mặt ở đây sao? Không phải tôi đã có mặt rồi sao? Sao còn muốn đuổi tôi ra khỏi đây? Ông xem tôi có ngoan hay không? Dương Tiến Nguyên. Đại ca, xin anh bỏ qua cho tôi đi. mươi 687, ai cho tôi sức lực? Vốn tưởng rằng chỉ cần cung hút không dựa vào nhà mình nữa, nhất định sẽ thỏa hiệp. Ai mà biết được cái tên này căn bản chính là dù có đưa đau bố đến trước mặt cũng không sợ. Khó chơi vô cùng. Đáy mắt xẹt qua một tia âm u, nếu như đến lúc đó sự việc huyên náo không thể thu thập được, bên phía Quang Diệu này chỉ có thể tiến hành đuổi Cung Húc ra khỏi công ty, sau đó đem tất cả quan hệ đẩy sạch cho Diệp Bạch, thật là làm bất chấp mọi thứ không rõ nặng nhẹ mà, thời điểm này còn tùy ý để cho Cung Húc làm bậy, anh ta cho rằng Cung Húc còn là người có gia cảnh tốt, làm ra chuyện phá hoại nào cũng không có việc gì giống như ngày xưa nữa sao? Không có cung gia ở sau lưng nâng đỡ. Cung Húc cũng chỉ là một con cọp giấy mà thôi. Hôm nay là ngày tổ chức buổi họp báo với phóng viên, cách ngày mà Vạn San San đăng đoạn clip trên Weibo là 5 ngày. Toàn bộ sự việc là chuyện Cung Húc đi tới đoàn làm phim Kinh Long 2, gặp phải đối thủ một mất một còn của mình Lăng Thiếu Chiết. Rõ ràng chính Cung Húc là người không cẩn thận làm dơ quần áo của Lăng Thiếu Chiết. Kết quả không chỉ không xin lỗi, còn dùng tiền làm nhục người khác, ngay trước mặt mọi người đổ cà phê lên trên người của Lăng Thiếu Chiết rồi còn nói đủ loại lời nói làm nhục nữa. Từ trước đến nay trong mắt của công chúng luôn để ý đến những chuyện có liên quan đến cuộc sống, nhưng có ba loại vô cùng phổ biến, một loại là tâm lý thù hận, một loại là đồng cảm với người yếu, còn có một loại là tâm lý phẫn nộ. Lợi dụng tâm lý đám đông sẽ hội tụ thành một khí thế cực kỳ đáng sợ. Trong lúc đó chuyện của cung Húc vừa vặn đều rơi vào trong ba trường hợp đó, thậm chí không cần thêm dầu vào lửa chỉ một đoạn video nho nhỏ cũng đủ để đem cậu ta đẩy tới đầu ngọn sóng, khiến cho tất cả toàn thể công chúng dùng ngòi bút làm vũ khí, phát triển theo chiều hướng mà những người ghét cung húc muốn. Mấy ngày nay, trên bất kỳ trang báo nào cũng đều là kiên quyết ngăn chặn sự bá đạo trong giới giải trí, cung húc nhân cách phản xã hội, quét sạch thần tượng làm loạn giới giải trí từng tiêu đề một vô cùng động lòng người. Cung húc làm người luôn khoe khoang mọi nơi, xì căng đan quá nhiều, tính cách vô cùng kiêu ngạo, những chuyện đó mọi người chỉ coi như là trò đùa trẻ con của một người chưa lớn mà thôi, nhưng bây giờ lại đưa lên đến mâu thuẫn giai cấp, nên toàn bộ mọi người đều không thích. Con người thật đáng sợ, ở nơi luôn sống bằng dư luận như thế này, việc mà cung húc có thể gặp phải bây giờ không chỉ là khả năng bị đuổi ra khỏi toàn bộ giới giải trí, thậm chí công việc ngày sau của cậu ta cũng đều có thể bị chịu ảnh hưởng. Những thứ nhìn như vô hình kia, chữ viết không có lực sát thương như súng đạn nhưng lại không hề thua kém gì quái thú uống máu người ăn thịt. Bên ngoài khách sạn, fan phấn nộ cùng quần chúng kéo biểu ngữ đem toàn bộ khách sạn vây lại đến mức khó có thể thâm nhập vào bên trong được. Mấy chỗ được xem là nơi ở hay đi lại của cung húc tất cả đều bị vây kín, từ phố lớn đến ngõ nhỏ tiêu để báo chí bát quái đều liên quan với chuyện này. Trận chiến đầu tiên khói súng tràn chàn ngập, trang uầy bùa cá nhân của cung húc bị chửi đến mức tê liệt, trang cá nhân bị bôi đen, thông báo đe dọa, đám người ái mộ bùng nổ, những từ ngữ bạo lực kia được trích dẫn ra không sai chỗ nào cả, vào giờ phút này không hề có ai buông tha bất kỳ một khả năng có thể công kích nào. Bên trong các quán ăn, tất cả truyền thông lấy bút thay dao, mỗi một người phóng viên ai cũng muốn từ trên người cung hút đào xuống một chút tin. Phóng viên, cung húc, mọi người đều biết, anh cùng Lăng Thiếu Chiết có mâu thuẫn từ xưa đến nay, Lăng Thiếu Chiết làm người khiêm tốn, không tranh với anh, lần này vốn cũng chỉ là một cái va chạm nhỏ, mà anh lại tùy ý dẫm đạp lên nhân cách và làm nhục đối phương, hơn nữa đối với hành vi của mình không có chút sợ hãi hay hối lỗi nào cả, không nhận sai không muốn nói lời xin lỗi, dám hỏi một câu, rốt cuộc là điều gì đã cho anh không chút kiêng kỵ như vậy? Là công ty phía sau anh, hay là tập đoàn ước hào sau lưng anh? Các ký giả gợi ra ý tứ rõ ràng, lại muốn đem quang diệu cùng cung gia đều lôi vào trong buổi họp báo ngày hôm nay, nếu được sẽ tiến một bước khuếch trương sự kiện này. A, à, Cung Húc trầm thấp khẽ cười một tiếng, ngay sau đó, hất lên gương mặt bất cứ lúc nào cũng đều ngông cường kia, từng chữ từng chữ mở miệng nói, "Ai cho tôi sức lực?" "Tôi, Cung Húc, hôm nay sẽ nói cho các anh biết, coi như tôi cùng cha tôi đoạn tuyệt quan hệ, coi như bị công ty đuổi ra khỏi, toàn dân ghét bỏ, coi như giờ phút này tôi không có bất kỳ một người fan nào, tôi cũng như lúc trước nói những lời này, nghĩ muốn để cho tôi xin lỗi, để đến kiếp sau đi." Chương 688: Trở về Lời nói của Cung Húc làm cho tất cả toàn bộ xôn xao. Truyền thông vốn còn đang suy đoán lần này Cung Húc dưới áp lực sẽ thỏa hiệp, nhưng vạn vạn không nghĩ tới thái độ của Cung Húc sẽ là như vậy. Đỉnh lông mày nhỏ bé của Diệp Oản Oản không thể nhận ra dương lên. Không khỏi không thừa nhận, Cung Húc dù là con ông cháu cha, nhưng giờ phút này, bộ dáng cậu ta đang biểu hiện vô cùng nam tính. Cung Húc ở trong đám người vĩnh viễn là nơi ánh sáng tụ hội, là minh tinh trời sinh. Nhưng tính cách của cậu ta lại cứng quá dễ gãy, không thích hợp tại trong cái vòng sinh tồn này. Cậu ta mới nói yêu cầu của mình một cái, mọi thứ liền trở về điểm cân bằng. Coi như cô là người đại diện của cậu ta, cô cũng hy vọng cô có thể trở thành điểm cân bằng kia. Ánh mắt phức tạp của Lạc Thần nhìn Cung Húc, mặc dù Cung Húc có làm ra rất nhiều hành vi cậu ta không tán thành, nhưng Cung Húc vẫn tùy ý tự nhiên không sợ hãi, đây là điều mà cậu ta thật sự hâm mộ và muốn hướng tới bởi vì những lời nói này của cung hút các công ty truyền thông thoáng cái liền như ong vỡ tổ càng thêm hưng phấn cung hút quả nhiên không để cho bọn họ phải thất vọng a à. theo sau đó các vấn đề tiếp theo mà mấy công ty truyền thông đưa ra càng thêm sắc bén nhân phẩm của cung đại thiếu gia thật sự là khiến cho người khác mở rộng tầm mắt anh tuyệt nhiên vẫn không muốn nói lời xin lỗi sao là anh cho rằng anh căn bản không có làm sai điều gì thật sao cung hút ở trong mắt anh, đã bao giờ coi những người có thu nhập thấp hơn anh vì sinh tồn mà cố gắng kiếm tiền nhưng đối với anh mà nói đó chỉ như những con kiến hôi, đáng bị đời trà đạp ngược đãi, anh đã bao giờ coi trọng người ta hay chưa? Quyền lợi có nghĩa là trách nhiệm, năng lực lớn, trách nhiệm liền lớn theo bấy nhiêu, lúc này mới chính xác là quan niệm về giá trị, mà người như anh, chiếm cứ lấy những thứ tốt nhất của xã hội, nhưng đồng thời cũng cặn bã cùng sâu mọt của xã hội, người như anh không nên tồn tại đâu nhìn hiện trường càng ngày càng mất đi sự khống chế, nhìn tinh thần của mọi người kích động vô cùng, sắc mặt của Dương Tiến Nguyên hơi trầm xuống. Xem ra, cung hút quả nhiên là không giữ lại được nữa. Ngay khi toàn thể truyền thông lên tiếng oanh tạc cung hút, trong đám người đột nhiên lao ra một phen với tâm tình vô cùng kích động cung hút. Anh cái đổ rác rưởi sâu bọ trong đường cống chui ra này. Chuyện gì xảy ra, ngăn anh ta lại, Dương Tiến Nguyên nổi giận la lên. Bảo An vội vàng chạy tới, nhưng bởi vì đám người chật trội, người kia khí thế lực lại lớn vô cùng, trực tiếp hướng về chỗ của Cung Húc. Một đạo ánh sáng lạnh lẻo thoáng qua, trên người của người mới tiến đến kia lại còn mang theo một con dao nhỏ, không khống chế được tâm tình, người đó dùng sức đánh về phía Cung Húc, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, tình cảnh hỗn loạn. Ngay tại lúc người kích động kia đưa dao đâm về phía gò má của Cung Húc, trong nháy mắt, động tác của Diệp Oản Oản lại nhanh hơn một chút, cánh tay tựa như tia chớp đi qua ngăn chặn mà đem cung húc che chở ở sau lưng mình, người kia té ngã trên đất, bị bảo an giờ mới chạy tới được đè trên mặt đất. Chỉ là, trong lúc hỗn loạn đó, vì bảo vệ cung húc, cánh tay của Diệp Oản Oản đã bị cắt trúng, máu đỏ tươi nhất thời nhuộm thấu bộ âu phục màu trắng. Diệp ca, cung húc nhìn thấy vết thương trên cánh tay của Diệp Oản Oản, nhất thời vành mắt đỏ lên, cả người giống như một dã thú nổi giận cực điểm, một cước đem cái ghế bên cạnh đạp cho ngã xuống. Sau đó liền chạy tới hướng người mới gây ra vết thương cho Diệp Bạch, "Tôi sao 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 mẹ anh?" Cung Húc níu lấy cổ áo người kia, quả đấm quơ lên thật cao, muốn đập xuống gương mặt của hắn ta. Toàn bộ truyền thông ở đây đều kích động không thôi bật máy quay lên, không kịp chờ đợi thưởng thức tuồng kịch này. Cung Húc, một âm thanh như tảng băng ở sau lưng cậu ta nhàn nhạt vang lên, Cung Húc đang nổi điên nhưng mới nghe đến tên mình động tác trong nháy mắt ngừng ở nơi đó nhưng khí tức của cung húc vẫn vô cùng lớn, vẫn y như cú gắt gao nắm chặt người kia không buông tay, rõ ràng vẫn đang ở trong trạng thái phẫn nộ cùng mất khống chế. Diệp Oản Oản lấy miếng vải của nhân viên làm việc đưa lên tiện tay băng bó cánh tay của mình một chút, sau đó không nhanh không chậm mở miệng nói, trở về. chương 689, đòi công bằng. Nắm tay của cung húc vẫn nấm đến giang rắc vang vọng, hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn thu tay về, nặng nề đem cái phen kia ném xuống đất, sau đó không nói tiếng nào ngồi bên cạnh của diệp oản oản thấy cung húc dừng lại tất cả truyền thông đều một mặt biểu tình tiếc nuối cùng lúc đó toàn bộ ánh mắt giới truyền thông đều rơi vào trên người người đại diện trẻ tuổi bên cạnh cung húc người này là ai có lai lịch gì tại sao dưới tình huống mới vừa rồi lại có thể đem cung húc kéo về chỗ ngồi của anh ta được vậy giới truyền thông dường như lại phát hiện điểm bùng nổ mới lập tức có phóng viên mở miệng hỏi diệp tổng thanh tra có thể hỏi anh một vấn đề hay không? Diệp Oản Hoàn gật đầu, xin hỏi đi. Phóng viên đưa ra câu hỏi sắc bén, "Diệp tổng thanh tra, tối hôm qua 8 giờ, anh gửi cho Cung Húc lời bình luận trên Weibo, tỏ vẻ muốn ủng hộ anh ta, đây có phải là anh đang ngầm đồng ý ủng hộ hết thảy chuyện Cung Húc đã làm hay không?" Sắc mặt nghiêm chỉnh âm u của Cung Húc vẫn luôn nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản người đang bị thương ở cánh tay, giờ phút này nghe được vấn đề của phóng viên đem tới trên người của Diệp Bạch Nhất thời chân mày nhíu chặt, sắc mặt càng thêm khó coi. Vẻ mặt của Diệp oản oản không thay đổi, đơn giản sáng tỏ mà khẳng định trả lời, đúng vậy. Phóng viên nghe xong nhất thời liên tục cười lạnh, thật là vật họp theo loài, khó trách ban đầu cung hút lại chọn anh làm người đại diện của mình, thì ra tất cả đều là cá mè một lứa. Vì tiền tài cùng quyền lợi mà bán cả nghề nghiệp cùng đạo đức của mình, đây chính là chuyện mà một người đại diện chuyên nghiệp nên làm sao. Các phóng viên khác cũng bắt đầu phụ họa theo làm tay sai cho thứ người như cung húc anh không phụ lòng lương tâm của mình anh đã là người đại diện của cung húc cũng đừng núp ở phía sau không lên tiếng xin anh nói đôi lời suy nghĩ của mình trước mặt truyền thông đối với hành động của cung húc cho fan cho tất cả công chúng một câu trả lời cho người bị hại một cái công bằng cung húc siết chặt quả đấm tức giận mở miệng giống giận các người đừng ở chỗ này khắp nơi quạt gió thổi lửa nữa tôi cảnh cáo các người chuyện này đều không có quan hệ với bất kỳ người nào cả các người muốn tới liền hướng phía tôi mà tới. Cung Húc còn muốn tiếp tục nói chuyện, thì tay của Diệp Oản Oản đã đặt lên vai của cậu ta, ép những lời cậu ta muốn nói xuống, sau đó chậm rãi đứng lên. Thấy Diệp Oản Oản đột nhiên đứng lên, tất cả ống kính đều nhắm ngay vào cô. Người đại diện của Cung Húc là chuẩn bị nhận lỗi, thay Cung Húc nói xin lỗi sao? Nếu như nghệ sĩ không phối hợp, chỉ có thể là người đại diện đứng ra làm chuyện này thôi à dù sao hiện tại đã phát triển đến chiều hướng này rồi, mà lúc này còn không xin lỗi nữa chính là chờ chết. Dưới tầm mắt của mọi người, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Diệp Oản Oản lướt qua tất cả mọi người, sau đó, mở miệng từng chữ từng chữ nói, mới vừa rồi, có phóng viên đã nhắc tới nói rõ cùng công bằng. Không tệ, hôm nay nhân buổi họp báo có mặt phóng viên ở đây, tôi chính là muốn đòi lại một cái công bằng, mời nghệ sĩ dưới tay giải trí Hoàng Thiên Vạn San San, nghệ sĩ dẫn đầu lăng thiếu chiết mời các vị có liên quan đến chuyện này, cho cung húc một câu trả lời, mời các người, đối với cung húc nói xin lỗi. Trong nháy mắt tiếng nói của Diệp Oản Oản hạ xuống, toàn bộ những người trong phòng khách tại buổi họp báo này liền im lặng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả truyền thông đều là một mặt không cách nào tin được. Mới vừa rồi người đại diện của cung húc nói cái gì? Anh ta muốn lấy lại công bằng, anh ta muốn vạn san san cùng lăng thiếu chiết cho cung húc một câu trả lời anh ta lại có thể yêu cầu người khác nói xin lỗi đối với cung Húc sao? Người này có phải điên rồi hay không a? À? Dương Tiến Nguyên cũng là một mặt khiếp sợ, quả thật là tức giận đến giơ chân, nổi giận hạ thấp giọng nhìn Diệp Oản Oản đang tự mình chủ trương mọi việc nói, "Diệp Bạch, anh điên rồi sao? Anh đang nói hưu nói vượn cái gì đó, còn không mau câm miệng cho tôi." Không chỉ là giới truyền thông cùng Dương Tiến Nguyên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cung Húc cũng ngồi ngây ngốc ở chỗ đó. Nếu như hôm nay Diệp Bạch bức bách với áp lực thỏa hiệp, cậu ta cũng không cách nào có thể nói, nhưng cậu ta không hề nghĩ tới, Diệp Bạch sẽ nói ra lời nói này. chương 690, nói xin lỗi với cung húc. Nghĩa nó, lại có thể muốn lăng thiếu chiết nói xin lỗi với cung húc sao? Đầu óc anh ta có vấn đề gì rồi đúng không? Làm sao người vô sỉ như vậy lại còn tồn tại thế? Khó trách trước kia mỗi lần lăng thiếu chiết bị cung húc khi dễ đều không dám lên tiếng, những người này cũng quá không biết xấu hổ rồi. Lăng Thiếu Chiết là nghệ sĩ khiêm nhường như thế nào thì ai cũng đều biết, nhưng anh ấy đều bị những người này khi dễ thành ra như vậy, vậy những người khác không chức không quyền không ai biết đến còn bị cung húc bá đạo lăng nhục như thế nào nữa đây. Tôi thấy lần này là thần đứng ra bênh vực thay cung húc, khẳng định cũng là bị ép buộc mà thôi. Người nào không biết quan hệ giữa cung húc với lạc thần vẫn rất ác liệt, đã bao lần cậu ta ức hiếp lạc thần, cung húc tại sao lại có thể giúp đỡ lạc thần được tôi muốn nhìn xem một chút Diệp Bạch này anh ta chuẩn bị lời biện minh cho nghệ sĩ của mình như thế nào đây. Kèm theo mấy câu nói của Diệp Oản Oản, toàn bộ những người tham gia buổi họp báo đều loạn thành một đoàn, tất cả mọi người đều đang điên cuồng tức giận mắng chửi. Diệp Oản Oản cũng không nói gì, vẻ mặt lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó, lấy ra một chiếc USB nho nhỏ, đi lên trên sân khấu, đem USB cắm vào máy vi tính, mời các vị xem một đoạn video. Video Diệp Bạch muốn làm cái gì? Mọi người trâu đầu ghé tai nhìn sang. Ai biết à, nhìn một chút thôi. Tôi cũng không tin đã đến mức này rồi, anh ta còn có thể lật ngược tình thế được. Cũng đúng a. À. Diệp oản oản chỉnh đến đoạn giữa video nhấn một cái, sau đó mới ấn xuống nút phát ra âm thanh. Sau đó, trên màn hình lớn phía trước mọi người, video bắt đầu phát ra. Cung húp, anh làm cái gì vậy? Hiện tại, bộ quần áo này là của tôi. Tiểu gia hát quần áo của mình cùng cô có quan hệ cái rắm a? À. Cô đang ồn ào vớ vẩn cái gì? Anh, ai? Tôi thế nào? Không phải cô nói bồi thường tiền là được sao? Còn chờ cái gì nữa vậy? Cởi ra a! À. Mặc quần áo của tiểu gia tôi cứ như vậy thoải mái à? Chấm chấm. Trong video truyền ra hình ảnh chính của ngày hôm đó cung hút ức hiếp nghệ sĩ khác cũng chính là đoạn video mà vạn san san đăng trên Weibo. Lần nữa nhìn thấy đoạn video này lửa giận của mọi người nhất thời lại bị bùng nổ người đại diện họ diệp này muốn làm cái gì vậy khi dễ người như vậy còn không đủ sao còn muốn để cho mọi người hồi tưởng lại nghệ sĩ nhà anh ta không biết xấu hổ thế nào sao anh đem đoạn video mà vạn san san đăng kia phát lại để cho chúng tôi nhìn một lần là có ý gì không ai muốn nhìn gương mặt đáng ghét kia của cung húp một lần nữa đâu đám phóng viên đang tức giận mắng chửi trong đám người có phóng viên kinh nghiệm phong phú đột nhiên phát hiện có chỗ nào đó không đúng lắm, kỳ quái, cái video này dường như không phải là đoạn mà Vạn San San đăng trên Weibo đâu. Làm sao không phải? Không phải là sao? Vẫn là một màn như thế a. À? Mấy người nhìn kỹ đi, nội dung tuy giống nhau nhưng góc độ không giống nhau, cái video này không phải là cùng một người quay đâu, hơn nữa, tại sao mới vừa rồi Diệp Bạch lại chọn đoạn giữa video để mở mà không phải từ đầu? mặt của phóng viên kia lộ vẻ nghi ngờ, khả năng khi đó cũng có người khác đem hiện trường quay lại, nhưng ngại vì uy quyền của cung hút không dám phát ra ngoài đi, đây có cái gì kỳ quái đâu. rất nhanh, video phát ra kết thúc, ánh mắt của Diệp oản oản lướt qua tất cả mọi người nói, chính là đoạn video này đã đẩy cung hút vào tội ác tài trời, mà sau đó, Vạn San San, lăng Thiếu Chiết cùng với tất cả nghệ sĩ của giải trí Hoàng Thiên có mặt vào ngày đó vẫn luôn mồm nói chắc như đinh đóng cột rằng đây chính là bằng chứng không thể chối cãi buộc tội cung húc, chôn vùi tất cả mọi lời giải thích, tất cả chửi rùa, che ngợp trời bắt đầu bùng phát trên internet công kích cung húc. Diệp Oản Oản dừng lại một chút, tiếp theo sau đó mở miệng, mà chân tướng của sự thật đến cùng là như thế nào, dường như đã không có ai đi truy cứu nữa rồi, bởi vì tất cả mọi người đều nói cung húc tội ác tày trời. Vì vậy cậu ta nhất định là người mang tội ác tày trời, đây chính là chân lý. Audio điện tử võ tấn bền chương 691, chân tướng sự thật Diệp Oản Oản nói xong câu này lại nhìn về phía màn hình máy vi tính lần nữa. Tiếng click chuột nhẹ vang lên, lần này, cô không chọn phát từ giữa mà trực tiếp ấn vào nút play, bắt đầu phát từ đầu video. Trong video, hình ảnh có thể thấy được vẫn là ở đoàn phim dấu bé kinh long hai dấu lớn, bao gồm Lăng Thiếu Chiết, vạn san san cùng với mấy nghệ sĩ Hoàng Thiên đang túm tụm một chỗ xì xào bàn tán. Giữa những hàng chữ đều là, nghệ sĩ hết thời, thứ kém sang sao, dùng mọi cách để giễu cợt lạc thần. Sao gốc, không lên được mặt bàn, chỉ kẻ không xứng, tầm thường, quên mùa, còn Beta ta bữa nên đổi thành vậy gì? Trợ lý của lạc thần dường như muốn lên trước để tranh luận nhưng bị lạc thần ngăn lại. Lạc thần không nói một lời đi về vị trí của mình, thế nhưng, ngay vào lúc này. Trong video xuất hiện một cái vòng tròn màu đỏ, vòng tròn khoanh vào vị trí chân vạn san san, vì vậy, tất cả truyền thông thấy rõ, một giây kế tiếp, vạn san san cố ý duỗi chân ra làm lạc thần vấp một cái. Cà phê trong tay lạc thần sánh ra, không cẩn thận tạt vào quần áo của lăng thiếu chiết. Chuyện kế tiếp phát sinh, khiến toàn bộ đám truyền thông đều câm như hến, chố mắt nghẹn học. Tất cả mọi người đều không ngờ, mọi thứ lạc thần giải thích trên Weibo đều là thật đoạn video ngắn ngủi nhưng lại tiết lộ một sự thật hoàn toàn trái ngược. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, chân tướng lại là, ngoài mặt, vạn san san không sợ cường quyền cố ý khiêu khích trên mạng, tất cả nghệ sĩ Hoàng Thiên Dũng cảm đứng ra vốn là trợ trụ làm ác sao, cùng phe với nhau, mà trong toàn bộ sự việc người bị hại lớn nhất lang thiếu chiết mới thật sự là kẻ diễn sâu hãm hại người khác. Sao từ điển tích đắc kỷ trụ vương ý, có nghĩa là giúp người xấu làm điều ác. Bị vô số truyền thông, cư dân mạng fan người đi đường đuổi theo mắng suốt năm ngày cung húc chẳng qua cũng chỉ là không nhìn nổi lăng thiếu chiết ỷ thế hiếp người mới đứng ra giải vây cho nghệ sĩ công ty nhà mình cung húc rõ ràng vẫn làm chuyện giống như vậy nhưng là giờ phút này cộng với video vừa xem xong lại khiến mọi người cực kỳ hả hê cho đến khi toàn bộ video đã kết thúc toàn bộ buổi họp báo vẫn im lặng tới mức cây kim rơi cũng nghe tiếng không có người nào phát ra một chút âm thanh mỗi phóng viên đều đỏ mặt chố mắt đứng nhìn nhau mà hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Bọn họ tự xưng là chính nghĩa, đuổi theo phía sau cung húc, dùng ngòi bút làm vũ khí mắng người ta nhiều ngày như vậy, kết quả lại mắng lầm người. Ngược lại, kẻ bọn họ bảo vệ mới thật sự là tiểu nhân vô sỉ, mới thật sự là ác bá y thế hiếp người. Ánh mắt của Diệp oản oản lạnh như băng đảo qua từng phóng viên, đây là chân tướng các người muốn bảo vệ. Đây chính là cái công đạo mà các người tự xưng là đến dùng chính nghĩa đòi lại. Cái này chính là công đạo của mấy người đây, không biết mấy người có cảm thấy hài lòng chưa? Nghe lời nói sắc bén của Diệp Oản Oản, biểu tình của toàn bộ truyền thông đều có chút lúng túng. Sao, tại sao có thể như vậy? Khụ khụ, hiểu lầm, hóa ra là một hiểu lầm mà. Nhưng mà chuyện này cũng không thể trách chúng tôi chứ, ai biết chân tướng sự việc lại là như vậy, dù sao chúng tôi là phóng viên, cũng không phải là cảnh sát mà, mọi người nói đúng không? Khó tránh khỏi có lúc Diệp hoàn hoàn nghe vậy, từng bước từng bước đi tới trước mặt người phóng viên kia. Anh, anh muốn làm cái gì? Bởi vì trên người đối phương có cảm giác áp bức quá mức mạnh mẽ, tên phóng viên bị bước lui về sau một bước. Diệp hoàn hoàn nhìn trầm trầm gã phóng viên mở miệng. À, không phải cảnh sát. Hay cho câu không phải là cảnh sát. Nếu không phải là cảnh sát, các người dựa vào cái gì thay thế cảnh sát, thay thế luật pháp, trắng trợn không kiên rẻ kích động quần chúng, dẫn dắt bạo lực internet? vận dụng tư hình đối với nghệ sĩ vô tội. Vừa rồi chẳng phải ai vừa thề son sắt rằng một người có bao nhiêu quyền lợi cũng có nghĩa bấy nhiêu trách nhiệm sao? Nếu đã làm truyền thông, đã nắm trong tay dư luận, nắm trong tay quyền phát biểu, thậm chí khống chế tương lai tiền đồ của nghệ sĩ, trả lại sự thật, tìm kiếm chân tướng chẳng lẽ không phải là nghĩa vụ cùng trách nhiệm của các người? Nhưng mà bây giờ, công lý nằm trong tay phóng viên cùng truyền thông lại trở thành thứ để lấy lòng người khác, câu view là vũ khí để các người tùy ý làm hại người khác ư. Là ai cho mấy người quyền đó? chương 692, xoay chuyển lớn. Ngôn ngữ là vũ khí vô hình nhưng lại là vũ khí sắc bén nhất, để chút giận, để theo phong trào, thậm chí chỉ là bởi vì buồn chán, liền dùng tất cả ngôn ngữ ác độc nhất với người xa lạ không quen không biết trên thế giới, yên tâm trốn trên internet điên cuồng gõ phím, tự tay hủy diệt cuộc đời của người khác. Chỗ đáng sợ của Internet là không có ai quan tâm chân tướng sự thật, rồi càng không biết chân tướng mà còn ra vẻ chính nghĩa, thật là ác hơn cả việc làm ác. Xin không nên tùy tiện bình luận khi không biết nội tình. Bởi vì thứ các người nhìn thấy không nhất định là toàn bộ chân tướng, dư luận vĩnh viễn không có nghĩa là chân lý. Mà sau khi chân tướng của sự thật xuất hiện, một câu hiểu lầm, một câu chấp nhoáng, liền có thể xóa sổ những việc mà các người làm đối với một người vô tội bị hại, đây chính là thái độ của một người truyền thông như anh sao lũ truyền thông vô lương tâm mấy người, không kiêng nể gì gây bạo lực internet giả, có phải là rác rưởi, là sâu mọt xã hội hay không? Xin mời vị phóng viên này, mời quý vị ở đây, trả lời vấn đề của tôi. Từng chữ từng chữ của Diệp Oản Oản sắc bén dao. Tôi, tôi, phóng viên kia lắp bắp, bị ép hỏi đến đầu đầy mồ hôi, một chữ đều nói không nên lời. Cung hút từ đầu tới cuối đều ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt của Diệp Oản Oản, nhìn cô lạnh lùng nhưng lại làm người khác vô cùng an tâm, nhìn cô lấy sức lực một người vì mình đảo ngược ngàn vạn tiếng xấu, cảm xúc dâng trào không cách nào khống chế mãnh liệt lên xuống. Diệp oản oản dừng một chút, cuối cùng mở miệng, đối với vạn san san, lăng thiếu chiết và những nghệ sĩ của Hoàng Thiên giải trí ác ý nhằm vào nghệ sĩ cung hút công ty tôi nói xấu, truyền thông quang diệu sẽ giữ lại truy cứu trách nhiệm pháp luật. Suốt cuộc, mấy người cấp cao của truyền thông quang diệu mới phản ứng lại. Ê, chuyện còn lại chúng tôi sẽ giao cho pháp vụ xử lý, bây giờ, Hôm nay buổi họp báo đến đây kết thúc, mọi người nếu còn thắc mắc vấn đề gì, xin sắp xếp sau. Mong mọi người trật tự ra ngoài. Dương Tiến Nguyên mang vẻ mặt đầy kinh hoàng nhìn khuôn mặt trẻ tuổi thậm chí có chút ngây ngô của Diệp Oản Oản, vẻ mặt nhìn thế là đủ rồi. Bất luận thế nào ông ta cũng không nghĩ tới, dưới tình huống này, Diệp Bạch lại còn có thể xoay chuyển càn khôn, cứu cung Húc trở về, còn ngăn tất cả truyền thông đều á khẩu không trả lời được. Giờ phút này ý nghĩ của những nhân viên làm việc ở bộ phận khác cũng không kém bao nhiêu. Bọn họ đã tưởng tượng ra, hôm nay phóng viên ở buổi họp báo sẽ công bố nội dung gì, sẽ là hoàn cảnh như thế nào. Diệp tổng của chúng ta thật là lợi hại quá đi, lại không buồn hé răng giữ lại một con át chủ bài như vậy. Tôi rốt cuộc cũng hiểu được lần này Giải trí Hoàng Thiên muốn hại chúng ta, trên thực tế là tất cả bọn họ đều bị Diệp tổng của chúng ta hố rồi. Lần này Hoàng Thiên lại xui xẻo một phen khẳng định vạn san san cũng bị phế đi rồi, hình tượng lang thiếu chiết xây dựng hoàn toàn sụp đổ, số nghệ sĩ liên lụy ít nhất cũng có mười mấy người. Đi thôi, lúc Diệp Oản Oản nhìn Cung Húc và Lạc Thần ở bên cạnh, ánh mắt mới thoáng nhu hòa mấy phần. À, Cung Húc thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhanh chóng đứng lên, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Diệp Oản Oản, Lạc Thần cũng đi sát bên kia, ánh mắt rơi vào trên người của người thanh niên, từ đầu đến cuối không có rời đi. Đến tối, mọi người đều đang chú ý sự kiện họp báo, cung hút hãm hại, công bố kết quả cuối cùng. Toàn bộ quá trình hiện trường buổi họp báo được đăng hoàn chỉnh trên mạng. Sau khi chân tướng được sáng tỏ, toàn bộ Internet đều xôn xao. Mấy chục nhà tạp chí truyền thông cho phóng viên ký giả đến họp báo lúc đầu nghiêng về một phía cùng thái độ bôi đen cung húc sau khi buổi họp báo kết thúc, tập thể phát biểu tuyên bố xin lỗi, thanh thế thật lớn, toàn bộ Internet xưa nay chưa từng có ùn ùn kéo đến đều là sự kiện lần này xoay ngược lại là một mảng tối của báo chí, Internet là một loại hãm hại của xã hội. Truyền thông cũng đăng tin, chống lại chủ nghĩa người bị hại biến thành kẻ hãm hại, cuối cùng dư luận với cung hút cũng đã hoàn toàn bị đảo ngược, tiêu đề biến thành trả lại một cung hút chân thật nhất như cũ. Cung hút, người trong sạch cuối cùng của giới giải trí. chương 693, quan trọng là mặt mũi. Lúc trước trên mạng cũng đã xuất hiện không ít tiền lệ, cư dân mạng bị lời nói dối không đúng sự thật mà đấu đá, sau khi sự thật được tra rõ đều đảo ngược, nhưng đối với người trong cuộc cũng đã tạo thành thương tổn, không cách nào bù đắp lại. Lần này, bởi vì độ hot cùng sức ảnh hưởng của cung hút, sự kiện lần này cực kỳ được hưởng ứng. Toàn bộ internet đều thảo luận, tất cả mọi người đều đang suy nghĩ lại. Bạo lực internet đáng sợ chỗ, không có người quan tâm chân tướng, mà kẻ không rõ chân tướng muốn đại diện chính nghĩa. So với chân chính làm ác còn đáng sợ hơn nhiều Xin đừng dễ dàng bình luận việc mọi người vốn không biết Bởi vì thứ mọi người nhìn thấy không nhất định là toàn bộ chân tướng Dư luận, vĩnh viễn không đại diện cho chân lý Cùng lúc đó, danh tiếng cung hút trong một đêm hoàn toàn thay đổi Mà truyền thông quang diệu cũng danh tiếng vang xa Mà giải trí Hoàng Thiên lại lâm vào tình thế bị động Trong phòng họp của giải trí Hoàng Thiên, bộ phận PA tổng giám bộ phận quan hệ xã hội tưởng hoa sâm gào thét đinh tai nhức óc vạn san san thứ ngu xuẩn này Suốt cuộc làm việc như thế nào vậy cũng vì cô lần này mười mấy người hoàng thiên đều bị kéo xuống nước những kẻ hạng hai hạng ba mấy người thì thôi đi ngay cả thiếu chiết cũng bị các người kéo xuống nước hiện tại cô nói phải làm sao tưởng tổng tôi tôi không biết tôi không biết trong tay diệp bạch lại có video hoàn chỉnh vạn san san khóc như mưa bả vai run run trong lòng lại thầm mắng đối phương trăm ngàn lần. Lúc đầu, cô ta mới vừa phát vụ việc lên Weibo, tất cả những người này đều khen cô ta làm tốt, còn thêm dầu vào lửa đủ kiểu, hiện tại lại đem tất cả trách nhiệm đẩy lên người của cô ta. Nhưng hết lần này tới lần khác cô ta cũng không thể nói một chữ, vẻ mặt cầu xin nhìn sang một đám cấp cao, chị Trương, tưởng tổng, xin các người nhất định phải giúp tôi, tôi cũng vì bất bình cho thiếu chiết mới phát cái video đó mà. Sắc mặt người đàn ông âm trầm, hiện tại khẳng định vạn san san không thể giữ lại còn lăng thiếu chiết bên kia bây giờ cũng chỉ có thể để cho cậu ta trả lời cái gì cũng không biết đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên người vạn san san ông ta vội vàng hạ độ ảnh hưởng xuống thấp nhất bằng không chuyện lớn như vậy ông ta phải giải thích thế nào với cố tổng và cả diệp tổng đây tưởng hoa sâm đưa ra quyết định rất nhanh vạn san san bởi vì ân oán cá nhân trước đó cố ý khiêu khích sau đó lại lừa dối đồng nghiệp công ty nói xấu công hút hiện tại cô lập tức xin lỗi và giải thích, hơn nữa tuyên bố vĩnh viễn rút khỏi giới giải trí. Cái, cái gì, vạn san san nhất thời đổi sắc mặt, thét chói tai lên. Chẳng qua cô ta chỉ là một sao hạng ba nho nhỏ, dưới tình huống này, đã định trước sẽ bị lấy ra hy sinh, cô ta nên sớm nghĩ đến mới đúng. Giờ phút này vạn san san cuộc cũng biết sợ, đối mặt với ánh mắt của những người cấp cao kia, cô thất kinh nhào tới trước mặt lăng thiếu chiết, thiếu chiết, thiếu chiết anh giúp tôi đi, anh nhất định phải giúp tôi. Tôi đều là vì anh. Lăng thiếu chiết lướt những lời chửi rủa ngập trời trên màn hình di động, tâm tình đã tích tụ đến cực hạn, nghe được lời của vạn san san càng trở nên giận dữ, cút ngay. Toàn bộ đều là cô tự chủ trương, thậm chí làm liên lụy tôi, có quan hệ gì với tôi. Chiếc xe màu đen vững vàng lái ở trên đường cái. Diệp oản oản, cung húc, lạc thần mới từ hội nghị công ty rời đi, Trước mặt Đông Tử đang lái xe, ở phía sau Diệp Oản Oản ngồi ở chính giữa, bên trái là Lạc Thần, bên phải là Cung Húc đang xoa chán lướt bua. Cung Húc, người trong sạch cuối cùng của giới giải trí. Cung Húc, một dũng sĩ chân chính. A, à, Cung Húc, đơn thuần nhất chính là anh, chân thật nhất chính là anh, đàng hoàng nhất cũng là anh, đáng yêu nhất cũng là anh. Cung Húc vừa xem vừa không biết thẹn mà hưng phấn đọc lên những lời tán dương kia hưng phấn tới mức không thể ngồi yên, tiểu gia từ lúc sinh ra cho tới bây giờ chưa từng được người ta khen như vậy, ai nha, thì ra tiểu gia lại có thể khiến người ta thích đến thế sao? Quả nhiên là vàng thì nhất định sẽ tỏa sáng mà ha 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 ha. Diệp Oản Oản rất không muốn thừa nhận đứa ngu ngốc bên cạnh là nghệ sĩ dưới chướng mình. Mặt mũi đâu rồi? chương 694, em nhất định phải gả cho anh. Cung hút lăn lộn xong nhanh như chớp, sau đó ngồi dậy, ánh mắt phụt sáng nhìn về phía Diệp Oản Oản, nhìn chằm chằm cô không trước mắt, Diệp ca. Anh thật sự quá đẹp trai, nếu em là nữ, em nhất định phải gả cho anh. Không không không, dù cho là con trai, em cũng muốn gả cho anh anh anh. Khóe miệng Diệp Oản Oản nhất thời vừa kéo ra. Thằng nhóc này có thể có chút sỉ diện nào hay không? Có thể có nửa phần rụt rè của lạc thần hay không? Diệp Oản Oản tiếp tục xem hướng gió của dư luận trên mạng, sau đó, đột nhiên đã phát hiện một tình huống ngoài ý liệu. Diệp oản oản, hử. Thế nào thế nào Diệp ca? Cung húc tò mò như trẻ con lập tức tiến tới truy hỏi. Diệp oản oản hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn qua lại nhiều lần trên người cung húc và lạc thần, đây cũng là một ý kiến hay. Có chủ ý gì tốt à? Diệp ca đang nói cái gì đấy? Cung húc lẩm bẩm, sao anh ta cảm thấy ánh mắt của Diệp ca nhìn mình làm cho người khác nổi da gà? Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng, chuyện lần này lại giúp cho cậu cùng Lạc Thần có nhiều hơn một nhóm lớn, ừm, fan CP. Cung húc nhất thời xứng sờ, cái gì? Fan CP, Diệp ca, anh có phải hiểu lầm cái gì rồi hay không? Sao anh ta có thể cùng một tên con trai có fan CP cơ chứ? Lạc Thần cũng mang một gương mặt khó hiểu. Diệp Oản Oản, tự xem đi. Hai người nâng mắt nhìn về phía điện thoại của Diệp Oản Oản, lại nhìn thấy một bình luận khiến cho tâm tình người ta cảm thấy thật phức tạp. À, à, à trời à trời à, xem lại video một lần nữa xem. cung tiểu bá vương nhà em thật là quá đẹp trai, quá man, cái bộ dáng phách lối này khiến chân của em đều mềm nhũn. bình luận trước mặt cũng tính là bình thường, cung hút còn xem đến thật vui vẻ, nhưng mà phong cách phía dưới đột nhiên sai sai. tôi còn tưởng rằng cung hút và lạc thần là đối thủ một mất một còn, thì ra là yêu nhau lắm cắn nhau đau nha thực lực bảo vệ vợ quá quen thuộc. Cung húc với lạc thần tuyệt đối là yêu đến tầm xương tủy. Tôi ăn phải cầu lương rồi, đóng ngoặc vuông. Cung húc xem đến đen mặt mẹ nó, cái quỷ gì thế, ý của mấy người này là gì, cái gì yêu nhau cắn nhau, thực lực che chở vợ cái gì, cầu lương gì chứ. Bên kia sắc mặt của lạc thần còn muốn đen hơn cung húc, mặc dù anh ta không chú ý trên mạng nhiều lắm, nhưng cũng sẽ không tới mức không hiểu ý người này. Con mẹ nó, đám người này có phải bị mù hay không? Lại còn nói tôi là gay, còn với cái tên ngốc này, cả người cung húp đều xù lông, trong nháy mắt giống giận, tôi là người không có liêm sỉ như thế sao? Nếu tôi có làm gay cũng chỉ có thể làm cùng Diệp ca ngươi có được không? Cậu nên im miệng đi. Diệp oản oản mặt không thay đổi mà nhìn anh ta một cái, xin lỗi, nếu như tôi thích con trai thì cũng sẽ không thích cậu. Cung húp nhất thời sướng sờ, biểu tình như bị đả kích lớn, đờ mờ. Tại sao? Dựa vào cái gì không quan tâm em, em đẹp trai như vậy, nam nữ đều bị thu hút. Diệp ca, tay anh có ổn không? Có cần đi bệnh viện xử lý một chút không? Lúc này, Lạc Thần bên cạnh Lo Âu nhìn chằm chằm vào cánh tay của Diệp Oản Oản mở miệng. Cung Húc nghe vậy, sắc mặt nhất thời cũng biến thành nghiêm túc, "Diệp ca, em đưa anh đi bệnh viện xem một chút đi trước. Thằng khốn đáng chết kia, tiểu gia tuyệt đối không tha cho nó." "Được rồi, không nên khẩn trương." một chút vết thương nhỏ thôi mà. Diệp Oản Oản không thèm để ý khoát tay một cái. Lúc này, xe đã lái đến gần chung cư, Diệp Oản Oản mới vừa nói xong câu đó, ánh mắt xéo qua liền thấy dưới lầu, trong gió đêm, xuất hiện một cái thân ảnh đứng thẳng thật cao ngạo lạnh lùng. Nhìn thấy người kia, trong lòng Diệp Oản Oản nhất thời hơi hồi hộp, theo bản năng mà nhìn về cánh tay bị thương một cái, sống lưng rét lạnh từng trận. Tiêu rồi tiêu rồi, sao cô lại quên mất chuyện quan trọng vậy chứ? chương 695, biển Dấm sôi trào. Diệp ca, đến rồi, đông tử ở trên ghế lái nhắc nhở. Được, hai người đều về ngủ sớm đi, Diệp oản oản vội vã xuống xe. Lạc thần ở cái tòa cách vách, nói lời tạm biệt Diệp oản oản liền đi vào chung cư. À, Diệp ca, em, cung húc vốn đang muốn nói cái gì đó với Diệp oản oản, kết quả động tác xuống xe của cô rất nhanh. Cung húc không khỏi tò mò nhìn bóng lưng vội vàng xuống xe của Diệp Oản Oản, chuyện gì xảy ra. Tới bây giờ anh ta chưa từng thấy biểu tình như gặp đại địch như thế của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản vội vàng đi tới trước mặt của Tư Dạ Hàn, khụ, a à cửu, anh đến đây từ lúc nào? Sao không vào, đứng ở chỗ này làm gì? Đêm lạnh như vậy. Diệp Oản Oản vừa nói vừa an ủi chính mình, Tư Dạ Hàn là loại người chưa bao giờ chú ý tới chuyện bát quái cũng là người rất ít khi lên mạng, khẳng định không biết chuyện của buổi họp báo phóng viên, chút thương thích nhỏ này của cô, một hai ngày liền đóng vảy, đến lúc đó coi như anh có biết cũng không sao. Cái loại tính vật này của Diệp Oản Oản rất khá, nhưng mà cô vừa dứt lời, người đàn ông đứng ở trước mặt cô cũng đơ mặt nhìn cô, nói một câu, em phạm quy rồi. Diệp Oản Oản, giọng nói như đến từ núi tuyết độ cao 5.000 mét so với mặt nước biển, khiến cả người cô đều lạnh run một trận. Cô lại có thế này sinh ý đổ giấu giếm ở trước mặt tư dạ hàn. Thật là quá mức ngây thơ rồi bởi vì những ngày qua tính khí tư giả hàn quá tốt nên cô đã quên anh đáng sợ thế nào rồi. Giờ phút này người đàn ông đứng ở trước mặt cô toàn thân cao thấp đều không có một chút độ ấm, ánh mắt nhìn cô cũng lạnh băng như vậy, lần này dạ tư hàn thực sự tức giận rồi. Thật xin lỗi, lần này là ngoài ý muốn, hơn nữa chẳng qua là một vết thương nhỏ, không tin anh xem đi. Để chứng minh, Diệp Oản Oản vội vàng vén tay áo lên, lộ ra một vết thương nhỏ có chiều rộng không quá một tất. Nhưng mà, rất nhanh Diệp Oản Oản phát hiện mình phạm sai lầm lớn cỡ nào. Sau khi nhìn thấy vết thương của cô, sắc mặt dạ tư hàn ngày càng trở nên đáng sợ, mơ hồ để cho cô nhìn thấy tư giả hàn trước khi cô trọng sinh, không có lý trí, cũng không có tình cảm, giống như tùy thời đều có thể mất khống chế, trở thành dã thú. Lúc này Diệp Oản Oản mới phát hiện, gần đây cô quả thực quá buông lỏng, thế cho nên quên người trước mắt rất đáng sợ. Ánh mắt của tư giả hàn còn muốn lạnh lẽo hơn so với ánh trăng trên đầu, anh không hề trước mắt mà nhìn cô em thích cậu ta. Hả, ai vậy? Diệp Oản Oản bị cái câu hỏi không đầu không đuôi này làm cho mơ hồ. Sau đó, phải mất chừng mấy giây mới phản ứng được. Mẹ nó, quả là hiểu lầm to bằng trời. Tư, tư giả hàn sẽ không phải cho rằng cô và cung húc có cái gì chứ? Làm sao có thể chứ? Rốt cuộc vì sao anh lại sinh ra cái loại hiểu lầm đáng sợ như thế? diệp oản oản đang vắt hết óc nghĩ xem nên giải thích thế nào và làm như thế nào để chấn an vào lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói phóng túng của cung húc diệp ca diệp ca anh làm sao chạy nhanh như vậy em ở biệt thự kia quá xa lười về mới vừa để cho đông tử lái xe đi tối nay em với anh ngủ chung đi dường như ngay lúc cung húc thốt ra lời diệp oản oản cảm giác có một ngọn gió kinh khủng vô hình như đến từ như địa ngục thổi qua tối nay ngủ chung là cái quỷ gì cô vẫn còn đang lo ngược lo xuôi, lại còn thêm tên này, bản thân nên giải thích thế nào đây? Diệp Oản Oản lạnh mặt, không được, người ở đâu thì nên trở về đó. Thấy Diệp Oản Oản lại không chút do dự cự tuyệt, cung húc nhất thời ai oán, tại sao vậy? Em cũng tới rồi, anh còn không chứa chấp em sao? Diệp Oản Oản cố nén tức giận, tối nay tôi có khách. Mẹ nó tối nay tôi muốn độ kiếp phi thăng luôn cho rồi chương 696, chỉ có thể tung đại chiêu. Cung hút quay đầu nhìn lại, lúc này rốt cục cũng phát hiện một bóng người ẩn trong tối. Ê, người này sao mà, thoạt nhìn thấy quen mắt lắm nha. Mặc dù ngày đó chỉ gặp bên ngoài quầy rượu một lần, nhưng bởi vì ấn tượng quá sâu sắc nên muốn quên cũng không thể quên được. Đây không phải là người bạn ngày đó tới đón Diệp Ca sao? Lúc đó anh ta suýt chút nữa hiểu lầm quan hệ giữa Diệp Ca và người đàn ông này đều đã trễ thế này rồi sao người này còn đến cửa làm khách nhỉ ê tại sao ánh mắt người này nhìn mình đáng sợ như thế dù cung hút cảm thấy sai sai chỗ nào đấy nhưng là bởi vì thần kinh rất tỉnh cộng thêm tối nay tâm tình rất tốt nên cũng không suy nghĩ nhiều ngữ khí hào phóng đi tới bên người của diệp oản oản mở miệng nói không có việc gì đâu diệp ca anh có khách thì có khách thôi tiếp anh ta một hồi cũng đi thôi mà em không ngại đâu không ngại cái đầu cậu Diệp Oản Oản. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản quả thật có lòng muốn bóp chết cái loại đần độn này rồi. Cô cẩn thận từng ly từng tí nhìn một cái về phía tư dạ hàn, chỉ liếc mắt một cái, được rồi, biểu cảm kia quả thật khiến cô sợ hết hồn hết phía. Ánh mắt của tư dạ hàn nhàn nhạt xẹt qua Diệp Oản Oản và cung húc bên cạnh, giọng khàn khàn mở miệng, khách hư. Nhìn biểu cảm của tư dạ hàn, nghe giọng điệu của anh ấy, Diệp Oản Oản liền biết anh đang cực kỳ tức giận. Diệp Oản Oản đau đầu đỡ chán, trong lòng bi thương gào thét, bảo bối à, anh quậy cái rể, anh biết rõ bởi vì thân phận của em bày ở ngay đây cho nên chỉ có thể trả lời như vậy thôi, tuyệt đối không có ý gì khác đâu mà. Hơn nữa coi như anh dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết em không có khả năng không thèm anh mà chạy đi vượt rào với cung húc chứ, sao anh không có lòng tin với bản thân như vậy chứ. Chết tiệt, nhất định là vì khi đó Tư Hạ cứ luôn nói cái gì mà, loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn sao, khiêu khích nói cô sẽ bị tiểu thịt tươi giới giải trí câu đi. Sao hoa chăm sắc dần làm mắt người ta mê đắm, trích tiền đường hồ xuân hành bạch cư dị. Dấu bé dấu bé tôi là editor có niềm đam mê văn học nên mấy vụ văn thơ này phổ cập cho mọi người thường xuyên a hi hi dấu lớn dấu lớn. Diệp oản oản thầm nhích lại gần, dùng giọng điệu chỉ hai người có thể nghe được mở miệng, tư giả hàn, em giải thích qua nhiều lần lắm rồi mà, dù là lạc thần hay là cung hút, đều chỉ là nghệ sĩ của mình thôi, hôm nay đi cứu cậu ấy trên buổi họp báo chẳng qua là chức trách của em. Lời nói ban nãy của cậu ấy cũng chỉ vì trong mắt cậu ta em là một tên đàn ông, không có có bất kỳ ý khác, anh uống giấm cũng quá vô lý rồi nha. Đừng cố tình gây sự được không? Ồ, cố tình gây sự, được lắm. Tư giả hàn thấp giọng cười một tiếng, mở miệng nói từng chữ từng chữ, giọng nói kia giống như tảng băng rơi vào trong hồ nước lạnh, khiến cho người ta rét run cả người. Diệp oản oản hận không thể tát mình một bà tai, tại sao lại nói bậy rồi, thật là càng loạn càng sai trái. Biết rõ cái tên trước mắt vốn là một kẻ hoàn toàn không thể nói phải trái cùng nhau, giống như đạo lý lúc bạn gái tức giận, tuyệt đối không nên đi nói phải nói trái với cô ấy. Diệp Oản Oản vừa tức vừa gấp lại ảo não, một bụng lửa nóng, cực kỳ bực bội kéo cả vạt một cái, sau đó ánh mắt liếc qua, bắn thẳng về kẻ cầm đầu cách đó không xa, cung hút, con mẹ nó cậu lại đây cho tôi. Hả, em sao, sao, Sao vậy Diệp ca, cung hút một mặt vô tội chỉ chỉ chính mình, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhích tới, không biết Diệp Oản Oản muốn làm cái gì nữa. Diệp Oản Oản trực tiếp kéo cà vạt ném xuống đất, sau đó sải bước đi tới, mặt trầm như nước, tùy thời sẽ nổ tung trước mặt đại ma đầu. Nhìn rõ cho tôi này. Diệp Oản Oản nghiêng đầu nói với cung húc một câu, sau đó ngón tay trắng nõn duỗi ra, nắm cổ áo Tư Giả dạ Hàn một cái, kéo cổ áo anh thấp xuống rồi dùng sức hôn lên đôi môi lạnh lẽo kia chương 697, cậu không nhìn lầm đâu, tôi thích đàn ông. Tư giả hàn dường như không ngờ tới Diệp Oản Oản lại đột nhiên hôn tới. Khi hơi thở của cô quấn quanh anh, khi ngón tay tinh tế dùng sức nắm cổ áo của anh, khi đôi môi mềm mại ấm áp hôn tới trong nháy mắt, sự bất an sâu trong thân thể cơ hồ muốn phá hủy anh trong nháy mắt được trấn an, rất nhanh lại hóa thành một cỗ cảm xúc cực kỳ nóng bỏng sao động. Ấy, cung húc đứng cách hai người không xa, vào giờ phút này, trong đầu giống như có một tấn bom đang nổ tung, cả người bị nổ choáng luôn rồi. Chìa khóa xe thể thao trong tay cùng điện thoại di động đều bộp bộp rơi trên mặt đất, ngu người đứng tại chỗ, miệng há đến mức có thể nhét vào một cái trứng gà. "Đờ, mờ 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 mờ." Anh ta thấy cái rể đấy. "Mắt của tôi." "Diệp ca, Diệp ca lại có thể chủ động hôn một tên đàn ông." "Đây rốt cuộc là chuyện gì đấy? Nhất định là anh ta điên rồi." "Không." Nhất định là cách anh ta mới xuống xe có vấn đề rồi." Cung Húc nhìn hai tên đàn ông đang hôn nhau, cả người đều rơi vào hỗn loạn, lông toàn thân đều sắp dựng hết cả lên. Diệp Oản Oản hôn xong, Vân Đạm Phong khinh nhìn về phía Cung Húc, hỏi "Thấy rõ chưa?" Cung Húc ngu người chừng 10 giây, đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu, cuối cùng ôm đầu, liên tiếp lui về phía sau hai bước, nói chuyện đều không trôi chảy nữa, "Diệp, Diệp, Diệp ca?" anh, các người đây là, có phải anh đang nói đùa em không? Ha ha ha, hôm nay là cá tháng tư sao? Nhất định trời ban đêm quá tối, hoặc là tối nay em quá hưng phấn, cho nên sinh ra ảo giác. Là vậy, nhất định là như vậy ha 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 ha. Diệp Oản Oản, cậu không nhìn lầm đâu, tôi thích đàn ông. Một câu nói của Diệp Oản Oản trực tiếp đánh vỡ mọi lý sự của Cung Húc. Cung Húc, Diệp Oản Oản, anh ấy không phải là khách, là bạn trai tôi đấy, chúng tôi là người yêu. Cung húc, Diệp oản oản, cho nên tối nay tôi không có cách chứa cậu, bây giờ hiểu chưa? Cung húc, bởi vì lượng tin tức thật sự quá lớn, cung húc đáng thương sắp bị dọa sợ choáng váng mất rồi. Không biết qua bao lâu, cung húc mới khôi phục một chút thần trí, chật vật nuốt nước miếng, vẻ mặt không thể tin nổi mở miệng, Diệp, Diệp ca, anh nghiêm túc ư. Anh thật sự thích đàn ông, trước đó không phải anh nói có bạn gái sao? Lạc thần và anh tiện vũ đều nói anh có bạn gái, nói anh tuyệt đối không thể nào là gay. Diệp oản oản, tôi nói có bạn gái chỉ để che giấu mà thôi, chuyện này lạc thần cùng hàn tiện vũ cũng không biết. Diệp oản oản cũng không ngờ tới chính mình vắt óc tìm mưu kế, cẩn thận từng ly từng tí lâu như vậy, lại có thể thua trên người con hàng cung húc này, thật là không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Trời đất bao la, vuốt lông đại ma đầu quan trọng nhất, vì trấn an tư giả dạ hàn, cô cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. cung hút ngơ ngác đứng ở đó, biểu cảm khó có thể hình dung nổi. cho cho nên nói anh với tên này thật sự là loại quan hệ đó. diệp hoàn hoàn gật đầu, không sai. trước kia không phải cậu hỏi nếu như tôi thích đàn ông sẽ thích gì dạng gì sao? hiện tại chính thức giới thiệu cho cậu một chút, đây chính là người đàn ông của tôi. diệp hoàn hoàn đã nói tới rõ ràng, giành mạch như vậy, cung hút không tin cũng phải tin rồi. bóng ma tâm lý trong lòng lan tràn thành biển người đại diện nhà tôi lại thật sự là một tên gai ư. chương 698, muốn bị anh nhốt cả đời. Gọi điện thoại bảo đông tử lái xe về, về sớm chút tắm rửa rồi ngủ đi. Diệp Oản Oản nói xong thì dắt tay của tư dạ hàn, trực tiếp xoay người đi về phía phòng thuê cao ốc. Ê, chờ, từ từ. Sau lưng, cung hút ngẩn ngơ đứng trong gió đêm. Ngủ, ngủ cái rầm ấy. Tối nay làm sao mà tôi có thể ngủ được đây? cho nên anh à anh đi như vậy bỏ một mình em ở nơi này sao vào giờ phút này rốt cuộc anh ta cũng tin diệp ca thật sự thích đàn ông đây hoàn toàn chính là tình huống thấy sắc quên nghĩa mà tự dưng có loại cảm giác thê lương khi bị vứt bỏ là thế nào đinh thang máy đến diệp oản oản kéo tư giả hàn cùng đi vào hai người đứng bình tĩnh trong thang máy tất cả đều không nói chuyện ánh mắt của tư giả hàn luôn rơi trên người của cô rất nhanh đã đến tầng, hai người đi ra khỏi thang máy. Sau khi đi tới cửa, Diệp Oản Oản mới buông tay, móc chìa khóa mở cửa ra. Tư Dạ Hàn theo sau đi vào. Bộp bộp, một tiếng, cửa mở ra rồi đóng lại ngay. Đổi dép đi, Diệp Oản Oản không người, lấy một đôi dép lê từ tủ giày giúp Tư Dạ Hàn. Vừa ngồi dậy thì bên hông đột nhiên căng thẳng, hơi thở nóng bỏng của đàn ông che ngập bầu trời tập kích tới, răng nanh sắc bén xẹt qua bờ môi mềm mại của cô, lại hùng hổ dọa người cậy hàm răng cô, cướp đoạt càng nhiều hơn mềm mại cùng ngọt ngào. Ê, Diệp Oản Oản đau đến hơi nhíu mày, oán giận lui về sau một bước. Nhưng mà cái tránh né lơ đãng này lại nhất thời đưa tới sự xâm lược càng thêm kịch liệt. Thân thể bị đặt trên mặt tường lạnh giá sau lưng, trước người là khuôn ngực nóng bỏng phập phồng kịch liệt của người đàn ông, cả người giống như đang ở trong cả băng và hỏa. Ngón tay hơi thô thăm dò vào theo vị trí lưng quần, từ vòng eo mềm mại lại không hề yếu ớt chậm rãi đi lên. Để an toàn thì bình thường ở ngực Diệp Oản Oản đều dùng vải quấn một vòng, tay của anh chỉ thoáng đi lên liền gặp cản trở. Biểu tình của tư dạ hàn rõ ràng bởi vì bất mãn mà càng thêm sao động mấy phần, động tác trên tay càng ngày càng dùng sức thô lỗ. Trên mặt của Diệp Oản Oản lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, nhưng đầu thoáng tránh được cái hôn của anh, ngón tay đặt trên mờ u bàn tay của anh, nhẹ nhàng trấn an, còn tức giận à. Tối nay vì anh mà em đã liều không cần mặt già này luôn rồi, trực tiếp bộc lộ trước mặt nghệ sĩ nhà mình đó. Tư giả hàn rũ mí mắt, không chấp mắt nhìn chằm chằm vào cô, con người hắc rượu thạch sao giống như vòng xoáy dưới biển sâu, vừa nguy hiểm lại khiến người ta mê muội. Sao một loại đá phong thủy có màu đen thui mặt cười? Tư giả hàn, không cho nhìn tên đó. Ặc, à, cái này không thể nào nói nổi rồi nha, làm sao mà không nhìn được, mỗi lần gặp mặt cô đều phải đem mắt dán lên mông sao. Nhưng lần này Diệp Oản Oản đã có kinh nghiệm, không để ý lời tư giả hàn nói có lý hay không, chỉ gật đầu liên tục không nhìn được chưa. Trừ anh ra, bất kể là người hay không phải người ở trong mắt em đều là phù vân có được không. Mà có gì đẹp đâu, cay mắt. Cung Húc đang ở dưới chung cư đau khổ chờ trợ lý lái xe trở về, đột nhiên nặng nề hắt xì một cái. Tư giả hàn ôm chặt lấy cánh tay của cô, Giọng lạnh như băng cảnh cáo, đừng quên hậu quả vi ước sao? Sao vi phạm ước định? Diệp Oản Oản nghe giọng nói cực kỳ lạnh lẽo của anh, rõ ràng phải hoảng sợ, nhưng trái tim lại bỗng nhiên mềm mại, nhẹ nhàng cười nhẹ một tiếng, lười biếng cong khóe môi, hử? Hậu quả vi ước sao? Bị anh nhốt cả đời ư? Đột nhiên thật sự muốn vi ước ghê, làm sao bây giờ ta? Chương 699, mau hôn em một cái. Nghe được câu trả lời của Oản Oản, trong nháy mắt con ngươi như hắc rượu thạch thâm thúy của tư giả hàn dâng lên tầng tầng sóng nhiệt nóng đến mức như có thể hòa tan người đối diện diệp oản oản nhìn thấy dục niệm rõ ràng trong đáy mắt trong trẻo lạnh lùng đó à, tiêu rồi thả thính quá liều rồi khi nụ hôn của tư giả hàn rơi xuống trong nháy mắt diệp oản oản vội vàng đập đầu của mình vào ngực của anh đáng thương mà mở miệng nè em đã bận biểu cả ngày cũng chưa có ăn gì thật là đói mà em muốn ăn mì nhưng tay đau Tư giả hàn đang cố gắng bình ổn lại hô hấp của mình, đồng thời lặng lặng nhìn chăm chú cô. Anh ta sao lại không biết chút tâm tư trong lòng Diệp Oản Oản chứ? Mỗi lần đều là to gan lớn mật, thả thính anh đến mức phát hỏa, thả xong liền chạy mất. Nặng nề cắn một cái trên môi của cô, tư giả hàn cất bước đi về phía tủ lạnh. Tạp dề treo ở bên cạnh tủ lạnh, em giúp anh cầm sang nha. Diệp Oản Oản thông minh lon ton chạy tới, lấy ra một cái tạp dề màu hồng in hình Hello Kitty mua ở siêu thị đưa cho Tư Giả Hàn. Tư Giả Hàn liếc một cái về phía tạp dề, rõ ràng cực kỳ ghét bỏ, nhưng khi nhìn về phía Diệp Oản Oản cầm lấy cái tạp dề đó, nhìn biểu cảm mong đợi kia, cuối cùng vẫn giang tay ra. Ý khoan đã, anh biết nấu mì sao? Diệp Oản Oản đột nhiên hỏi lại. Gương mặt cao quý lạnh lùng của Tư Giả Hàn bế nghế liếc nhìn cô một cái. Diệp Oản Oản nhất thời ngượng ngùng mở miệng, à, được rồi, được rồi, em sai rồi, sao mà anh không biết nấu mì được chứ? Tư dạ Hàn mới vừa đi vào phòng bếp không bao lâu, điện thoại di động của Diệp Oản Oản đột nhiên vang lên. Người gọi tới là Hứa Dịch. Diệp Oản Oản nhận điện thoại, "Alo, Hứa quản gia." Diệp Oản Oản mới vừa tiếp thông, đầu kia điện thoại di động lập tức truyền tới giọng nói hết sức khẩn cấp của Hứa Dịch, "Oản Oản tiểu thư, cô không sao chứ? Tôi đã chạy tới dưới chung cư của cô rồi." thập nhất và phong huyền Diệp cũng đã đang trên đường tới. Cô ngàn vạn lần phải chống đỡ nha, bình tĩnh một chút, đừng xúc động. Diệp oản oản nghe xong đầu óc liền mơ hồ, hả? Anh đang nói gì? Đã xảy ra chuyện gì? Hứa dịch bị hỏi ngược lại sửng sốt đáp, sao lại thế này? Ông chủ còn chưa tới chỗ cô sao? Rõ ràng là lái xe đua với tốc độ 400 cây số ra cửa, lúc này chắc phải đến rồi chứ. Ờ, xe đua, 400 cây số, ông chủ nhìn thấy đoạn video tại hiện trường buổi họp báo, cô vì cung hút mà bị thương, tệ nhất chính là thời điểm trong video đều là lửa đạn bay lung tung, đại khái là đoạn nói đến chuyện cô và cung hút có quan hệ mập mờ đó, hứa dịch dùng tốc độ nhanh nhất giải thích tình huống lúc đó một chút, giọng điệu chấn động lòng người. Chuyện này, hứa quản ra à? Hoàn hoàn tiểu thư, chờ lát nữa ông chủ tìm tới cô, cô ngàn vạn lần nên tỉnh táo một chút. Chúng tôi lập tức đến đây, hứa dịch dặn đi dặn lại. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ mở miệng nói, "Hứa quản gia, phiền anh bình tĩnh một chút, để cho tôi nói một câu ok." Diệp Oản Oản nói xong trực tiếp nhấn một cái trên màn hình điện thoại di động, chuyển đến cuộc gọi video, sau đó chuyển ống kính đến trong phòng bếp. Một giây kế tiếp, Hứa Dịch liền thấy ông chủ nhà mình, ngang hông đeo một chiếc tạp dề màu hồng, tay áo sơ mi trắng tùy ý cuốn đi lên, tay cầm muôi cơm, đang ở trong phòng bếp, phía dưới trên màn hình điện thoại di động, biểu cảm của hứa dịch trong nháy mắt ngu người. Diệp Oản Oản trực tiếp đứng lên, cầm điện thoại di động đi tới trước mặt của tư giả Hàn nói, bảo bối, nhìn em một cái. Tư giả Hàn nghe tiếng của cô, ánh mắt nhìn qua chỗ Diệp Oản Oản, thấy Diệp Oản Oản đang cầm điện thoại di động hướng về phía anh, thông qua màn hình điện thoại di động anh thấy người bên kia hình như là hứa dịch. Diệp Oản Oản tiến tới trước mặt tư giả Hàn, camera đưa về hướng của mình và tư giả Hàn nói, mau hôn em một cái, quản gia nhà anh sắp điên rồi đó. chương 700, anh ta thực sự rất bình tĩnh rồi. Tư giả hàn rõ ràng sẽ không đi chú ý đến chuyện quản gia nhà hắn sắp phát điên đâu, anh chỉ nghe được một câu yêu cầu, mau hôn em một cái, mà thôi. Tư giả hàn bình tĩnh bỏ đồ trong tay vào trong nồi, sau đó thoáng thay đổi góc độ, cúi xuống phối hợp hôn một cái trên má diệp oản oản, sau đó tiếp tục cắt xăm bông. Diệp Oản Oản cười híp mắt nhìn về phía điện thoại di động, bây giờ đã bình tĩnh hơn chút nào chưa, Hứa quản gia. Hứa dịch, bình tĩnh, quá bình tĩnh luôn rồi. Diệp Oản Oản, còn có việc gì nữa không? Hứa dịch, không có. Thật xin lỗi đã quấy rầy, coi như tôi chưa từng gọi tới. Màn hình điện thoại di động tối sầm lại, người quản gia nào đó cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn thương mà treo máy. Vì để Hứa dịch càng thêm yên tâm hơn nữa. Diệp Oản Oản lại gửi những hình ảnh trực tiếp cảnh tư giả hàn nấu mì cho anh ta, cuối cùng chính hứa dịch là người khóc lóc thỉnh cầu, không cần gửi hình ảnh nữa, anh ta thực sự đã rất bình tĩnh rồi. Chờ nửa ngày, tư giả hàn cuối cùng cũng nấu xong. Diệp Oản Oản liếc nhìn bát mì nước trên bàn ăn, hơi có chút ngoài ý muốn nhíu mày, thời gian nấu mì sợi vừa đủ, không có nát, cũng không có nửa chín nửa sống, phía trên còn có một quả trứng lòng đào cùng mấy miếng chân giò hun khói, bên trên là hành lá được cắt nhỏ cùng cải non tươi xanh, nhìn qua làm người ta vô cùng muốn ăn. Đối với người không dính khói bụi trần gian như tư giả hàn kia mà nói, giới hạn mà cô mong đợi với anh là có thể nấu chín là quá được rồi, kết quả không nghĩ tới kỹ thuật nấu nướng của anh không tệ mà. Tư giả hàn đưa cho cô một đôi đũa, sau đó không nói một lời ngồi xuống phía đối diện bàn ăn. Thoạt nhìn có vẻ ngon, anh lại có thể nấu ăn, anh đã học lúc nào thế? Diệp Oản Oản nếm thử một miếng, ánh mắt nhất thời sáng lên oa wow. ăn ngon thật nha tư giả dạ hàn đối với mấy chữ lại có thể của diệp oản oản hiển nhiên có chút bất mãn cái này mà cần học sao diệp oản oản vùi đầu ăn đến vui sướng không cần không cần loại chuyện đơn giản như vậy dựa vào chỉ số thông minh của bảo bối thì cần gì đi học chứ nghe nói vậy sắc mặt của tư giả dạ hàn mới hòa hoãn hơn mấy phần cùng lúc đó cẩm viên Đầu bếp chuyên dụng cùng mấy người phụ phòng bếp của cẩm viên nhìn cảnh bếp đen như mực cùng thức ăn đầy đất bừa bãi, lệ rơi đầy mặt, rối rít cầu nguyện, hy vọng cửu ra bỏ qua cho phòng bếp của họ đi. Cái này là nổ bao nhiêu lần vậy? Tại sao ông chủ nhà mình đột nhiên lại có sở thích đáng sợ như vậy chứ? Tim ta đau quá man. Buổi tối, tư dạ hàn trực tiếp ngủ lại bên này. Diệp oản oản tẩy trang rồi đi tắm, đổi lại quần áo ngủ thoải mái, lúc xong việc đi ra, Tư Dạ Hàn đã tắm rửa sạch sẽ nằm ở trên giường. ơi đã được ăn uống no đủ lại có thêm mỹ nhân nằm trên giường chờ đợi thế này, loại cảm giác này quá tốt đẹp rồi. Thấy Diệp Oản Oản đi tới, Tư Dạ Hàn để sách trong tay xuống, đưa tay cho anh. Diệp Oản Oản vội vàng vuốt lông, thực sự là chút vết thương nhỏ mà thôi, đã sát trùng hết rồi, mới vừa rồi lúc đi tắm em cũng đã dán băng keo cá nhân rồi, cũng không đụng vào nước. Tư Dạ Hàn kiểm tra nhiều lần, thần sắc mới hòa hoãn mấy phần. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm gò má của Tư Dạ Hàn đang chuyên chú nhìn tay của cô, ngày mai anh phải đến chỗ Tôn lão làm kiểm tra ư? Tư Dạ Hàn, ừm. Diệp Oản Oản lẩm bẩm, khoảng thời gian này thân thể của anh rất ổn định, mỗi ngày ngủ một giấc đều đã không thành vấn đề, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Nhưng vì sao lần trước lúc thấy Tôn lão, ánh mắt của anh lại kỳ quái như thế? Nhìn bộ dáng kia giống như có cái gì khó nói, hỏi anh anh cũng không nói rõ, chỉ nói chờ lần này sau khi kiểm tra sẽ nói với họ, chẳng lẽ thân thể của tư giả hàn lại có vấn đề gì khác sao? Audio điện tử võ tấn bền chương 701, dấu vết ái muội Quên đi, hiện tại suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, tình huống cụ thể như thế nào cứ đợi kết quả ngày mai sẽ biết. Sáng sớm hôm sau, Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn rời giường, sau khi ăn sáng xong, cả hai cùng đi làm hiện tại vì thân thể đã ổn định không ít, nên tư giả hàn có thể đến công ty, Diệp Oản Oản tuy rằng không yên tâm lắm, nhưng với tình hình hiện tại của tư gia, nếu như tư giả hàn thật sự không xuất hiện trước mặt người khác, sẽ khiến cho khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng. Cho nên vẫn phải xuất hiện theo định kỳ, chỉ cần không quá mức hao phí tâm tư là được rồi. Trong khoảng thời gian này cô cũng đi theo tư giả hàn học được không ít, chỉ là chưa bao giờ bắt tay làm thử, cũng không muốn tự tiện nhúng tay vào công việc của công ty. Đẹp lắm, Diệp Oản Oản chọn cho Tư Dạ Hàn một cái cà vạt màu đỏ đập, mới vừa thắt xong, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn chầm chầm vào cửa phòng. A, à, từ từ, Diệp Oản Oản nói, đột nhiên vươn hai tay, tháo cái cà vạt vừa mới thắt xong, lại đem cổ áo kéo ra. Tư Dạ Hàn rũ mắt, nhìn cô với ánh hoài nghi. Tuy là Diệp Oản Oản có mang giày cao thì cũng chỉ cao có 1 mét 7 mấy, đứng trước mặt Tư Giả Hàn vẫn thấp hơn một cái đầu, thấp một chút. Mặc dù Tư Dạ Hàn không biết cô muốn làm cái gì, nhưng vẫn làm theo, cúi người xuống. Ánh mắt Diệp Oản oản dừng ở chỗ cổ áo mới mở ra của Tư Dạ Hàn, sau đó vươn hai tay ôm lấy bả vai, đôi môi mềm mại hướng lên. Tư Dạ Hàn chưa kịp phản ứng, chỗ xương quai xanh trở nên đau rát, ngoại trừ đau đớn, thần kinh như tê dại. Ánh mắt Tư Dạ Hàn nheo lại cực kỳ nguy hiểm, nhìn chỗ xương quai xanh bị cô đột nhiên cắn một cái, chỗ bị cô cắn để lại một ấn ký nhỏ màu hồng phấn ái muội. Diệp Oản Oản nhìn thoáng qua cửa, sau đó như một tiểu hồ ly rảo hoạt cười tủm tỉm nhìn chằm chằm, kiệt tác của mình, cảm thấy hài lòng mở miệng, được rồi. Hoàn Mỹ, hiện tại có thể đi rồi. Diệp Oản Oản nói xong lúc này mới đi tới cửa, cạch, mở cửa ra, dây tiếp theo, bịch một bóng dáng nhanh như chấp lăn vào. Vẻ mặt cung hút xấu hổ, bò dậy vỗ vỗ bụi trên người, giả vờ bình tĩnh chào hỏi, ha, a, à, ha ha, Diệp ca, chào, chào anh hai tay Diệp Oản Oản khoanh trước ngực, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn người nào đó mới sáng sớm đã lén lén lút lút ở trước cửa nhà cô, trầm tĩnh đáp lại một câu, chào tương đương. Cung hút gãi đầu, lắp bắp mở miệng, ách ha ha, hôm nay không phải là cùng đi đoàn phim xem lạc thần sao, em trực tiếp tới đây chờ anh đi cùng, em vừa đến cửa nhà, anh liền mở cửa. Thật trùng hợp, quá trùng hợp. Diệp Oản Oản nghe vậy, khóe miệng co rút, trùng hợp cái rắm, tên này sợ là ngồi xổm ở đây cả đêm đi. Lấy lòng hiếu kỳ đáng sợ của Cung Húc, muốn truy hỏi kỹ càng việc kia, tuyệt đối có thể làm được chuyện này. Cung Húc vừa nói chuyện, ánh mắt lại không ngừng quan sát hai người. Tuy rằng đều là đàn ông, nhưng hai người một người lười biếng tùy ý, một người lạnh như băng, quả thực xứng đôi không nói nên lời. Chẳng qua là, anh ta dối rắm cả đêm, bất kể như thế nào cũng không tin được anh vợ tương lai của mình lại thích đàn ông cho đến khi ánh mắt anh ta dừng ở chỗ cổ áo tư dạ hàn. Một ấn ký màu đỏ như ẩn như hiện phía sau cổ áo, khẳng định tối hôm qua bên trong đã xảy ra chuyện gì đó. Cung húc chương 702, thích trẻ con sao? À, cung húc lệ rơi đầy mặt cắn tay áo. Diệp ca bình thường trông lạnh lùng nghiêm túc không gần người, lại có thể có bộ mặt nhiệt tình như vậy, vì sao trong lòng mình lại có cảm giác khó chịu cơ chứ? diệp Oản oản đương nhiên chú ý tới phản ứng của cung húc thấy đã đạt được hiệu quả lúc này mới nhìn về phía tư giả hàn buổi tối em qua công ty đón anh tư giả hàn ừm nè chờ chút anh có phải quên cái gì hay không diệp oản oản nhíu mày tư giả hàn dừng chân thật nghe lời cuối người hôn lên môi cô tặng một nụ hôn trước khi đi làm cung húc đứng bên cạnh hai vị có thể liếc tôi một cái hay không nơi này còn có một người sống sờ sờ đấy từ tối qua tới giờ diệp oàn oàn vuốt lông có thể nói là vô cùng thuận lợi đúng chỗ không có một chút sơ hở nào tất cả nguy cơ cuối cùng hoàn toàn được giải trừ trên đường đến đoàn phim cung húc mở to hai mắt như gấu mèo diệp ca anh đẹp trai như vậy tìm dạng phụ nữ nào trả được tại sao phải ở bên một người đàn ông diệp oàn oàn tôi bẩm sinh thích đàn ông diệp oàn oản nói một câu đã khiến cung húc không nói nên lời hơn nữa cô cũng không nói dối, hoàn toàn là lời nói thật. Diệp Oản Oản cũng không nói thêm nữa, với tính tình của Cung Húc, cho cậu ta một chút thời gian tiêu hóa là tốt rồi, nếu như là lạc thần, chỉ sợ cả đời này cũng không tiêu hóa nổi. Tham gia group dịch ngôn tình sủng trên Facebook để theo dõi nhiều hơn. Buổi tối, tại nơi ở của Tôn Bách Thảo, Tôn Lão vẫn như mấy lần trước kiểm tra cặn kẽ thân thể tư dạ hàn. Sau khi kiểm tra xong, Diệp Oản Oản vội vàng tiến lên hỏi thăm, tôn lão, tình trạng A cửu thế nào? Tôn Bách Thảo trả lời, kết quả so với lần trước không sai biệt lắm, mặc dù không trị được tận gốc, nhưng có thể ổn định tới mức này, cũng rất không dễ dàng gì. Tôn Bách Thảo hơi xúc động nhìn Diệp Oản Oản, Diệp Tiểu Thư, sợ là cô đã tốn không ít tâm tư đi. Tình trạng của tư giả hàn chỉ cần không cẩn thận sẽ thành công dã tràng, công sức bỏ ra không phải người thường có thể tưởng tượng được, huống chi cô còn phải chịu áp lực lớn như vậy. Tôn lão quá lời rồi, tất cả là nhờ ông có y thuật giỏi. Diệp tiểu thư không cần khiêm tốn, tình trạng của tư thiếu gia, coi như tôi có là bác sĩ giỏi thì chuyện tôi có thể làm cũng có hạn mà thôi. Trên đường trở về, có thích trẻ con không? Không báo trước đột nhiên tư giả hàn hỏi một câu bất ngờ như vậy. Hả, trẻ con, Diệp oản oản có chút sừng sốt. Ừ, em có thích trẻ con không? Tư giả hàn lặp lại. Diệp oản oản nâng cầm lên, trầm ngâm mở miệng nói, tại sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này? Tư giả hàn, anh khả năng không thể có con. Diệp oản oản nghe vậy, nhất thời sửng sốt. Thì ta đây chính là nguyên nhân lần trước thái độ của Tôn Bách Thảo trở nên kỳ quái. Đoán chừng là thân thể của tư giả hàn bị bệnh quá nặng, dẫn đến tổn thương. Có điều, càng làm cho cô bất ngờ là tư giả hàn lại có thể trực tiếp nói cho cô biết như vậy. Diệp oản oản nhẹ giọng nói, à, thật ra đối với em trẻ con cũng bình thường thôi, cảm giác thật phiền toái, lúc trước mấy đứa cháu nhỏ trong nhà đều quá nghịch ngợm, nếu như nghe lời, hiểu chuyện, lanh lợi, dáng dấp lại đáng yêu, thì em còn thích, nhưng mà phần lớn đều là gấu con, ngộ nhỡ lại sinh ra như vậy thì thêm phần lo lắng. Và lại giờ là thời đại nào, ở bên ngoài vợ chồng không có con rất nhiều, cả đời chỉ có hai người cũng tốt vậy. Nhà hát nhỏ, tiểu ma đầu khuôn mặt lạnh lùng, mặt không thay đổi mở miệng, mẹ, con ngoan ngoãn hiểu chuyện nghe lời lại dễ thương đáng yêu nhiếp vô danh, không biết xấu hổ, ai cho con dũng khi nói ra những lời này. chương 703, thế giới này bởi vì có em mới tốt đẹp. Bên trong xe, yên lặng nặng nề. Trên người tư dạ hàn lại khôi phục cái vẻ làm người ta không đoán được, rất xa xôi, mờ ảo. Giống như thế giới tồn tại trong mắt anh cùng thế giới này hoàn toàn xa lạ. Không biết tại sao, cô phát hiện mình đặc biệt không thích nhìn thấy vẻ mặt băng lãnh trống rỗng này của tư dạ hàn, Diệp oản oản mỉm cười nhìn anh, không muốn anh luôn nghiêm mặt như vậy, có cái gì ghê gớm chứ, vui vẻ một chút à, trên thế giới này chuyện tốt đẹp còn nhiều lắm. Ánh mắt tư dạ hàn hòa vào trong bóng đêm ngoài cửa xe, thật sao? Diệp oản oản lấy ra một viên sô-cô-la từ trong túi, nhẹ nhàng bỏ vào miệng anh, đương nhiên rồi. Hương vị ngọt ngào hòa tan giữa răng môi, mà nụ cười của cô so với sự ngọt ngào của sô-cô-la còn muốn tan lòng người hơn. Tư dạ hàn rũ mắt xuống chậm rãi ôm cô vào trong ngực, oản oản, thế giới này cũng không tốt đẹp. Chẳng qua là có em ở đây. Mặc dù tư dạ hàn cũng không nói ra câu này, nhưng Diệp oản oản không biết sao liền hiểu ý tư dạ hàn. Tiếp trước, Diệp oản oản chưa bao giờ nghiêm túc tìm hiểu qua người đàn ông trước mắt, đối với sự khống chế gần như điên cuồng và bệnh hoạn của anh chỉ có sợ hãi và bài xích. Cũng thống hận tại sao người bị anh giam giữ lại là mình. Cho đến khi cô dần dần phát hiện, anh làm hết thảy là bởi vì cả thế giới bên trong anh, trừ anh ra cũng chỉ có sự tồn tại của cô. Người đàn ông này làm tất cả là bởi vì rất sợ mất đi cô. Nhưng mà, rốt cuộc tại sao, cô cùng lắm chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, cùng tư giả hàn cũng không có điểm chung nào, anh đối với mình tình cảm sâu nặng như vậy, rốt cuộc là do đâu? Chấm. Sau sự kiện cung hút được đảo ngược, giải trí Hoàng Thiên chịu không ít chỉ trích, cho dù Hoàng Thiên đẩy vạn san san ra làm bia đỡ, nhưng truyền thông và dân mạng không phải người ngu, hơi có chút đầu óc đều biết Hoàng Thiên chơi trò gì, một đám nghệ sĩ có liên quan đều chịu nhiều ảnh hưởng, trong đó ảnh hưởng lớn nhất phải nói tới Lăng Thiếu Chiết, tuy rằng anh ta giải thích là không biết vạn san san cố ý ngán chân lạc thần, nhưng trong video, thái độ anh ta hùng hổ dọa người, vẫn làm cho hình tượng anh ta xây dựng lâu nay sụp đổ, khiến phần lớn fan rất bất mãn. Những người ái mộ nhau nhau tỏ vẻ mình bị lừa dối, bắt đầu tẩy chay quy mô lớn có lúc giới giải trí chính là như vậy, bạn cứ đem hình tượng của mình trở thành người bị hại hiền lành chính nghĩa, một ngày kia đột nhiên làm một chuyện không tốt, thì sẽ đem đến biết bao nhiêu thất vọng. Cũng giống như cung húc vậy, lúc trước bị hãm hại thương tích đầy mình, tùy tiện làm chuyện tốt, ngược lại sẽ làm người ta thay đổi cách nhìn. Có điều lăng thiếu chiết tốt xấu cũng có tác phẩm bảo vệ, vụ tai tiếng này qua một thời gian ngắn fan sẽ nhanh chóng quên đi, chỉ có thể tạo một chút ảnh hưởng trong thời gian ngắn. Nhưng cung húc thì cũng còn may mỗi lần suy nghĩ lạc thần, Diệp Oản Oản mới được an ủi một chút. Bởi vì Kinh Long 2 chỉ còn mấy ngày nữa thì quay xong, cho nên khoảng thời gian này Diệp Oản Oản chạy qua đoàn phim tương đối nhiều. Hôm nay vừa tới đoàn phim, liền thấy Tống Kim Lân đang nổi giận, đây là đang làm gì? Không phải nói cậu tìm người dáng dấp giống một chút sao? Đạo diễn, những người này đều là vai quần chúng, có thể làm mấy động tác cũng đã không tệ rồi, thật không thể trông cậy nhiều vào người ta. Mới nói được nửa câu, thấy ánh mắt nghiêm nghị của Tống Kim Lân, nhất thời ngượng ngùng mở miệng, tôi sẽ tiếp tục tìm. Tiếp tục tìm. Có chuyện gì vậy anh Trương? Diệp Oản Hoàn thuận miệng hỏi một câu. Trương Hoa là tổ trưởng diễn viên quần chúng, đặc biệt phụ trách tìm mấy người vào vai quần chúng, lúc này đang vô cùng đau đầu. Trương 704, tạm thời tính là người quen. Sau khi Tống Kim Lân đi xa, vẻ mặt Trương Hoa bất đắc dĩ than thở, cảnh diễn hôm nay yêu cầu hai diễn viên quần chúng có thân thủ khá một chút, tôi đi tìm cho tống đạo diễn mấy người, nhưng toàn bộ ông ấy đều không vừa ý, anh nói xem, diễn viên đóng vai quần chúng, phần lớn đều không chuyên nghiệp, coi như có chuyên nghiệp, cũng không có mấy người luyện võ, tôi biết tìm diễn viên quần chúng biết võ ở đâu cho ông ấy chứ. Diệp Oản Oản nghe vậy bật cười, quả đúng là phong cách của Tống Kim Lân, coi phim truyền hình thành điện ảnh, mỗi cảnh quay đều cố gắng như vậy. Ôi, Diệp Tổng Giám, không nói với anh nữa, tôi phải tiếp tục tìm người rồi. Nếu không hôm nay sợ là không cách nào quay được. Được, anh đi đi. Địa điểm quay hôm nay là ở một nơi phụ cận cũ nát. Đến địa điểm quay phim, ekip đang dọn dẹp hiện trường, bất quá dường như xuất hiện một chút rắc rối. Tiểu Trần ở trên cầu vượt đang cùng người nào đó tranh cãi. Sau khi Diệp Oản Oản thấy rõ mấy người kia là ai, nhất thời sướng sốt, lại là người quen. Ách, tạm thời tính là người quen đi trên cầu vượt một người đàn ông mặc đồ hoa sặc sỡ trang điểm thành phụ nữ giống như không xương nằm trên đất bên cạnh để một cái băng ca cứu thương trên băng ca cứu thương nằm một người bên cạnh lập một tấm bảng phu quân mắc bệnh nan y người hảo tâm xin cho ít tiền thuốc đối diện họ là người lừa bịp giả danh đạo sĩ ăn mặc rách dưới cùng ăn mày không khác mấy xin lỗi tôi là nhân viên của đoàn phim lát nữa chúng tôi muốn quay ở dưới cầu xung quanh không thể có người làm phiền các người tạm thời tránh một chút gần tới cuối tháng rồi, chúng tôi lại phải nộp tiền, thời gian chính là kim tiền, tương đương ông xã, anh nói đúng không? Người trên băng ca cứu thương đến động cũng không thèm nhúc nhích một cái, giống như có thể ngủ thẳng thiên hoang địa lão. Sao? Sao thời gian ngủ dài đăng đẳng? Hai người kia vừa nhìn đã nhận ra, một người rõ ràng đàn ông giả làm phụ nữ, một người rõ ràng đang giả bộ bệnh, như vậy còn trông cậy vào có thể xin được tiền. Chẳng lẽ cho rằng người khác đều là người mù hay sao? khóe miệng tiểu trần co quắp, chỉ nghĩ bọn họ muốn ăn vạ lừa tiền, không muốn cùng những người này dây dưa nhiều, vì vậy mở miệng nói các người muốn bao nhiêu tiền mới chịu đi. Yêu mị nam nghe vậy, gương mặt chợt trở, trở nên nghiêm túc, vì tiểu thư này, xin cô ăn nói tôn trọng một chút, chúng tôi chỉ nhận tiền khi lao động, không được sỉ nhục nhân cách của chúng tôi. Mặt tiểu trần sạm lại, các người có phải thật sự muốn làm loạn? Không phải vậy, quân tử yêu tiền mới theo đường đó, cô gái này, không bằng tôi coi cho cô một quẻ. Yêu mị nam nhất thời bò dậy, nổi giận đùng đùng, chỉ vào mũi đạo sĩ kia mắng, hứ. Đạo sĩ thúi, ông muốn xem bói sao không đi chỗ khác, nhất định phải cùng bà đây đoạt mối làm ăn này sao? Tử nhân yêu, chỗ này là nhà của anh à. Hai người đừng ồn ào nữa, rốt cuộc có đi hay không? Tiểu Trần, Tiểu Trần đang không thể nói chuyện với họ được nữa, thật sự đã nổi giận, vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản đi về phía này, nhất thời hai gò má ửng đỏ, Diệp ca, anh đã đến rồi. Xảy ra chuyện gì? Diệp Oản Oản nhìn mấy người kia một cái. Tiểu Trần tức giận mở miệng, hôm nay đoàn phim muốn quay phim ở đây, cho nên tôi đang dọn dẹp hiện trường, nhưng mấy người này nói thế nào cũng không được. Quả thật là bệnh thần kinh, có phải là đoàn phim bên cạnh thuê tới quấy rối chúng ta hay không a? À? Diệp Oản Oản suy nghĩ nhiều, không phải là tới quấy rối, chỉ thuần túy là bệnh thần kinh mà thôi. Đạo sĩ kia vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản, ánh mắt lập tức sáng lên, "Ai nha, Diệp vô danh em gái." Lời còn chưa dứt, ánh mắt vô cùng lạnh lùng của Diệp Oản Oản bắn tới. Đạo sĩ vô cùng thông minh ngậm miệng, vẻ mặt "Tôi biết, tôi biết." Chương 705, vô cùng chính đáng hợp pháp. Nhất Chi Hoa đang quan sát Diệp Oản Oản trên dưới mặt đồ nam, cảm thấy khá hứng thú lẩm bẩm, "Chà chà, người cùng lý tưởng." Diệp Oản Oản nhìn về phía Tiểu Trần mở miệng nói: "Tiểu Trần, cô trước đi làm việc đi, mấy người này để tôi tới giải thích." "A, à, cái này sao được?" Tiểu Trần gò má nhất thời đỏ hơn. "Một cái nhấc tay mà thôi." "Này, Tiểu Trần, lúc này, đối diện vừa vặn có người thúc giục Tiểu Trần đi qua." "Vậy, vậy cũng tốt, làm phiền Diệp ca, nếu mấy người này tiếp tục gây sự không chịu đi, khuyên không được tôi liền đi tìm bảo an trực tiếp đuổi đi." dưới sự thúc giục Tiểu Trần không thể làm gì khác hơn là liên tục cảm ơn, rời đi trước. Được, sau khi Tiểu Trần đi, ba người vẫn bất động như núi tiếp tục chiếm lấy, bảo địa phong thủy, hoàn toàn không có ý tứ đi chỗ khác. Ồ, bảo an, thật là đáng sợ nha, bà đây cảnh sát cũng không sợ còn sợ bảo an. Diệp Oản Oản thấy vậy cười một tiếng, muốn kiếm tiền sao? Vừa vặn tôi ở đây có một công việc, có thể thuê các người. Yêu mị nam trong miệng ngậm cọng cỏ, Vẻ mặt lãnh ngạo, mặt đầy khinh thường khẽ xì một tiếng A, à, tôi nghe được cái gì thế này, muốn thuê chúng tôi. Khẩu khí thật là lớn. Thần hư cũng ý vị thâm trường mở miệng nói, Diệp, người anh em vẫn là ăn nói cẩn thận, bất kỳ người nào trong chúng tôi, cậu cũng không thể trả giá nổi. Diệp oản oản gật đầu một cái, ô, vậy xin hỏi, thuê các người tốn bao nhiêu tiền? Yêu Mỹ Nam, tôi trước giờ còn không có nhận việc 100 triệu trở xuống. Thần hư cười lạnh. Tự nhiên yêu anh giả vờ ép giá cái gì? 100 triệu giỏi lắm à, tôi đây kỷ lục cao nhất là 1 tỷ. Nói xong phủi phủi bụi trong tay, nhìn Diệp Oản Oản mở miệng nói, chúng tôi ba người, coi như chỉ nằm trên đất, cũng sẽ không thấp hơn 50 triệu. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi có rút nghe hai người ở đó khoác lác, có thể trả giá hay không, rẻ một chút. Yêu Mỹ Nam một mặt kiêu ngạo, tôi chưa bao giờ chấp nhận trả giá. Thần Hư cười một tiếng, nếu như là Mỹ Nhân mở lời, tôi ngược lại là có thể thêm vào ưu đãi một chút, giảm 10%. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, ô, 100 đồng một người, có làm hay không? Yêu Mỹ Nam, thần hư đạo sĩ, 100 đồng, cô đây là đang sĩ nhục tôi, yêu Mỹ Nam giết rào lên tiếng. Sắc mặt của thần hư đạo sĩ vô cùng khó có thể hình tượng, người anh em Diệp, tôi cảm thấy, cô đối với hai chữ trả giá này khả năng có chút hiểu lầm. Không được sao, Vậy coi như Diệp Oản Oản xoay người rời đi. Ngay lúc Diệp Oản Oản xoay người, mấy tên này thân hình thay đổi cực nhanh, vọt đến trước người của cô, chờ một chút. Người anh em Diệp, tôi làm, tôi làm, chỉ cần không vi phạm pháp luật, không dùng vũ lực tổn thương người, chính đáng lại hợp pháp. Diệp Oản Oản cười khẽ, diễn viên quần chúng, chỉ diễn vai quần chúng mấy phút, rất đơn giản, hơn nữa phù hợp tất cả yêu cầu anh nói, vô cùng chính đáng hợp pháp. Ánh mắt nhất thời sáng lên, ngay lập tức mở miệng, đồng ý. Lúc nào bắt đầu làm việc, lúc nào đưa tiền, nuôi cơm sao? Miệng nó, tên hèn hạ này, lại có thể chơi xấu. Yêu mị nam ở phía sau kêu to, ông chủ, đừng nghe anh ta, tôi so với anh ta tiện nghi hơn, tôi chỉ cần 80 đồng. Lúc này, trong góc, trên băng ca cứu thương truyền tới một thanh âm sâu kín, ông chủ yêu cầu người chết không? 50 đồng có thể nằm một ngày. Diệp oản oản. Lần trước ngoài ý muốn gặp người kia đánh đám người nguyên sinh, chỉ nhìn thân thủ, tuyệt không phải người bình thường, bây giờ nhìn lại, quả thật không bình thường, không phải thần kinh bình thường. chương 706, Người theo chủ nghĩa hòa bình Lúc Diệp Oản Oản mang theo ba người đi qua, bên kia Trương Hoa còn chưa tìm được người thích hợp, đang bị Tống Kim Lân thúc giục, đang giàu muốn chết. Tống Kim Lân mà nổi giận lên thật sự là rất đáng sợ, không có người nào dám lên. Anh Trương, anh đã tìm được người chưa? Diệp Oản Oản mang theo ba người đi tới. Còn chưa có đây, ha Nếu không đem ba người này đi thử một chút, người mặc đồ đạo sĩ này thân thủ anh ta còn có thể, người đóng xác chết, người tóc dài có thể thêm vào cho đủ số lượng. Ôi chao, cảm ơn Diệp Tổng giám đề cử. Vậy tôi để cho bọn họ đi thử xem sao. Vào lúc này Trương Hoa quả thực là không tìm được người, vừa vặn Diệp Oản Oản đề cử ba người, vì vậy cũng không để ý suy nghĩ nhiều, vội vàng cảm ơn, Ngựa chết thành ngựa sống, thử trước một chút rồi tính sau. Về phần cái người giả chết cho đủ số lượng, coi như nể mặt Diệp tổng giám, cũng không hại đến toàn bộ cảnh quay. Trương Hoa đem trọng điểm đặt ở trên hai người kia, nhìn hai người hỏi, hai người, trước kia có diễn đánh nhau chưa? Ở nơi như đoàn phim này, loại bộ dáng gì đều có, cho nên mặc dù hai người này ăn mặc so với người thường mà nói rất kỳ quái, bất quá Trương Hoa lại không cảm thấy có gì lạ. Yêu mị nam thái độ kinh ngạc khoát tay, Chúng tôi là người chủ nghĩa hòa bình, chưa bao giờ đánh nhau." Thần hư đạo sĩ lúc này hai tay nắm lại thành quyền, "Tôi tu thân dưỡng tính, cũng không đánh nhau." Trương Hoa nghe vậy có chút nóng nảy, "Trời, vậy không được à? Chờ chút nữa đi lên phải đánh nhau." Tôi nói các anh, "Một chút nữa, hai người tách ra theo hai bên đám người tiến lên, sau đó bắt đầu đánh nhau, nhất định phải đánh kịch liệt vô, giống như có thâm cừu đại hận, cảm giác liều mạng cá chết lưới rách, hiểu không?" cái này cũng quá khó khăn rồi, còn không bằng đi ăn xin. Đại ca này, không bằng tôi coi cho anh một quẻ. Lão Trương, bên kia xong chưa? Cách đó không xa, trợ lý đạo diễn thúc giục. Được rồi, được rồi, lập tức cho bọn họ vào vị trí. Trương Hoa một bên nói một bên bất đắc dĩ nhìn hai người càng nhìn càng không đáng tin cậy. Này, hai người, thôi, trước cứ để các người thử một chút xem sao. Trương Hoa ở đó không yên lòng dặn dò nửa ngày, rốt cuộc bắt đầu quay phim, anh ta đã chuẩn bị tốt tâm lý bị mắng lần nữa 3, 2, 1, action Cảnh quay bắt đầu Mấy chục người mặc áo đen che mặt dây dưa đánh với nhau Trên đất đầy thi thể Những người khác là cho đủ số lượng Ống kính xa Có hai người cần đặc tả Cho nên yêu cầu tương đối cao Không thể đánh quá qua loa lấy lệ A, à, sông lên A à. Một đám người la hét ẩm ỉ Theo đó là âm thanh vũ khí chạm nhau vang lên Trong đám người đông nghẹt ống kính nhắm ngay hai người kia đang nhảy lên nhào về đối phương, phanh quả đấm nện ở trên người đối phương, phát ra âm thanh làm người ta sợ hãi. Xoạt, hai người gần như cùng lúc đó đá chân ra, nhanh chóng đánh với nhau, đánh một trận long trời lỡ đất, khó phân thắng bại. Tất cả nhân viên đang vây xem đều trợn tròn mắt. Thật lâu không thấy vai quần chúng chuyên nghiệp như vậy, đánh giống như thật, ôi chao, động tác kia, bọn họ nhìn cũng cảm thấy đau miệng của Trương Hoa cũng đã lớn thành hình chữ O, chuyện này, cái này mà gọi là chưa bao giờ đánh nhau. Còn nữa, đây rốt cuộc là đánh thật hay là giả vậy? Diệp Oản Oản, 100 đồng mà thôi, có cần liều mạng như vậy không? Cô đứng xa như vậy vẫn có thể nghe được âm thanh xương đụng vào nhau, cứ như vậy còn dám nói với người khác mình chỉ nhận đơn hàng lớn trên một tỷ. Rốt cuộc là ai cho bọn họ dũng khí đó? chương 707, rốt cuộc kiếm được tiến. Cuối cùng, cảnh này một lần liền qua. Cho đến khi đạo diễn hô ngừng, hai người vẫn như cũ khó phân thắng bại, có thể nói vô cùng chuyên nghiệp. Cũng không biết có phải là ảo giác của cô hay không, Diệp Oản Oản luôn cảm thấy hai người này giống như đã nhẫn nhịn từ rất lâu, rất muốn đánh nhau như vậy. Tống Kim Lân tỏ vẻ rất hài lòng hiếm thấy, đối với Trương Hoa lộ ra sắc mặt vui vẻ, diễn rất tốt, động tác và biểu cảm cũng đúng phù hợp, hai người này cậu tìm ở đâu vậy? Trương Hoa cười nhẹ mở miệng, Ha, không phải tôi, là Diệp tổng giám thần thông quảng đại sao, tôi chẳng qua là cùng Diệp tổng giám nói mấy câu, quay đầu liền kéo hai người kia qua cho tôi, thật là thần kỳ. Sao thần thông quảng đại, như là bản lĩnh cao cường ấy mũ mũ. Tống Kim Lân có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp oản oản, làm phiền Diệp tổng giám hao tổn tâm trí rồi. Ấn tượng của ông ta đối với Diệp Bạch ngược lại không tệ, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng tâm tư cẩn thận, đối nhân xử thế không kiêu không vội nghệ sĩ dưới tay đều rất an phận. Đương nhiên, Cung Húc là một ngoại lệ, ông ta không thèm nói đến. Đạo diễn Tống khách khí rồi, chỉ là chuyện nhỏ. Tống Kim Lân gật đầu, sau đó mở miệng hỏi, Kinh Long 2 rất nhanh sẽ quay xong, bộ phim tiếp theo của Lạc Thần, cậu có kế hoạch gì chưa? Từ lúc Lạc Thần bắt đầu đến nay cũng chỉ đóng qua hai bộ phim, Kinh Long 1 và Kinh Long 2. Kinh Long 1 làm cho cậu ta trong một đêm trở nên nổi tiếng, Kinh Long 2 để cho cậu ta thuận lợi tái xuất, Vai diễn trong bộ phim kế tiếp chính là một bước mấu chốt cực kỳ quan trọng, để xem cậu ta có thể ổn định trong giới hay không, cho nên Diệp Oản Oản cũng hết sức thận trọng. Giờ phút này nghe ý tứ của Tống Kim Lân, tựa hồ là đối với Lạc Thần có chút vừa ý. Vì vậy, Diệp Oản Oản thẳng thắn trả lời, trong tay tôi có mấy kịch bản, đáng tiếc không có cái nào thích hợp, bộ phim tiếp theo của cậu ấy có nổi hay không, có bán được vé hay không chỉ là thứ yếu, chất lượng và tiếng tam mới là trọng yếu tôi cũng không hy vọng đem lạc thần phát triển thành kiểu nổi tiếng nhưng không có thực lực, như vậy quá lãng phí tài năng của cậu ấy. Tống Kim Lân nghe vậy mặt lộ vẻ tán thưởng, lạc thần rất may mắn, có thể gặp được người đại diện như cậu. Nếu như gặp phải người khác, không chừng chỉ chờ sau bộ phim này hot liền vội vàng cho cậu ta đóng nhiều phim một chút, nhận mấy phim lung tung, đem tài năng của cậu ta chôn vùi. Nghệ sĩ như vậy, tôi gặp quá nhiều. Diệp Oản Oản cười nói, cũng là bản thân cậu ấy không chịu thua kém, có thực lực, tôi mới dám thử một chút, đổi thành những người khác, tôi cũng không dám, dù sao mọi người cũng muốn ăn cơm. Nghe nói như vậy, Tống Kim Lân ngược lại cảm thấy cô rất thực tế, trên mặt mang thêm vài phần mỉm cười, như vậy đi, bộ phim tiếp theo của Lạc Thần, cậu cứ chậm rãi, chờ tin tức bên này, tôi đang chuẩn bị tác phẩm mới, nhân vật nam chính ngược lại rất thích hợp với cậu ta. Tống Kim Lân dám nói lời này, thì việc Lạc Thần nhận được vai diễn này nắm chắc ít nhất 7 phần. Diệp Oản Oản ánh mắt hơi sáng, liền nói cảm ơn, tôi thay là Thần cảm ơn đạo diễn Tống, nhất định chờ tin tức của ông. Năng suất phát tiền của đoàn phim rất cao, bên này mới vừa diễn xong, ba người kỳ lạ kia cũng đã nhận được tiền, ba người đều cầm 100 đồng, đạo sĩ và nhân yêu nam bởi vì diễn tốt, nên đoàn phim hào phóng phát cho mỗi người nhiều hơn 100 đồng. Ba người cầm tiền vừa kiếm được, mặt mày kích động. Kiếm, kiếm được tiền rồi, rốt cuộc kiếm được tiền rồi không bằng sau này liền đổi nghề làm diễn viên. Thấy Diệp Oản Oản đi tới, Thần Hư đạo sĩ quả quyết đem người gọi lại, lúc này thái độ đã thay đổi 180 độ, khỏi nói có bao nhiêu nhiệt tình, "Ôi ông chủ, có chuyện này thương lượng với cô." "Làm sao?" Diệp Oản Oản dừng chân, nhìn về phía ba người. Chương 708 Kim chủ lớn. "Hi hi, là như vậy, trước mắt cô coi như là kim chủ lớn nhất của chúng tôi, tôi cảm thấy ông chủ rất là đáng tin." sau này nếu như còn có công việc như vậy có thể bất cứ lúc nào liên lạc cho chúng tôi chúng tôi liền đến diệp oản oản cô hiện tại lại là kim chủ lớn nhất của bọn họ cái này lăn lộn phải thảm như thế nào đây mới vừa rồi hai người này trong mắt mọi người xung quanh là đang diễn trò bất quá diệp oản oản lại rất rõ ràng bọn họ đánh thật lại chiêu thức thân pháp này cô chưa từng thấy qua theo lý có thân thủ như này làm cái gì cũng không thể chết đói có điều nghe cách nói của bọn họ dường như còn có một quy định kỳ quái là không được dùng vũ lực để kiếm tiền đã vậy mấy người này nhìn một cái đều mệt mỏi như ung um thư thời kỳ cuối tay chân không chăm chỉ cộng thêm từng cái kỳ kỳ quái quái suy tư khác người có ông chủ nào mà thèm thuê bọn họ cũng khó trách chỉ có thể đi ăn xin coi bói đoán mệnh rồi lao động tay chân mặc dù mấy người này hành vi quỷ dị không rõ lai lịch có đều cũng không liên quan tới cô cô chẳng qua chỉ là lần trước nhìn đạo sĩ kia đánh đám người nguyên sinh cảm thấy hợp mắt hôm nay mới thuận miệng hỏi một câu khụ được nếu như có cơ hội đúng rồi các anh có thể chờ một chút lát nữa có phát cơm hộp hôm nay quay phim cơm nước cũng không tệ diệp oản oản mở miệng trả lời một câu liền không dừng lại thêm nửa hoàn toàn không biết ánh mắt mấy người này nhìn cô đã chiếu sáng lấp lánh giống như đang nhìn một tòa kim sơn đêm khuya quán bán hàng nhiếp vô danh một chân đạp trên cái ghế dài sắc mặt âm trầm đáng sợ, hôm nay là ngày cuối tháng. Đối diện người to con thành thành thật thật lấy ra tiền kiếm được khi khiêng gạch, tất cả đều là 5 đồng 10 đồng, gộp lại có chừng hơn 100 đồng. Nhất chi hoa đặt mông đẩy thần hư đạo sĩ ra, nhào qua giành công, đội trưởng đội trưởng, người ta hôm nay kiếm 200 đồng nha. Người ta rốt cuộc có thể bao nuôi đội trưởng. Nhất chi hoa vừa mới đến gần, nhiếp vô danh nhất thời lông tơ dựng thẳng, Cảnh giác lướt qua một vòng, không muốn chết liền cách lão tử xa một chút. Hắn là nam thẳng, nhìn dáng vẻ đội trưởng nhà mình nếu như có thêm tin đồn không cần thiết nào, liền giết cậu ta tế thiên tỏ vẻ trong sạch, đích ngon tinh nhất chi hoa giống như chịu đả kích lớn, lá chã trực khóc, "Đội trưởng, anh có phải ở bên ngoài có người khác hay không?" Thần hư đạo sĩ nịnh hót chen qua, "Tử nhân yêu, đi qua chỗ khác." "Đội trưởng, đội trưởng, đây là 200 đồng của tôi." Cuối cùng Đến băng Sơn Nam cũng im lặng không lên tiếng cầm 100 đồng bỏ ra. Trừ tiểu điềm điềm ra, ba tên này cũng có thể kiếm được tiền. Nhiếp vô danh tỏ vẻ hoài nghi. Tiền ở đâu ra, có phải là lại đi cướp rồi hay không? Quan điểm chính của đoàn đội chúng ta, các người có phải hay không lại quên? Nhiếp vô danh nghiêm nghị mở miệng. Yêu nghị Nam vội vàng giải thích, đội trưởng, tiền này tuyệt đối chính đáng hợp pháp. Đây là chúng tôi làm diễn viên quần chúng ở đoàn phim kiếm được lấy chỉ số thông minh của mấy người có thể nghĩ đến việc đi đóng vai quần chúng quan trọng nhất là đoàn phim sẽ thuê bọn họ đội trưởng là vì em gái diệp hữu danh lần trước giúp chúng ta trả tiền giới thiệu ai nha thật là quá có duyên rồi gần đây đội trưởng nhà mình bị tiểu ma đầu hành hạ đến mức cả người lúc nào cũng đều ở danh giới có thể bùng nổ ai dám phạm cấm kỵ của anh ta chứ diệp hữu danh nhiếp vô danh lúc này mới tin tưởng bọn họ nhiếp vô danh liếc nhìn ngày tháng khoảng cách tiểu ma đầu kỳ hạn đã càng ngày càng gần, cả người đều tâm phiền ý loạn. Các người có tin tức gì không? Bọn họ nghe lời này, nhất thời chố mắt nhìn nhau, co lại thành chim cút quay, mũ mũ ta chém vì đang thèm. chương 709, lại bị chọc giận. Yêu mị nam ủy khuất nhỏ giọng lầu bầu, đại tiểu thư như không khí biến mất trên thế giới này, manh mối gì cũng không có, hiện tại manh mối duy nhất chỉ có một tấm hình, lại là bốn năm trước, bây giờ người ta đều không biết lớn lên thành hình dáng gì, là nam hay nữ, không chừng đã chuyển giới, người này như biển minh mông, phải tới nơi nào tìm người đây. Lúc này, điện thoại màu đen trên eo nhiếp vô danh đột nhiên vang lên, giống như ma âm rót vào tai. Ra đầu mọi người nhất thời tê dại, đồng loạt sách ghế lui về sau một bước, tận lực giảm nhỏ cảm giác tồn tại. Nhiếp vô danh nhéo nhéo mi tâm, mặc dù cực không tình nguyện, nhưng vẫn là không dám chỉ hoãn lập tức đưa tay nhận điện thoại alo mẹ con đã tìm được chưa đầu kia truyền tới âm thanh trẻ con quen thuộc nhưng ngữ khí lại lạnh như băng đặc biệt làm người ta sợ hãi nhiếp vô danh hít sâu một hơi cậu nói con mỗi lần gọi điện thoại cho cậu không thể đổi một câu khác hay sao ba con đã tìm được chưa được coi như ta cái gì cũng không nói cậu thời gian còn lại nửa tháng nếu như đến lúc đó vẫn không có tin tức của bọn họ con chỉ có thể tự mình đến nước hoa nhiếp vô danh nghe lời này nhất thời tê cả ra đầu miệng nó con cũng chớ làm loạn nếu chạy loạn xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ nếu cháu ngoại bảo bối này xảy ra chuyện ba mẹ anh ta sẽ giết anh ta mất huống chi hiện tại tiểu ma đầu này ở xa ngàn dặm thì đã hành hạ anh ta đau đến không muốn sống rồi nếu tới nước hoa thời gian này làm sao anh ta chịu được vậy cũng chỉ có thể trách con có một một người cậu vô dụng như vậy nhiếp vô danh con nhất định muốn tổn thương cậu như vậy sao? Nhiếp vô danh cắn răng, mở miệng con có biết hay không, con không đáng yêu như vậy, sau này ba mẹ của con coi như tìm được, cũng sẽ không muốn con. Cậu vẫn lo lắng cho mình đi, trước đó, ba mẹ cậu sẽ không muốn cậu. Nhiếp vô danh, bên cạnh bàn bốn người nhìn vẻ mặt của nhiếp vô danh một cái liền biết, hay, đội trưởng lại bị chọc tức nữa. Biết rõ mỗi lần đều bị ngược, trực tiếp từ bỏ giấy ruộng được rồi, cần gì chứ? Nhiếp Vô Danh để điện thoại di động xuống, ánh mắt sâu kín đảo qua bàn bốn người, nửa tháng sau, nếu lại không tìm được người, tiểu ma đầu sẽ đích thân tới nước Hoa. Miệng nó, bốn người đang cười trên nỗi đau của người khác đồng loạt đổi sắc mặt. Độ 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 độ. Khoảng thời gian này, Diệp Oản Oản có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Trường học bên kia thuận lợi đạt điểm cao hoàn thành việc nhảy lớp, quang diệu truyền thông dưới sự quản lý của Diệp Oản Oản công trạng nhanh chóng tăng lên sau sự kiện hãm hại lần trước cung hút tiếng đồn đảo ngược thành công tùy ý không câu nệ chấp người gây chuyện lạc thần bên kia thì kinh long hai vừa mới phát sóng tỷ lệ người xem liên tục tăng lên hoàn toàn nổi tiếng mặc dù là nam thứ khí thế lại nghiền ép nhân vật nam chính lăng thiếu chiết trong lúc này quảng cáo đại diện tạp chí đủ loại thông báo giống như hoa tuyết đập tới những thứ này ngược lại đều nằm trong kế hoạch và dự liệu của diệp oản oản làm cô vui mừng vẫn là diệp mộ phàm ban đầu còn lo lắng anh ấy chưa gượng dậy nổi hoặc là lại bỏ dở nửa chừng nhưng cũng còn khá lần này cuối cùng đã ngộ ra dẫn bộ tạo hình hoàn toàn thay đổi nghệ sĩ của quang diệu trước sau như một giống như dây truyền sản xuất làm cho người ta ấn tượng thịnh thế hoàng chiêu phát sóng nhận được khen ngợi như nước thủy triều tạo hình nhân vật trong phim khiến trong giới thời trang chấn động không nhỏ chỉ bằng bộ phim này diệp mộ phàm trong một lần mà nhận được giải thợ thiết kế thời trang giỏi nhất cùng mười mấy giải thưởng lớn nhỏ trở thành hắc mã lớn nhất trong giới thời trang, lại rất được chủ tịch hiệp hội thời thượng Mục Văn Thanh thưởng thức, lại có thể lăn lộn lên vị trí phó chủ tịch ở trong giới ăn sung mặc sướng. Chương 710, sao không giống những gì mình nghĩ. Truyền thông Quang Diệu, phòng làm việc của Diệp Mộ Phàm. Tất cả các chi tiết liên quan tới hợp tác đều đã ghi nhận, Thẩm tiểu thư còn có gì muốn hỏi sao? Trong tay Diệp Mộ Phàm kẹp một điếu thuốc, lướt mắt hỏi cô gái ngồi đối diện trên ghế salon cô gái mặc váy dạ hội màu đen, tướng mạo xinh đẹp, vóc người bốc lửa, nghe vậy chậm rãi đứng lên, từng bước từng bước đi về phía Diệp Mộ Phàm. Cô dừng lại ở trước bàn làm việc của Diệp Mộ Phàm, sau đó hơi hơi cúi người, âm thanh ngọt ngào mở miệng, tổng giám Felix. Diệp Mộ Phàm búng cho thuốc lá, thờ ơ liếc đối phương một cái. Cô gái cố ý không người, áo lót màu đen lây, viền tơ, nơi ngực như ẩn như hiện. Làm sao, còn có việc diệp mộ phàm ra vẻ không biết hỏi năm đó anh ta dù sao cũng là hoa hoa công tử trong trò chơi tình trường loại tâm tư câu dẫn lộ liễu này thật sự là thấy quá nhiều rồi làm sao có thể không biết cô ta muốn làm cái gì quả nhiên chỉ thấy thẩm mãn châu lấy ra một mảnh giấy đưa tới trước mặt anh ta cái này là số di động của tôi diệp mộ phàm lướt mắt nhìn người phụ nữ kia một cái không nhúc nhích chút nào hiện tại anh ta đã cải tà quy chính công việc chính là sinh mạng của anh ta, anh ta tuyệt đối sẽ không bị những thứ hoa hoa thảo thảo ngoài kia lay động. Vì vậy, Diệp Mộ Phàm một mặt nghiêm nghị cự tuyệt, thẩm tiểu thư, thật xin lỗi, tôi không phải là loại người như cô nghĩ, tôi hiện tại lấy sự nghiệp làm. Diệp Mộ Phàm vừa muốn nói ra lời cự tuyệt, nghe được cô gái một mặt khẩn cầu nói, làm phiền anh giúp tôi chuyển cho Diệp Tổng Giám, Thanh. Diệp mộ phàm nhất thời sừng sờ, vẻ mặt như an phân, khụ khụ khụ, hắc cô cô mới vừa nói cho ai người ở trong giới giải trí sẽ gọi tên tiếng anh của anh ta sẽ không xưng hô với anh ta diệp tổng giám bị xưng hô thành diệp tổng giám chỉ có một đó chính là em gái anh ta cô gái lộ vẻ e lệ bưng lấy mặt diệp bạch diệp tổng giám ấy anh không phải là có quan hệ rất tốt với anh ấy sao giúp người ta dắt một sợi dây thôi chính tôi thật sự là ngượng ngùng diệp mộ phàm tôi dắt đại gia cô làm sao không giống những gì mình nghĩ nhờ cậy nhờ cậy á nhất định phải giúp tôi chuyển á nếu thành tôi sẽ mời anh ăn cơm nha tương đương nữ nghệ sĩ đem số điện thoại di động nhét vào cổ áo diệp mộ phàm để lại cho anh ta một cái hôn gió sau đó liền đi rồi diệp mộ phàm nhìn chằm chằm tờ giấy viết số điện thoại di động kia trong lòng bi thương chảy thành sông con miệng nó nhớ năm đó cũng là oản oản giúp con gái người ta đưa thư tình tặng quà cho anh vạn vạn lần không nghĩ tới sẽ có một ngày lại có thể ngược lại diệp mộ phàm bỏ ra thời gian thật dài mới hòa hoãn cảm xúc bi thương ai hoán cất số điện thoại đi tìm em gái nhà mình đùng 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 tiếng gõ cửa đều lộ ra ai hoán mời vào diệp oản oản tiện tay đem tài liệu tập đoàn tư thị đang xem đóng lại diệp mộ phàm đẩy cửa đi vào trực tiếp đem mảnh giấy ném lên trên bàn của diệp oản oản hả đưa cho em tờ giấy kia mùi nước hoa quá nặng Diệp Oản Oản bị sặc hắt hơi một cái, thứ gì? Diệp Mộ Phàm căm ghét không thôi lẩm bẩm, số điện thoại của một cô gái, người ta muốn quyến du em, để anh hỗ trợ làm mối. Diệp Oản Oản nghe vậy cục mắt cười khẽ một tiếng, đem mảnh giấy bỏ qua một bên, buông tay nói, anh biết rõ em có tâm vô lực, tốt xấu gì giúp em chối từ. Nhìn bộ dạng Diệp Oản Oản vẻ mặt lười biếng câu môi cười yếu ớt, Diệp Mộ Phàm trở nên thất thần. Sau đó bi thảm phát hiện, đệt. Em gái nhà mình thật đúng là thật đẹp trai. Lúc làm việc, bộ dạng nghiêm túc để cho người khác đặc biệt có cảm giác an toàn, lúc buông lỏng, bộ dạng cao quý lười biếng lại đặc biệt chọc người. Không đúng, quan trọng không phải là cái này, quan trọng là vì sao kêu, có tâm, vô lực, em gái anh ta với một cô gái, có tâm cái gì a? À? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 711, ăn mặc cho ai xem? Diệp Mộ Phàm đang trong lòng nói hỏng bét, Diệp Oản Oản kéo ngăn kéo ra, lấy ra một hộp quà gói bằng nhung đen cho anh ta. Thiếu chút nữa đã quên mất, đưa cho anh, chúc mừng đoạt giải thưởng. Hi hi, còn có quà tặng, cái này không tốt lắm. Diệp Mộ Phàm mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng động tác nhận lấy ngược lại thật nhanh. Mở ra xem, là đồng hồ Patek Philippe, còn là bản giới hạn đặc biệt. Diệp Mộ Phàm thấy trong ngăn kéo cô còn có một cái hộp giống vậy, vì vậy hỏi một câu, em mua hai cái. Tháng sau là sinh nhật ba, anh quên. Ồ nha đúng, bất quá, đồng hồ mắc như vậy, lấy ca tính của ba, chắc chắn sẽ không nhận. Lừa ba là hàng giả, nói mua 200 đồng. Diệp oản oản vô tình mở miệng nói. Diệp mộ phàm nghe vậy không còn gì để nói. Khụ, em cho là ba chúng ta ngay cả hàng thật hàng giả đều không nhận ra. Diệp oản oản nhíu mày, có tin tưởng hay không, vậy phải xem là người nào nói diệp mộ phàm nhất thời bĩu môi đúng 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 con gái bảo bối nói cái gì ba đều tin đúng rồi tối nay theo lệ mở tiệc em có tới hay không diệp mộ phàm có chút hưng phấn truy hỏi trải qua nhiều chuyện như vậy diệp mộ phàm hiện tại làm việc điều không ít tối nay hiệp hội thời thượng làm chủ tục lệ mở tiệc lớn coi như là lần đầu tiên anh ta ở trước mặt người công khái xuất hiện hơn nữa còn là lấy thân phận phó chủ tịch hiệp hội thời thượng cùng chuyên gia đoàn giám khảo em còn có chút chuyện bận chắc sẽ qua chế xíu, tối nay là sân nhà anh, em tùy tiện đi ngang qua là được, anh uống ít rượu một chút, lái xe chậm một chút. Diệp Oản Oản mở miệng cười nói. Trước kia cô luôn phải nhìn chằm chằm Diệp Mộ Phàm, hiện tại đã yên tâm để cho một mình anh ứng phó, thật ra thì phương diện xã giao, cáo giả Diệp Mộ Phàm này so với cô am nhiều nhiều hơn. Vậy cũng tốt, buổi tối đó anh liền tự mình đi trước, em nhớ nhất định phải tới đấy, Diệp Mộ Phàm lặp đi lặp lại dặn dò, nếu không anh ta ăn mặc cho ai xem thật vất kiếm ra kiểu mẫu của riêng mình tương đương trước khi đi ánh mắt diệp mộ phàm liếc qua một chồng văn kiện trong tay diệp oản oản lộ ra một góc trên đó hình như in logo tập đoàn tư thị oản oản cái này làm sao sẽ có tài liệu tập đoàn tư thị diệp mộ phàm gãi gãi đầu chỉ coi chính mình nhìn hoa mắt cũng không suy nghĩ nhiều tâm tình vui thích mà ngâm nga bài hát xoay người đi sau khi diệp mộ phàm rời đi Diệp Oản Oản tiếp tục liếc nhìn tài liệu liên quan đến tư thị. Trước khi sống lại, cô đem tất cả thời gian đều tiêu phí vào việc đuổi theo cố Việt Trạch vào oán trời trách đất. Sau khi sống lại, cô từng giây từng phút đều không lãng phí, giống như bọt biển biên cuồng hấp thu tất cả kiến thức. Trừ những thứ chuyên ngành liên quan tới giới nghệ sĩ, những thời gian khác cô toàn bộ đều ở đây tìm hiểu tập đoàn tư thị. Tư ra mỗi cái dòng chính chi hệ trải rộng toàn cầu, dưới tay chi nhánh công ty càng là ngư long hỗn tạp, liên quan đến bất động sản khách sạn châu báu đồ trang sức ngọc khí đồ cổ quần áo điện tử chờ mỗi cái lĩnh vực cô chỉ là đem quan hệ trong đó làm theo cũng đã bỏ ra thời gian mấy tháng có điều những thứ này cũng xác thực phức tạp coi như là nhân viên nội bộ nhiều năm ở tư gia cũng không thể tất cả đều làm rõ cô có thể trong thời gian ngắn như vậy hấp thu tiêu hóa nhiều tin tức như thế đã là vô cùng không dễ dàng bước đầu tiên giai đoạn thu thập tin tức hoàn thành bước kế tiếp chính là thực hành rồi muốn thu phục lòng người, cũng không phải chỉ có lý luận suông là được. Khoảng thời gian này Tần Nhược Hy tự nhiên cũng không nhàn rỗi, trong lúc tư giả hàn dưỡng bệnh hoàn thành hết mấy cái đơn hàng lớn, các loại mua chuộc lòng người. Cũng không thể trách tất cả mọi người đều cho rằng, vị trí Tần Nhược Hy không thể thay thế. À cô sẽ để cho những người đó biết, cái gì mới thật sự là, không thể thay thế. chương 712, cho rằng mình là ai? Giải trí tụ tinh, Mọi người đang niềm nở vây quanh chúc mừng Hà Tuấn Thành. Hà tổng giám, chúc mừng, chúc mừng. Quả nhiên thực lực chứng minh hết thảy, những thằng nhà quê ngoài nghề này, rõ ràng là mình không hiểu thời thượng, còn không phải là nói lão đại chúng ta hết thời. Đó là đương nhiên, giải trăm hoa cạnh tranh nhiều kịch liệt. Ngay cả Hoàng Thiên Chớ Sổ cũng không vào vòng. Hà Tuấn Thành tham dự thời trang phim hiện đại mới vừa vào vòng giải trăm hoa, mặc dù chỉ là vào vòng, cuối cùng cũng không có đoạt giải. Nhưng làm phim truyền hình trong nước hàm kim lượng cao nhất giải thưởng, có thể vào vòng đều là cao thủ hàng đầu của giới. Gần đây bởi vì phong cách tạo hình của hắn ta xuất hiện nhiều lần sai lầm, đồn đãi vô căn cứ bên ngoài càng ngày càng nhiều, may ở nơi này giải thưởng chứng minh thực lực của hắn ta, trước nói hắn ta thực lực giảm xuống lời đồn đại đều tiêu tán không ít. Bộ này vào vòng trong giải trăm hoa thời trang phim hiện đại là trước khi Diệp Mộ Phàm đi tiếp nhận, khi đó chỉ hoàn thành một nửa lúc đầu hắn ta muốn khuyên bảo Diệp Mộ Phàm trở lại tiếp tục làm việc cho hắn ta, ai biết phế vật kia không biết phải trái, làm hại hắn ta chỉ có thể tạm thời xây dựng đội ngũ hoàn thành tạo hình còn lại. Cũng may hai năm này tích lũy đã đầy đủ, hắn ta ở dưới thời thượng đứng vững gót chân, coi như là sống bằng tiền dành dụng cũng đủ rồi. Ai, chỉ tiếc nửa đường nhảy ra một cái, thịnh thế hoàng triều, nếu không lần này nhất định là Hà Tổng Giám của chúng ta đoạt giải thưởng rồi. Trong đám người, có người tiếc nuối mở miệng nói. Có điều lập tức có người nịnh nọt tiến đến trước mặt Hà Tuấn Thành mở miệng, không có cách nào, thịnh thế hoàng triều là đại chế tác hoàn cầu đầu tư, mạch tài nguyên và đầu tư của người kia không phải là chúng ta có thể so, nhà thiết kế đoạt giải đó là người trực tiếp nhảy dù đến quang diệu, nhất định là có quan hệ với ông lớn nào đi, bọn họ đoạt giải, vậy chỉ có thể nói là chuyện đương nhiên, Hà tổng giám của chúng ta lấy nhỏ thắng lớn, đây mới thật sự là hắc mã đấy. Không sai không sai. Nghe nói Chủ tịch Hiệp hội Thời Thượng Mục Văn Thanh tự mình mở miệng mời Hà Tổng Giám tham gia lễ lớn lần này, lần trước còn khen ngợi tác phẩm của Hà Tổng Giám ngay trước mặt phóng viên đấy. Nghĩ đến Thịnh Thế Hoàng Triều, lần này đè ép hắn ta, trong lòng Hà Tuấn Thành dĩ nhiên là không thoải mái, có điều, bại bởi loại đối thủ này, đối với hắn ta mà nói cũng không phải là chuyện mất mặt, ngược lại là vinh quang. Nghe âm thanh tân bốc chung quanh, bộ dáng Hà Tuấn Thành lâng lâng, bất quá là vận khí tốt, vào mắt Chủ tịch mọi người lại bận rộn vuốt đuôi nịnh bợ, Hà Tổng giám anh quá khiêm nhường, hai năm qua tất cả giải thưởng lớn nhỏ, bồi dưỡng cho công ty được nhiều nghệ sĩ như vậy, tại sao có thể là bằng vào vận may, anh một cái bước chân đi tới vị trí ngày hôm nay, cái đó tuyệt đối là phái thực lực. Hà Tuấn Thành tiếp nhận sau mọi người tâm bốc, sau đó hài lòng đi xe tới địa điểm đón thẩm mộng kỳ. Trên xe, Hà Tuấn Thành một thân xa xỉ hàng hiệu vẻ mặt được thời đắc ý, mộng kỳ, thế nào? anh liền nói sẽ không có vấn đề đi. Tiểu tử kia cho rằng mình là ai vậy, thật đúng là coi chính mình là dễ hành rồi. Sắc mặt của thẩm mộng kỳ mặc dù hòa hoãn không ít, nhưng như cũng lộ ra không vui cùng phiền não. Tháng sau em tham gia tuần lễ thời trang quốc tế, tạo hình làm sao bây giờ, dựa vào anh sao? Hà Tuấn Thành trong con người chợt hiện tinh quang, anh sớm dự định được rồi, buổi lễ long trọng tối nay, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thời Thượng Felix mới nhậm chức cũng có mặt, Đến lúc đó chúng ta chuẩn bị chút lễ vật mang tới, lôi kéo một chút quan hệ, hẹn anh ta đi ra nói chuyện, xin anh ta tự mình làm tạo hình cho em không được sao? Thẩm Mộng kỳ tức giận liếc hắn ta một cái, người ta là tạo hình kim bài của Hoàn Cầu, khách quý của Mục Văn Thanh, phó chủ tịch hiệp hội thời thượng, làm gì dễ dàng mời đến như vậy. Chương 713, nhất định phải mời được người tới. Tối nay, nhà tạo mẫu mới lên cấp kim bài Nhà tạo mẫu Felix vận may tựa hồ có hơi không tốt lắm. Sau khi ra khỏi khu nhà ở, Diệp Mộ phàm ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ, tóc vuốt gel, chải thật chỉnh tề, mở ra chiếc siêu xe Mercedes-Benz màu đỏ diệp oản oản đưa cho anh ta, dáng rỡ chạy đến nơi tổ chức buổi lễ. Lần này buổi lễ tổ chức ở kinh giao một câu lạc bộ tư nhân cao cấp. Mặc dù hai ngày nay thời tiết không được tốt, vẫn mưa rầm liên miên, có điều cái này không chút nào ảnh hưởng đến tâm tình vui vẻ của anh ta. Cửa sổ xe mở nửa bên, mưa nhỏ li ti nhẹ nhẹ bay trên mặt, rất là thoải khoái dễ chịu, bởi vì trên đường không có người nào, Diệp mộ phàm liền tăng nhanh tốc độ xe. Ngàn lần không nghĩ tới, xe chạy đến nửa đường, đột nhiên có chiếc xe con màu xanh ra trời đi ngược chiều, trực tiếp chạy thẳng về hướng của anh ta. Miệng nó, Diệp mộ phàm vội vàng mẽnh mẽ phanh xe, đánh tay lái tránh chiếc xe kia. Bởi vì tốc độ xe quá nhanh, Mercedes-Benz màu đỏ vẫn mãnh liệt ma sát lên chiếc buýt kia, sau đó một đường sông tới bụi cây bên cạnh mới ngừng lại. Anh ta dứt khoát né tránh kịp thời, không có chuyện lớn gì xảy ra. Chỉ là vừa mới mưa, bụi cây này đầy bùn lầy, chờ lúc Diệp mộ phàm thật vất vả bò ra, cả người đã không có cách nào nhìn nổi rồi. Tóc rối bời, trên người tất cả đều là vết bẩn và bùn, nắp động cơ Mercedes-Benz của anh ta lõm vào một mảng lớn. Oh, shit xong rồi. Diệp mộ phàm gãi tóc, gấp đến độ giống như con kiến trên chảo nóng, phản ứng đầu tiên là xong đời xong đời. Hôm nay trước khi đi Oản Oản còn dặn anh ta đi chậm một chút, kết quả bây giờ liền đụng xe. Bị Oản Oản biết, không lột ra anh ta mới lạ. Miệng nó, con mẹ nó anh lái xe kiểu gì đây? Chủ chiếc xe xanh đối diện xuống xe, mở miệng nhằm vào Diệp Mộ Phàm chửi ầm lên. Diệp Mộ Phàm bị mắng một mặt mộng bức, rõ ràng là hắn ta đi ngược chiều trước được không? Cái gì gọi là kẻ ác cáo trạng trước, anh ta coi như là thấy được. Đối phương toàn thân mùi rượu mút trời, rõ ràng chính là rượu điều khiển. Được, báo cảnh sát đi, anh ta cùng một người say nói cái gì đạo lý. Bởi vì còn muốn kịp tham gia buổi lễ, Diệp Mộ Phàm trực tiếp báo cảnh sát, sau đó gọi điện thoại cho trợ lý, để cho trợ lý qua xử lý. Cùng lúc đó, Hà Tuấn Thành cùng Thẩm Mộng Kỳ đã chạy tới hiện trường buổi lễ hai người đưa lên thư mời vàng thiết kế tuyệt đẹp, thuận lợi vào sân. Trong phòng yến tiệc y hương tấn ảnh, mà tới tất cả đều là danh nhân giới thời thượng cùng các minh tinh lớn. Hai người sau khi đi vào, không ít người quen tiến lên ân cần chào hỏi. Hà Tổng Giám, chúc mừng lần này vào vòng. Hà Tuấn Thành bắt tay, khách khí khách khí. Hai người sau khi chào hỏi một vòng, thầm mộng kỳ có chút vội vàng trong đám người lướt nhìn, anh nói Felix người đó có tới không? Hà Tuấn Thành, hình như là vẫn chưa. Hà Tuấn Thành, anh bây giờ cho em một lời khẳng định, rốt cuộc có nắm chắc mời được người tới hay không? Thẩm Mộng Kỳ không yên tâm nhiều lần truy hỏi. Vẻ mặt Hà Tuấn Thành cũng có chút không xác định, trần chờ mở miệng hỏi, Mộng Kỳ, em nhất định muốn mời Felix sao? Thẩm Mộng Kỳ lạnh lùng liếc hắn ta một cái, dĩ nhiên, đây chính là lần ra mắt quốc tế của em. Không thể có nửa điểm sai lầm. Gần đây tạo hình của cô ta tất cả đều bình thường không có gì lạ, người thiết lập giáo chủ thời thượng đã lảo đảo muốn ngã, cô ta làm sao có thể không gấp. Cho nên, lần này bất luận tốn giá bao nhiêu, cô ta phải mời được người tới. Nếu là Hà Tuấn Thành đáng tin, cô ta cần gì phí tinh lực nhiều như vậy sao? Về phần diệp mộ phàm, càng là một cái vô dụng. Vào lúc này đoán chừng lại không biết ở nơi nào lêu lỏng. chương 714, chỉ có thể nhìn vận may vẻ mặt Hà Tuấn Thành có chút khó coi, Mộng Kỳ, anh khuyên em đừng ôm hy vọng quá lớn. Phó chủ tịch này tính cách rất cổ quái, nếu như là nghệ sĩ truyền thông Quang Diệu tìm anh ta tạo mẫu, anh ta vài xu cũng không thu. Nhưng người bên ngoài Quang Diệu coi như là tổng công ty hoàn cầu, cái đó cũng phải xem tâm tình của anh ta. Hơn nữa ra giá vô cùng cao. Ngay cả như vậy, người tìm anh ta vẫn là núi liền không dứt, rất khó mời. Anh biết quản lý Trịnh của hiệp hội thời thượng đến lúc đó có thể để cho anh ta giúp đỡ liên hệ dẫn đường, nhưng rốt cuộc có thể mời tới hay không, cũng chỉ có thể xem vận may. Thẩm mộng kỳ nghe vậy cau mày, bất quá là một nhà tạo mẫu mà thôi, cái giá lớn như vậy. Bên cạnh, một nhà tạo mẫu của giải trí thuộc tinh nghe vậy vội mở miệng, đại tiểu thư, cô cũng chớ xem thường nhà tạo mẫu, nơi như giới giải trí này, trang điểm và tạo mẫu quan hệ đến sinh tử của nghệ sĩ. Một nhà tạo mẫu có tiêu chuẩn trong nghề khó tìm, huống chi lại là loại đại thần hàng đầu như felix này có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ anh ta hiện tại nóng bỏng tay coi như là vượt qua một đường cũng muốn đối với anh ta ăn nói khép nép hà tuấn thành cũng tán đồng gật đầu một cái là như vậy không sai lúc này cách đó không xa truyền tới tiếng người là quản lý trịnh của hiệp hội thời thượng đến rồi mộng kỳ quản lý trịnh đến rồi nhanh hà tuấn thành đợi nửa ngày rốt cục mới đẩy ra đám người mang theo thẩm mộng kỳ đến gần tiếp lời. Quản lý trịnh, anh khỏe anh khỏe chứ, tôi là Hà Tuấn Thành của tụ tinh giải trí, lần trước chúng ta đã gặp. Quản lý trịnh trước gật đầu một cái, ngay sau đó nâng lên ly rượu trong tay, Hà Tổng Giám còn không có chúc mừng AMH lần này vào vòng giải trăm hoa. Tác phẩm rất đặc sắc, liền chủ tịch đại nhân cũng khen ngợi rất nhiều. Cảm ơn cảm ơn, quản lý trịnh anh quá khách khí. Hà Tuấn Thành cười hỏi han một phen, ngay sau đó hỏi chuyện chính quản lý trịnh không biết phó chủ tịch có tới không chuyện hôm trước tôi nới với anh anh thấy thế nào rồi có thể hay không nghĩ biện pháp hẹn anh ta ra gặp mặt quản lý trịnh nghe vậy lắc lắc đầu nói hẹn felix gặp mặt tháng sau khai mạc tuần lễ thời trang quốc tế lạc lâm cơ hồ tất cả mọi người đều đang đứng xếp hàng tìm anh ta nếu như là nghệ sĩ truyền thông quang diệu ngược lại còn dễ nói về phần những công ty khác bộ dạng vẻ mặt quản lý trịnh trong lòng mọi người biết rõ, vỗ bả vai của hắn ta một cái nói, tối nay anh có thể cùng Felix nói mấy câu chính là vận khí tốt rồi, chờ đi. Hà Tuấn Thành vội nói, vâng vâng vâng, bao lâu chúng tôi đều có thể chờ, làm phiền anh quay đầu giúp đỡ tiến cử một cái là được. Quản lý trịnh đang muốn mở miệng, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, vì vậy bận rộn đi tới một bên nghe điện thoại, thái độ vô cùng ân cần. Alo, Phó Chủ tịch, ngài đến chưa? Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Có quan trọng không? Ngài người không có sao chứ? Không có việc gì là tốt rồi không có việc gì là tốt rồi, quần áo cái này không thành vấn đề, tôi liền tự mình đi chuẩn bị vì ngài, được được được. Quản lý Trịnh sau khi gọi điện thoại xong, đối với đám người Hà Tuấn thành mở miệng, "Các vị, tôi bên này còn có việc phải làm, xin đi trước." "Được rồi tốt, anh đi làm việc đi. Mọi người vội vàng đem người đưa đi." Sau khi quản lý Trịnh đi, mọi người tụ ba tụ năm vây ở một chỗ bát quái. Mới vừa rồi quản lý trịnh là nghe điện thoại của phó chủ tịch. Là xảy ra chuyện gì sao? Hình như là trên đường xảy ra chút trở ngại trễ nãi rồi. Nhắc tới, Felix này rốt cuộc là lai lịch gì? Nếu trâu bò như vậy, tại sao không đi công ty lớn một chút, khăng khăng một mực ở lại cái góc nhỏ quang diệu như vậy? Không biết, chỉ biết anh ta ban đầu là được Tổng giám Bộ Kinh tế truyền thông Quang Diệu đào qua, hơn nữa hiện tại Quang Diệu thật ra thì cũng không tệ chứ. Chấm chấm. Trường 715, vẫn khỏe chứ? Mọi người thân thiện trò chuyện một lúc, mắt thấy buổi lễ sắp bắt đầu, Felix vẫn không có đến. Tối nay không ít người đều là vì anh ta mà tới, vào lúc này có thể nói là trông mòn con mắt. Thầm mộng kỳ chán đến chết cùng mấy cái tiểu minh tinh trò chuyện quần áo đồ trang sức, Hà Tuấn Thành ở một bên cùng mấy nhà tạo mẫu nói bốc nói phét khoe khoang trang phục. Lúc này, đối diện Hà Tuấn Thành một nhà tạo mẫu để tóc dài cột đuôi ngựa còn thắt bím nhỏ đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa, ngữ khí khoa trương mở miệng, ôi chao này, thật là chuyện hiếm có, các người đoán tôi thấy được ai? Ai vậy? Anh ngạc nhiên như vậy, chẳng lẽ là Felix? Phi, đừng ô nhục nam thần của tôi, là tên đại thiếu gia phế vật diệp gia kia, thái tử gia giải trí hoàng thiên thái tử ra giải trí Hoàng Thiên, anh nói là Diệp Mộ Phàm. Diệp Mộ Phàm không phải là sớm bởi vì cha phạm tội, người một nhà đều bị trừ bỏ quyền đuổi ra khỏi nhà sao. Vì lẽ đó đã lâu chưa từng xuất hiện ở trường hợp cao cấp tương tự như này rồi. Không thể nào, anh ta tới nơi này làm cái gì? Anh có phải nhìn lầm rồi hay không? Mọi người một bên bàn luận ầm ĩ một bên nhìn theo ánh mắt người tóc dài, nhìn một cái bên dưới, còn giống như thật là vị đại thiếu gia Diệp ra kia. Nghe được mấy người chung quanh bàn luận, Hà Tuấn Thành cũng nhìn hướng đối diện, quả nhiên thấy Diệp Mộ Phàm đang tránh đám người đi vào trong. Chỉ thấy tóc của Diệp Mộ Phàm rối bời, lễ phục cũng nhăn nhúm, phía trên còn dính bùn và lá cây, cả người thoạt nhìn rất là chật vật. "Phốc, anh ta làm sao biến thành như vậy lại chạy tới?" Thái tử ra đây là tự buông thả mình, hoàn toàn không biết xấu hổ sao? Ai cũng biết Diệp Mộ Phàm lúc trước đối với ăn mặc hóa trang là để ý nhất chưa từng chật vật như vậy xuất hiện ở trước mọi người. Lúc trước Diệp Mộ Phàm làm người quá mức lên giọng, mọi người đối với anh ta cảm nhận vốn là không được, vào lúc này thấy anh ta xa sút dĩ nhiên là cười trên nỗi đau của người khác. Cái gì thái tử ra, hiện tại Diệp ra đã sớm thay đổi, là thiên hạ của chi thứ hai Diệp Thiệu An, Diệp Y Y xác định lại là thiếu phu nhân tương lại cố ra, mãnh mẽ, mẽ kết hợp lại, nào còn có chuyện gì của anh ta. Về chuyện hư hỏng kia của Diệp ra, người ở trong vòng đều biết được. Ai không biết thái tử diệp mộ phàm này đã sớm bị phế đi, hiện tại chính là cái chó mất chủ. Bên cạnh có một nhà thiết kế cầm nhọn bát quái hề hề tiến tới trước mặt Hà Tuấn Thành hỏi thăm. Nghe nói trước anh ta ở giải trí tụ tinh của các người làm việc vặt à? Lần này là các người cho anh ta thư mời. Người tóc dài nhất thời khẽ xì một tiếng. Cái gì à? Đã sớm bị sa thải. Loại phế vật này cũng là đại tiểu thư và hà tổng giám của chúng ta có lòng tốt mới cho anh ta một miếng cơm ăn. Diệp mộ phàm đang chuẩn bị đi tìm quản lý trịnh thay quần áo, lúc này, đột nhiên một người ngăn ở trước người của anh ta. Ơ kìa, đây không phải là nhà tạo mẫu lớn diệp mộ phàm của giải trí tụ tinh chúng ta sao? Xem ra rời khỏi tụ tinh, lăn lộn, rất không tồi a. À. Làm sao, anh cũng tới tham gia buổi lễ lớn này. Vào lúc này Diệp Mộ Phàm đang đau đầu không biết làm sao cùng Oản Oản nói rõ, tâm tình rất là phiền não, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua trên người Hà Tuấn Thành cầm đầu mấy nhà tạo mẫu này, không thèm để ý đám người kia, chó khôn không cản đường. Hà Tuấn Thành không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy tiết mục thú vị như vậy, tâm tình rất tốt đi lên phía trước, Diệp thiếu ra, vẫn khỏe chứ. Cách đó không xa, Thẩm Mộng Kỳ cũng đã chú ý tới tình huống bên này, ánh mắt rơi vào trên người Diệp mộ phàm tràn đầy chán ghét cùng vẻ khinh thường. Cái tên này chạy tới làm gì? sẽ không phải là chưa chết tâm đối với cô mà theo tới đây chứ. Nghĩ tới đây, thẩm mộng kỳ nhất thời buồn nôn, chỉ nhìn một cái, liền không có hứng thú chuyển động đầu đi. chương 716, nhất định là đẹp nhất. Hà Tuấn Thành đi tới bên cạnh Diệp Mộ Phàm thấp giọng giọng điệu tiếc nuối mở miệng nói, Hát, anh nói xem sao anh lại phải ở đây chịu khổ như vậy chứ. Ban đầu, tôi có thiện ý đi mời anh, anh lại không biết phải trái. Nói tới chỗ này, Hà Tuấn Thành dừng lại một chút, trong con người tràn đầy vẻ đắc ý, rồi nói tiếp hiện tại còn muốn cầu xin tôi, sợ rằng không dễ dàng như vậy nữa rồi. Vào lúc này Diệp Mộ Phàm ngược lại không gấp, khẽ nhíu lông mày một cái cầu xin anh sao. Hà Tuấn Thành nghĩ đến chuyện ngày đó bị Diệp Mộ Phàm trói ở nghĩa địa, nhất thời mặt đầy vẻ âm u, nếu như anh quỳ xuống, tại đây ở trước mặt mọi người dập đầu ba cái đối với tôi, tôi có thể cân nhắc một chút. Diệp Mộ Phàm đang muốn mở miệng nói chuyện, lúc này, tiếng chuông điện thoại di động reo lên, là Diệp Oản Oản gọi tới. Diệp Mộ Phàm nhìn một cái, nhất thời mặt đầy vẻ trột dạ, cũng không có tâm tình oán hận người khác nữa, vội vàng chạy tới nơi không người nghe điện thoại. Mọi người thấy vẻ mặt của Diệp Mộ Phàm vội vội vàng vàng, nhất thời lên tiếng giễu cợt, nếu người này cũng đã bị tụ tinh đuổi khỏi, vậy anh ta là thế nào tiến vào đây được vậy? Các người nhìn cái bộ dạng giáo giác đó của anh ta đi, nhất định là đi cửa sau mới tiến vào được chứ. Vị đại thiếu gia này cái khác không được, nhưng liên quan đến chuyện đầu cơ trục lợi anh ta rất am hiểu đi. Bảo an ở đây, rốt cuộc đang làm chuyện gì vậy? Hà Tuấn thành điệu bộ tốt tính, vỗ vai đối phương một cái rồi mở miệng nói, đừng tính toán gì cả, dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp. Hà tổng giám, thứ người như vậy mà anh còn nói đỡ cho anh ta sao? Mọi người thấy Hà Tuấn thành giải vây, cộng thêm buổi lễ sắp bắt đầu, nên toàn bộ đều bận rộn đi chuẩn bị cho công việc của mình vì thế không có ai tiếp tục truy cứu nữa. So đo cùng loại rác rưởi này, thật sự là lãng phí thời gian quá mà. Trên sân khấu, người chủ trì đầy nhiệt tình mà mở miệng. Xin chào các vị khách mời tôn kính, cảm ơn mọi người đã đến đây, buổi lễ thứ 13 trong giới tạo mẫu, chính thức bắt đầu. Dựa theo thông lệ trước đây, hàng năm buổi lễ này trừ việc giao lưu trao đổi ngành nghề với nhau ra, màn diễn quan trọng nhất chính là các nhà tạo mẫu nổi tiếng sẽ trình bày ra tác phẩm mà bản thân mình đắc ý nhất. Dưới sân khấu, thầm mộng kỳ liếc qua Hà Tuấn Thành bên cạnh, tối nay Diệp Mộ Phàm trà trộn đi vào, không phải là muốn tìm phiền toái chứ. Dù sao tối nay Hà Tuấn Thành cũng trình diễn tác phẩm, nhưng hắn ta vẫn dùng thiết kế của Diệp Mộ Phàm, cho nên Diệp Mộ Phàm sao có thể chịu để yên được chứ. Hà Tuấn Thành nghe vậy, trên mặt đầy vẻ không có sợ hãi, khẽ xì một tiếng, diễu cợt mở miệng chỉ bằng anh ta sao. Mộng kỳ, em cũng quá đề cao tên phế vật kia rồi, đừng nói là anh ta không dám, nếu anh ta thật sự ngu đến mức tự tìm đường chết, ở tại buổi lễ như ngày hôm nay gây sự với anh, vậy thì thật là tốt, anh sẽ để cho anh ta đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện ở trong cái giới này xuất hiện thêm một lần nào nữa. Thầm mộng kỳ cũng cảm thấy lo lắng của mình là dư thừa, nhún nhún vai không nói nữa, Sao lại lên tiếng em ra phía sau sân khấu chuẩn bị đây. Đi thôi, Bảo bối, tối nay em nhất định là đẹp nhất. Chấm chấm. Tiếng nhạc vang lên, trên sân khấu, mỗi một nhà tạo mẫu có tiếng tăm thay nhau mang những tác phẩm đỉnh cao của mình ra biểu diễn, các người mẫu tranh nhau đọ sắc, phô bày cảnh đẹp hiếm thấy trong giới thời trang. Vị trí ở giữa hàng ghế trước là nơi mà chủ tịch hiệp hội thời trang Mục Văn Thanh đang ngồi, bên phải ông ta là quản lý Trịnh, vị trí bên trái trống không có người ngồi. Giờ phút này Mục Văn Thanh đã hơn 50 tuổi mặc một bộ đồ nghiêm trang, tập trung tinh thần mà nhìn tác phẩm của mọi người, khi nhìn đến thẩm mộng kỳ, trong con người rõ ràng xẹt qua vẻ kinh diễm, không tệ. Bên cạnh quản lý trịnh bận biểu phụ họa nói theo, phải không tệ. Chủ tịch có cảm thấy, phong cách của Hà Tuấn Thành này, ở một phương diện khác cũng có chút tương tự với phó chủ tịch của chúng ta hay không? chương 717, lấy trộm tác phẩm. Mục Văn Thanh lắc đầu nói, sao có thể so với mộ phàm được vẫn là kém xa lắm. Quản lý Trịnh biết chủ tịch của mình đối với vị phó chủ tịch mới nhậm chức này có nhiều tán thưởng, vội mở miệng nói, đó là điều đương nhiên, chẳng qua là phong cách có chút tương tự, có điều rõ ràng là non nớt hơn nhiều lắm. Nghe vậy Mục Văn Thanh nhìn vị trí trống bên cạnh mình, Mộ Phàm đâu? Sao còn chưa tới? Phó chủ tịch nói là trên đường xảy ra tai nạn xe cộ, đang xử lý, sắp qua tới rồi. Cái gì? Tai nạn xe cộ sao? Chân mày Mộc Văn Thanh nhất thời nhíu chặt. Quản lý Trịnh vội mở miệng nói, "Chủ tịch ngài không cần phải khẩn trương, người không có việc gì, chính là xe bị hư mà thôi, bây giờ tôi đi ra ngoài đợi phó chủ tịch." Chấm chấm. Quản lý Trịnh tạm thời rời chỗ cũng không có đưa tới điều chấn động gì cả. Thẩm Mộng Kỳ mới vừa xuất hiện ở trên sân khấu, phía dưới chính là từng tiếng khen ngợi, vào lúc này mọi người đang rối rít vỗ tay tán dương. Không hổ là tác phẩm đỉnh cao của Hà tổng giám, quả thật lợi hại. Cái loại sáng tạo này, động não này, không phải là người bình thường có thể nghĩ tới được đâu. Mới vừa rồi ngay cả chủ tịch buổi tiệc cũng đều gật đầu rồi. Hà Tuấn Thành vui tươi hớn hở đón nhận tất cả lời ca ngợi, các vị quá khen rồi, chúc tài mọn không đáng nhắc đến. Đúng lúc này, trong tiếng tán dương xôn xao, đột nhiên một thanh âm bất ngờ vang lên. A à, lúc nào phong cách hiệp hội thời trang lại thấp như vậy rồi hả? Thậm chí ngay cả loại người vô sỉ ăn trộm tác phẩm của người khác cũng có thể đàng hoàng công khai lên sân khấu, tiếp nhận sự ca ngợi của mọi người. Âm thanh người đàn ông khoan thai trong đó lộ ra mấy phần bất cần đời, tràn đầy diễu cợt và vẻ khinh thường. Bởi vì tiếng nói này đột ngột vang lên làm cho đám người yên lặng một giây. Vẻ đắc ý trên mặt Hà Tuấn Thành cứng ngắc, vẻ mặt âm u nhìn nơi vừa phát ra tiếng nói. Chỉ thấy Diệp Mộ Phàm vẫn là tóc rối bời, người mặc quần áo nhăn nhúm, khóe miệng tựa như cười mà không phải cười, hoàn hảo mà đứng ở nơi đó. Diệp Mộ Phàm, anh ta lại còn có can đảm tới đây sao? Được, rất tốt. Không cần Hà Tuấn thành tựu mình mở miệng, đã có người tức giận lên tiếng mắng chửi, ở đâu ra cái kẻ bụi đời này vậy, lại có thể ác ý phỉ báng danh tiếng của hiệp hội thời trang, còn nói xấu ở trong hiệp hội nhà thiết kế của chúng ta có kẻ trộm người đã gặp qua hình dáng thật sự của felix không có mấy người cộng thêm mọi người đang nhìn thấy bộ dáng bất cần đời này của diệp mộ phàm đương nhiên sẽ không đem anh ta coi ra gì người này là ai tại sao lại nhìn có chút quen mặt vậy mọi người không biết sao người ta là đại thiếu gia của tập đoàn diệp thị thái tử gia của giải trí hoàng thiên diệp mộ phàm đó đệt đó chính là người không học vấn không nghề nghiệp kia sao anh ta làm sao lại chạy tới chỗ này vậy Nghe nói trước kia anh ta ở tại tụ tinh làm việc vặt cho Hà Tuấn Thành, sau đó bị sa thải, đoán chừng là ghi hận trong lòng, cho nên chạy tới đây gây chuyện đó. Người này cũng quá vô sỉ đi. Chờ mọi người mắng chửi hết lời, Hà Tuấn Thành mới đứng dậy, không nhanh không chậm mở miệng nói, Diệp Hiếu, ban đầu nhìn anh bị đuổi ra khỏi nhà, lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, chúng tôi thấy anh đáng thương nên mới thu nhận anh, để cho anh cùng ở bên cạnh tôi làm việc vặt. Nhưng bởi vì anh thật sự không có thiên phú, lại không chịu làm việc cho giỏi, vì công bằng, tôi cũng chỉ có thể sa thải anh, dù sao công ty cũng phải kiếm tiền, không nuôi người rảnh rỗi. Ai biết, anh không chỉ không biết hối cải, còn chạy tới nói xấu tôi, điều này. Điệu bộ vẻ mặt Hà Tuấn Thành đau lòng không thôi, Diệp Mộ Phàm cũng không nói chuyện nữa, cứ lặng lặng ở đó nhìn hắn ta biện minh, ồ, tôi không có thiên phú, vậy ai có thiên phú, anh sao nhà thiết kế lớn Hà Tuấn Thành người chỉ có thể dùng tác phẩm của người khác làm thành của mình. Hà Tuấn Thành đang chờ anh ta nói lời này, lập tức ha ha, nở nụ cười, Diệp Thiếu, anh nói tôi lấy trộm tác phẩm của người khác, anh nên nói rõ một chút, vậy tôi lấy trộm, là tác phẩm của ai? chương 718, cô nói anh ta là ai? Diệp mộ phàm hai tay ôm ngực, không chút nghĩ ngợi mở miệng, dĩ nhiên là tôi. Phúc ha ha, phế vật này mới vừa nói cái gì vậy? Diệp mộ phàm vừa dứt lời, Mấy nhà thiết kế chung quanh Hà Tuấn Thành nhất thời cười ầm lên. "Diệp Mộ Phàm, e rằng đầu óc của anh có vấn đề. Hà tổng giám của chúng ta lấy trộm tác phẩm của anh sao? Anh cho rằng anh là ai? Trời, đường đường là tổng giám giải trí tụ tinh của chúng ta, mà lại cần lấy trộm tác phẩm của một người làm việc vặt như anh sao? Anh thật sự là biết tự rát vàng lên mặt mình mà." Hà Tuấn Thành hoàn toàn không cần tự mình ra tay mọi người ở đây một người một ngụm nước miếng cũng đủ để dìm chết diệp mộ phàm rồi hừ bảo an đâu mấy người làm việc thế nào vậy có người không có thư mời trà trộn vào rồi cũng không biết còn tùy tiện để anh ta gây chuyện như vậy nữa sao đúng vậy còn không nhanh chóng đem người đuổi ra ngoài cho tôi bên này tiếng động ồn ào quá lớn rất nhanh đã kinh động đến nhân viên làm việc xin hỏi đã xảy ra chuyện gì một cô gái ăn mặc rất nghiêm túc hoang mang chạy tới sau khi nhìn thấy diệp mộ phàm ánh mắt nhất thời sáng lên quản lý trịnh vẫn đang liên tục tìm lời nói của cô gái còn chưa dứt thì bị một nhà thiết kế tóc dài bên cạnh cắt đứt người này không có thư mời trà trộn vào trong đây làm loạn bởi vì ghen tị với hà tổng giám của chúng ta còn bêu xấu anh ấy lấy trộm tác phẩm của mình các cô làm việc như thế nào còn có thể quản lý được hay không vậy tất cả mọi người chung quanh không biết chân tướng đều đang xem náo nhiệt tụ ba tụ năm thì thầm với nhau cái, cái gì, anh ta vào đây để gây rối ghen tị với Hà Tổng Giám, nhân viên làm việc một mặt mê mang, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Vẻ mặt của người tóc dài kia vô cùng lạnh lùng nói, không sai. Không tin cô kiểm tra một cái xem thử anh ta có thư mời hay không là biết được thực hư sự việc. Hát, thôi quên đi, vẻ mặt Hà Tuấn Thành như khoan dung nói. Người tóc dài này vì muốn nịnh bợ Hà Tuấn Thành, mặt đầy đại nghĩa cao giọng nói, sao có thể đơn giản như vậy được, loại người bại hoại thế này ở giới thời trang, cũng dám bước chân vào cửa chính hiệp hội thời trang của chúng ta sao? Quả thực là làm bẩn hiệp hội mà. Nhân viên làm việc nghe vậy, sắc mặt có chút khó mà hình dung được, nhìn đám người Hà Tuấn thành vẻ mặt giống như nhìn người ngoài hành tinh, rồi nói vị tiên sinh này quả thật không có thư mời. Tóc dài nghe xong, nhất thời càng hăng hái hơn, đắc ý mở miệng, tôi nói nha, anh ta cho các anh chỗ tốt gì mà các người làm việc cầu thả để cho anh ta đi vào đây một cách tự ý như thế vậy. Nhân viên làm việc bị người này dùng thái độ hùng hổ dọa người cũng kích động thêm vài phần tức giận, lạnh lùng quét mắt nhìn đám người Hà Tuấn Thành, sau đó, từng chữ từng chữ mở miệng nói, "Vị tiên sinh này là phó chủ tịch hiệp hội thời trang của chúng ta, cũng là một trong những người chủ trì buổi tiệc ngày hôm nay, dĩ nhiên là không cần thư mời, xin hỏi các người, đối với chuyện này có vấn đề gì không?" Trong nháy mắt tiếng nói của nhân viên làm việc vừa dứt, hiện trường một mảng yên lặng như chết vẻ đắc ý trên mặt người tóc dài hoàn toàn cứng ngắc, con người của Hà Tuấn Thành chợt co rút nhanh, đột nhiên ngẩng đầu lên, trợn mắt cứng đờ nhìn sang Diệp Mộ Phàm. Thầm Mộng Kỳ trên sân khấu dù bận rộn nhưng vẫn ung dung xem náo nhiệt trong nháy mắt thân thể của cô ta cũng cương cứng, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo chợt trắng nhợt, không cách nào tin tưởng nhìn về phía Diệp Mộ Phàm. Cô gái kia mới vừa rồi, nói cái gì vậy? Phó chủ tịch hiệp hội thời trang. Diệp Mộ Phàm sao? Lúc này, Hà Tuấn Thành thật vất vả mới hồi phục lại tinh thần, chật vật mở miệng hỏi, cô, cô mới vừa, mới vừa nói cái gì? Cô nói anh ta là ai? Nhân viên làm việc liếc hắn ta một cái nói, đây là phó chủ tịch hiệp hội thời trang mới nhậm chức của chúng tôi, Felix Tiên Sinh. Chính là người mà mấy người mới vừa nói không có thư mời tùy tiện trà trộn đi vào, còn làm bẩn người của hiệp hội thời trang. chương 719, bị chứng vọng tưởng. Hà Tuấn Thành ực ực nuốt nước miếng, Cả người cũng đã choáng váng. Chuyện này làm sao có khả năng? Diệp mộ phàm chính là Felix. Đây tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là nhầm lẫn chỗ nào. Trong lúc mọi người ở đây chố mắt nhìn nhau, quản lý trịnh đã vội vã chạy tới. Trời ạ! Phó chủ tịch đại nhân cuối cùng cũng tìm được ngài rồi. Tôi nãy giờ ở cửa chờ ngài tại sao không thấy ngài. Quần áo cũng đã giúp ngài chuẩn bị xong. Ngài nhanh chóng đi đổi đi dường như phát hiện bầu không khí bên này có gì đó không đúng lắm, quản lý trịnh mờ mịt mở miệng nói thế nào vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? À, đúng rồi, Hà Tổng Giám, anh không phải là muốn tìm phó chủ tịch của chúng tôi sao, chính là vị này đó. Nói xong nhìn Diệp Mộ Phàm mở miệng nói, Felix, đây là Hà Tổng Giám của giải trí thụ tinh, trên sân khấu chính là thẩm mộng kỳ tiểu thư của giải trí thụ tinh. Mấy người này đang muốn nói chuyện với ngài về chuyện hợp tác tại tuần lễ thời trang Lạc Lâm. Diệp Mộ Phàm tiện tay kéo một mảnh cây cỏ dính trên tay áo của mình xuống đáp, "Ồ, thật sao?" Vào giờ phút này, Hà Tuấn Thành và Thẩm Mộng Kỳ trong lòng đã muốn chết, lại nghe được lời này của quản lý Trịnh, hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống. Quản lý Trịnh đều đã tự mình mở miệng, bọn họ bây giờ muốn không tin cũng không được. Mới vừa rồi quản lý Trịnh nói Felix ở trên đường xảy ra tai nạn xe cộ, cho nên Diệp Mộ Phàm mới có thể có cái bộ dạng này xuất hiện. Cho nên bọn họ phí hết tâm tư muốn mời nhà tạo mẫu kim bài, dùng quyền thế muốn tạo quan hệ với Felix, lại chính là tên phế vật diệp mộ phàm kia sao? Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Diệp mộ phàm vẫn đang trong tình trạng bị Hoàng Thiên phong sát, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy lăn lộn đến nước này được? Thẩm mộng kỳ đứng ở trên sân khấu, hung tợn chừng mắt Hà Tuấn Thành. Diệp mộ phàm chính là Felix, tại sao chuyện quan trọng như vậy hắn ta cũng không biết. Vào lúc này Hà Tuấn Thành thật sự là có khổ khó nói, hắn ta làm sao có thể đem Felix cùng Diệp Mộ Phàm liên tưởng với nhau được cơ chứ? Nhưng mà, sự tình khó giải quyết hơn còn đang ở phía sau. Phía trước, sắc mặt của Chủ tịch Hiệp hội Thời trang Mục Văn Thanh lạnh lùng nghiêm túc cất bước đi tới nói, Mộ Phàm, cậu mới vừa nói, thiết kế này của Hà Tuấn Thành là tác phẩm lấy trộm của cậu, cái này là chuyện gì vậy? Diệp Mộ Phàm nhìn Mục Văn Thanh trả lời, dạ thầy, không có chuyện gì lớn đâu, chính là trước đây không lâu, em có làm mất đi một quyển bản thảo, không nghĩ tới, hóa ra là được Hà Tổng giám đây nhặt được. Vừa nghe nói như vậy, mồ hôi lạnh trên trán của Hà Tuấn Thành đều chảy xuống từng giọt từng giọt, chuyện này, đây là hiểu lầm, hiểu lầm. Chuyện này nếu như mọi người coi là sự thật, vậy thì hắn ta coi như đã bị phá hủy mất rồi. Hà Tuấn Thành nhất thời nóng này, quyết định chủ ý không nhận, lập tức phản bác cái gì mà bản thảo chứ. Hoàn toàn không thể nào, đây là thiết kế của tôi. Chủ tịch ngài nhất định phải tin tưởng tôi. Nghĩ đến chuyện Diệp Mộ Phàm căn bản cũng không có chứng cớ, Hà Tuấn Thành dần dần có chút sức lực, Diệp Thiếu, anh nói đây là thiết kế của anh, xin anh đưa ra chứng cứ. Anh là lúc nào đánh mất bản thảo, hơn nữa là ở nơi nào đánh mất. Như thế nào đây, không lấy ra được đi. Diệp Mộ Phàm nhẹ nhàng nở nụ cười, ha ha, chứng cớ. Tôi là người có trí nhớ không được tốt lắm, cho nên không nhớ rõ loại chuyện không quan trọng này, ý của Hà Tổng giám là, tôi oan uổng anh, ghen tị với tài năng thiên phú của anh, cho nên nói xấu anh. Muốn chiếm đoạt tác phẩm của anh, đúng thế không? Lời Diệp Mộ Phàm mới vừa nói ra, Hà Tuấn Thành liền cứng người lại, mà mọi người càng như ong vỡ tổ, dối rít khinh bị hướng mắt nhìn Hà Tuấn Thành. Nói đùa sao, người ta đoạt được giải trăm hoa đấy, còn là phó chủ tịch của Hiệp hội Thời trang, người như vậy mà cần phải ghen tị với hắn ta sao? Hà Tuấn Thành có phải bị chứng vọng tưởng hay không? Hà Tuấn Thành tức giận, bắt đầu có chút không suy nghĩ mà nói, Diệp mộ Phàm anh đừng có ngậm máu phun người. Những tác phẩm này là của tôi, là tôi thiết kế, không có chứng cứ liền muốn nói xấu tôi, vậy tôi có thể nói là anh trộm tác phẩm của tôi đấy. Chương 720, giây phút kinh sợ. Diệp mộ Phàm vẻ mặt rộng lượng, không thèm để ý chút nào mở miệng nói, à tương đương Hà tổng Giám, đừng có gấp. Tôi chẳng qua chỉ là thuận miệng nói mà thôi, cũng không có ý định truy cứu trách nhiệm của anh mà, dù sao đó cũng chỉ là bản tạo hình thiết kế đơn giản thôi, thứ này, một ngày tôi có thể cho anh mười mấy cái. Nếu anh để ý như vậy, vậy thì đưa cho anh thôi, không có gì lớn cả, dù sao đã là đồng nghiệp với nhau, nếu anh thích như vậy, tôi cho anh thêm một hai tập bản thảo nữa đều được. Anh, anh anh, Hà Tuấn Thành thiếu chút nữa bị tức hộp máu. Diệp mộ phàm luôn miệng không so đo thậm chí ngay cả chứng cứ cũng không có, thế nhưng lại đem cái mũ lấy trộm tác phẩm chụp lên đầu hắn ta, cộng thêm thân phận của anh ta bây giờ đặt tại nơi này, mọi người dĩ nhiên là tin tưởng lời của anh ta nói rồi. trời ạ, à, thật không nghĩ tới, Hà Tuấn Thành lại là thứ người như vậy, không nói tiếng nào liền nhặt được bản thảo tay của người ta rồi chiếm làm của mình. đúng vậy a, à, ỉ vào người ta không có chứng cứ liền có thể không sợ hãi sao? lại còn nói là Felix lấy trộm của hắn ta, quá mức lớn mặt mà mọi người mới vừa rồi vây xem đang giúp hà tuấn thành nói chuyện giờ phút này tất cả đều đổi hướng mới vừa rồi diễu cợt diệp mộ phàm thế nào hiện tại tất cả đều làm y như thế quay sang diễu cợt hà tuấn thành hiện tại hà tuấn thành cùng diệp mộ phàm giống như ăn mày cùng phú hào hắn ta là một tên ăn mày nói phú hào người ta trộm tiền của hắn ta có người nào tin được hay không a à? diệp mộ phàm nhìn hà tuấn thành bị cả trăm miệng vây quanh công kích cũng không thể bào chữa cho mình được Đáy mắt thoáng qua một tia ý lạnh. A, à, anh ta coi như thuận miệng bịa chuyện, vậy thì thế nào? Lấy thân phận địa vị bây giờ của anh ta, chuyện anh ta cần làm còn cần chứng cứ sao? Tóm lại, hôm nay chỉ một câu nói của Diệp Mộ Phàm đã đủ để cho sự nghiệp đời này của Hà Tuấn thành bị phá hủy hoàn toàn. Bởi vì, cũng không ai biết tập bản thảo mà trong miệng Diệp Mộ Phàm nói kia rốt cuộc có bao nhiêu tác phẩm mà sau này những tác phẩm mà Hà Tuấn Thành thiết kế ra rốt cuộc có phải là do chính bản thân hắn ta thiết kế hay không, hay là trộm từ bên trong tập bản thảo đó thì không có ai có thể biết được. Về phần thẩm mộng kỳ mặc đồ thiết kế do trộm cắp, cũng không khá hơn chút nào. Mục Văn Thành dĩ nhiên là đứng ở về phía Diệp Mộ Phàm tại chỗ tuyên bố đem tên của Hà Tuấn Thành xóa tên khỏi Hiệp hội Thời trang, hơn nữa để cho Bảo An đưa người đuổi ra ngoài. Trên mặt các nhà thiết kế khác của giải trí thuộc tinh cũng không nhịn được, dối giết lặng lẽ chạy trốn thẩm mộng kỳ giống như một kẻ ngốc một người ngơ ngác đứng ở trên sân khấu không có một người nào muốn tới vì cô ta mà giải vây cô ta liền ôm lấy một chút hy vọng nhìn diệp mộ phàm người đàn ông này mặc dù khổ sở mặc dù bất cần đời nhưng đối với cô ta quả thật toàn tâm toàn ý thương yêu mỗi lần cô ta có chuyện gì đều sẽ ngay lập tức xuất hiện nhưng lần này diệp mộ phàm từ đầu tới cuối ngay cả nhìn cũng không có liếc nhìn cô ta một cái nào cả vào lúc này Diệp Mộ Phàm đã hoàn toàn bị đám người vây quanh đẩy lên trên, ngay cả sau ót cũng đều không thấy được. Ha ha, được rồi, được rồi. Diệp Mộ Phàm xã giao như cá gặp nước, ánh mắt liếc qua nhìn thấy cách đó không xa một bóng người quen thuộc đi tới, nhất thời sợ đến mức phun ngụm rượu vang ra ngoài. Ông chủ nhà tôi tới rồi, xin lỗi không tiếp chuyện được, xin lỗi không tiếp chuyện được. Làm phiền nhường đường một chút. Diệp Mộ Phàm vội vàng đem ly rượu trong tay giao cho nhân viên bên cạnh. Sau đó vội vã chạy về phía Diệp Oản Oản. Nhìn thấy bộ dáng kinh sợ của Diệp Mộ Phàm, bên cạnh quản lý trịnh mặt bất đắc dĩ, tại sao tôi cảm thấy, phó chủ tịch của chúng ta, mỗi lần nhìn thấy Diệp tổng giám đều giống như chuột nhìn thấy mèo vậy. Một nhân viên khác bên cạnh cũng dở khóc dở cười, thật đúng là vậy mà, Felix bình thường khi tâm tình không tốt lúc đó mặt mũi của ai cũng không để ý, nhưng chỉ cần Diệp tổng giám nói một câu, để cho anh ta đi hướng đông thì không dám đi hướng tây. Cho nên mới nói, vị Diệp tổng giám này của Quang Diệu rốt cuộc có lai like lịch gì? Làm cho mọi người vô cùng khiếp sợ như vậy á? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết chương 720.